Về online, xin chào các chị đến với live stream của Sophia các chị nha. Các chị ơi vào xem live mình chấm tương tác đi các chị, để em biết các chị nào vào đầu tiên em tặng một phần quà không đồng các chị nha. Thì tất cả các live stream của Sophia, chị nào mình vào nhanh nhất và sớm nhất mình sẽ nhận một phần quà không đồng nha các chị nhé. Dạ mình thả tim thật là nhiều, tương tác tốt để săn quà cùng Sophia các chị ơi. Dạ để cho chị phần quà không đồng đi em. Cho nó quách sự dắt lên đúng không? Yeah. Đây là phần quà không đồng em dành cho Kala ngày hôm nay nha các chị nha. Đây là một phần quà không đồng dành cho chị vào đầu tiên nhanh nhất và sớm nhất. Tất cả các Kala truyền của Sophia khi các chị mình nhận thông báo, các chị mình vào ngay luôn luôn. Xong cái là mình chấm hoặc là mình comment bất kỳ một cái điều gì đó thì mình sẽ có cơ hội nhận được một phần quà không đồng từ Sophia các chị nha. Đó thì tất cả các Kala truyền của Sophia nó đều là như vậy. Em chào chị Trang Thư, em chào chị Thu Hà, em chào chị Kiều Sen, em chào chị Thanh Lợi, em chào chị Uyên Nhã, em chào chị Nhi Lam, em chào chị Thủy Sa, em chào chị Thịnh Nguyễn. Chào chị Trúc Thanh, chào tất cả các chị ạ, chào chị Ngàn Hoa, chào chị Như Ngọc Trần, em chào chị Nhật Hoàng ạ, chào chị Nhỏ Trang, chào chị Thủy Nhật Phan chị nha. Đó tất cả các live stream của Sophia, các chị nào mình vào nhanh nhất và sớm nhất thì mình nhận ngay một phần quà không đồng từ Sophia. Thì hôm nay là quà không đồng em dành cho chị có nick Facebook đó là chị Trang Thư, được chị Trang Thư ạ, chị đọc tên đầu tiên chị nhận quà không đồng là cái này chị nha. Rồi, các chị ơi, thì bây giờ các chị mình hãy thả tim cực kỳ là nhiều để bắt đầu mình vào chương trình của ngày hôm nay. Hôm nay thì chương trình gọi là siêu hấp dẫn các chị nha. Hôm nay em có túi A4, các chị nào mình có săn túi A4 để làm quà. Thì hôm nay em có túi A4 nha các chị nha. Hôm nay là ngày 16. Nếu mà các chị mình mua vẫn còn kịp để tặng quà nha các chị nha. Nhưng mà không biết hình như ngày 20 tháng 11 thì trúng chủ nhật à. Vậy không được rồi. Vậy là giờ mình mua xài rồi nha các chị nha. Chứ bữa nay mà nếu mà mua để tặng quà 20 tháng 11 thì không cần kịp nữa. Vì năm nay 20 tháng 11 thì nó trúng ngày chủ nhật. Cho nên là không có kịp. Nếu mà Hồ Chí Minh thì còn kịp, chứ còn ở tỉnh là không có kịp nữa nha các chị nha. Cái gì bán chứ mà phải nói rõ cái vấn đề này. Vì lý do năm nay 20 tháng 11 lại trùng vào ngày chủ nhật thì thường mình sẽ tặng trước ngày 20 tháng 11 rồi đúng không các chị ơi. Cho nên là thôi thì chị nào mình mua xài thì mình mua nha các chị nha. Rồi em chào tất cả các chị đã đến với live stream của Sophia. Em chào chị Thoa Phương, chào chị Trúc Dương, chào chị Thanh Ngọc, chào chị Chu Nga, chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, mình hôm nay em có 1.000 bộ đồ thu đông. Em xả lỗ vì lý do nó bị một cái lỗi nhẹ. Lỗi này là lỗi do sản xuất chứ không phải là lỗi về kỹ thuật nha các chị nha. Ý là nó không có lỗi về cái gì. Nói chung tí này em sẽ nói rõ. Nói chung các chị mình ở lại để săn những cái sản phẩm đó dễ xài, rất là ok nha các chị nha. Nhưng mà nó vì mình làm thời trang cho nên nó có những cái lỗi như vậy thì bắt buộc phải bán lỗ đi. Dạ em chào chị Trang Lê ạ, chào chị Vũ Sen, chào chị Khoảng Lặng chị nha. Chào chị My Hiền ạ, chào tất cả các chị đến với live stream của Sophia. Các chị ơi mình thả tim thật là nhiều giùm em nha. Thả tim thả like gì cũng được, mình tăng tương tác cho mình để mình dễ dàng săn quà. Rồi bây giờ dành một phút cho những chị nào mà mình mới vào mờ quá ha các chị. Các chị mình thoát ra vào lại giúp em nha. Vì phía bên em thì nó vẫn đang rất là ok. Cho nên là nhiều lúc nhiều khi có khi mạng ở bên mình nó có vấn đề á, các chị mình chỉ cần thoát ra xong mình vào lại giùm em chắc có lẽ là được nha các chị nha. Em chào chị Bích Hợp Phạm, chào chị Liên Trương ạ, chào chị Lê Hội, chào chị Khánh Mai chị nha. Chào chị Hà Nguyễn ạ, chào chị Kim Cương. Và chào tất cả các chị đã đến live stream của Sophia. Các chị ơi bây giờ mình vào chương trình săn quà các chị nha. Thì các chị mình thả tim thật là nhiều để mình tăng tương tác cho mình dễ săn. Em chào chị Kiệt Tuấn, em chào chị Lê Hạnh ạ. Dạ chào chị Lê Ngọc Thanh Đặng chị nha. Chào tất cả các chị đã đến với live stream của Sophia. Dạ em chào chị Hân Gia, em chào chị Lucky. Mờ lắm hả? Không biết sao ta, bên em thì em đang vẫn thấy nó rất là bình thường. Nó rõ bình thường á. Cho nên là có thể là mình thoát ra mình vào lại giúp em nha. Chứ còn về phía em thì em kiểm tra tất cả các điện thoại thì nó rất là rõ các chị. Nên là đôi lúc là có thể là do mạng của phía bên mình cho nên mình thoát ra đi rồi mình vào lại liền giùm em nha. Đôi lúc do mạng á các chị. Như nhiều lúc ví dụ như em có nhiều lúc em dùng ví dụ như là mạng ở mỗi nơi nó khác nhau đó, nên là mình cũng không biết được. Chứ còn bây giờ ở bên Sophia thì live stream mà, cho nên là tụi bên em là dùng mạng rất là mạnh để live stream. Có nhiều chị nói là rõ lắm, có nhiều chị thì nói rõ lắm, có chị thì mờ quá. Thì nói chung là mạng của mỗi nơi các chị ạ, mạng của mỗi nơi các chị nha. Rồi mình vào chương trình mình săn quà cùng Sophia luôn nha các chị. Bắt đầu luôn nha các chị nha. Rồi đưa quà đi. Bây giờ các chị mình comment giúp em một cái cú pháp để mình săn quà nha các chị nha. Đó là các chị comment giúp em đó là Sophia hàng chất giá mềm đi. Sophia hàng chất giá mềm. Xong tát tên một người bạn vô giúp em để mình nhận quà từ Sophia các chị nha. Sophia hàng chất giá mềm. Xong các chị tát tên giùm em một người bạn vào để mình nhận quà từ Sophia các chị nha. Thì các chị mình cứ làm như vậy, mình comment liên tục giùm em. Xong mình
thả tim cực kỳ là nhiều để cho mình tăng tương tác, để mình dễ dàng săn. Thả tim, thả like gì cũng được nha các nhà, đừng thả phẫn nộ là được rồi. Rồi các chị ơi, rồi bắt đầu để mình săn quà những cái nhà. Các chị comment là Sophia hàng chất giá mềm, xong tắt tên một người bạn vào giúp em để mình nhận quà từ Sophia nha các chị nha. Đó thì quà rất là hấp dẫn cho các chị mình săn sale, cho nên các chị mình thả tim thả like cực kỳ nhiều để mình tăng tương tác, cho mình dễ dàng mình săn được quà những cái nhà. Rồi bây giờ có rất là nhiều chị đã comment rồi, bây giờ em bắt đầu chúc mừng cho chị đầu tiên ạ. Rồi em xin chúc mừng chị Linda đã tăng tên chị Anh Phương Nguyễn Thị vào xem like ạ. À. Chị chứ Nguyễn Thị mà có anh. À cái nick Facebook hả? Dạ anh Phương Nguyễn Thị ạ. À. Rồi em cảm ơn, em chúc mừng chị Linda đã nhận được một cái túi. Đây chị nha, cái túi rất là đẹp luôn, em tặng chị với giá là 10.000 đồng. Túi này giá tặng 10.000 đồng nha. Cái này các bạn ấy nha. Dạ vâng. 10.000 đồng giùm em cái túi này ạ. À. Rồi tiếp tục đi em. Dạ rồi tiếp theo em xin chúc mừng chị có nick Facebook là chị Kim Hiền Trương. Có số điện thoại là 3390 ạ. Rồi chúc mừng chị Kim Hiền Trương nhận được nhưng mà chị này đâu có tách bạn bè đi đâu em. Chị không nên vô sư ra chị chia sẻ mà. Nhưng mà chị có chia sẻ mà chị chưa có tan tên à. Đúng rồi, không được. Xin lỗi chị vì chị không có tan tên bạn bè của này. Cái cú pháp tặng quà của mình là Sophia hàng chất giá mềm và tan tên một người bạn thì em mới tặng được chị nha. Rồi em xin chúc mừng chị Thủy Phương đã tăng tên chị Nga Cherry vào xem like ạ. À. Rồi chúc mừng chị và tặng chị một cái phần quà này với giá là 20.000 đồng. Một đôi giày thể thao rất là đẹp mà tặng chị với giá là 20.000 đồng chị nha. Chúc mừng cho chị ạ. À. Đây nè các chị mình comment nha. Sophia hàng chất giá mềm tăng tên một người bạn giùm em. Như vậy thì mới có thể săn được quà nha các chị nha. Chết rồi, chị quên tắt rồi. Ok nè. Rồi tiếp tục. Hai chị ạ. Dạ rồi ạ. Tiếp theo nha các chị nha, em xin chúc mừng chị có nick Facebook đó, đó là chị Hà Bùi đã đăng tên chị Hoàng Liên vào xem like ạ. Rồi chúc mừng cho chị Hà Bùi đã nhận được một cái phần quà này chị giá là 10.000 đồng nha chị Hà Bùi nha. Em thì chúc mừng cho chị Hà Bùi ạ. Hôm nay chương trình siêu hấp dẫn luôn, các chị mình ở lại xem like để săn nha các chị nha. Hôm nay em thì có túi A4, có giày cao gót, có giày thể thao. À, hôm nay lên giày thể thao cho các chị săn mấy mã giày thể thao đẹp lắm nha các chị nha. Rồi lên giày đồ bộ, hôm nay đồ bộ rất là nhiều. Đồ bộ rất là nhiều với lại mấy cái đầm như này em ơi, nó mẫu mỗi mẫu còn có vài chục là đem cho chị xả hết cho các chị săn sale. Nhưng cái nhà hôm nay còn cái gì ít em cũng xả rẻ rẻ cho các chị săn. Rồi xong em lên mẫu mới rất là nhiều trong Kala ngày hôm nay ạ, mẫu mới nhiều lắm. Mẫu mới là bao la. Rồi tiếp theo ạ, em xin chúc mừng chị Trâm Phạm đã đăng tên chị Kiều Diễm vào xem like ạ. Dạ em chúc mừng cho chị Trâm Phạm nhận được một cái đôi giày này rất là đẹp luôn với giá là 20.000 đồng. 20.000 đồng cho chị Trâm Phạm nha. Rồi tiếp theo ạ, em xin chúc mừng ạ, chị cái nick Facebook đó là chị Thu Hương đã tăng tên chị Chiêu Võ và xem like ạ. Rồi em chúc mừng cho chị Thu Hương nhận được một cái áo khoác rất là đẹp luôn với giá là 20.000 đồng luôn nha chị nha. Một cái áo khoác rất là đẹp tặng chị 20.000 đồng. Đẹp lắm nha chị nha. Hình như chị nhớ còn một cái áo khoác nào đó nó còn ít chút nữa đem xả cho nó hết luôn đi em. Dạ vâng. Cái dòng nhung tâm á. Rồi 20.000 đồng chị tặng chị ạ. Một cái đầm luôn đi chị ơi. Chị Thu Hương ạ. À. Trời cái đầm cao cấp rất là đẹp luôn ạ. À. Đầm này đầm xịn nha, đầm này sang cực kỳ luôn. Đầm này size của em đó là size S nha, 48kg đổ về là chị em mình mặc vừa nè. Rồi tặng cho dạ chị rồi, tiếp theo em xin chúc mừng chị Lê Na đã tăng tên chị Mộng Huyền vào xem like. Rồi em tặng chị cái đầm này với giá 30.000 đồng, đầm này rất là xinh luôn. Đầm này rất là xinh, đầm cao cấp tới 700 mấy chục ngàn một cái á chị ơi. Rồi tiếp tục. Đây chị ạ. Rồi tiếp theo xin chúc mừng chị Thu Sương đã tăng tên chị Trần Thị Truyền vào xem like ạ. Dạ cái này thì em chúc mừng cho chị Thu Sương nhận được một đôi giày đá banh size chân 40. Em không biết là gia đình nhà mình vừa hay không, nhưng mà đây là em tặng quà ngẫu nhiên cho nên có gì chị vừa thì mừng quá ha. Mà không vừa thì có gì chị bát cho ai đó giùm em nha. Nha chị nha, bán lên nhóm số về cái hàng thân thiết bán lại có giá có lời á. Rồi em tặng chị nha với giá là 30.000 đi em ơi, 30.000. Rồi tiếp theo em xin chúc mừng chị có nick Facebook đó là chị Trần Thu Trang đã tăng tên chị Mai Nga Hồng Lê và Xem Lai ạ. Dạ em chúc mừng chị đã nhận được một cái quần siêu đẹp luôn, led jean cao cấp. Led jean cao cấp chị gia tặng chị với giá là 25.000. 25.000 cho mã quần này, đó là cho chị Trần Thu Trang. Chị Trần Thu Trang, chị Trần Thu Trang, chúc mừng chị Trần Thu Trang, cái quần đẹp dữ lắm. Tiếp đi em. Dạ rồi em xin chúc mừng chị Kim Thoa đã tăng tên chị Cẩm Thủy vào xem like. Like này có rất là nhiều mẫu hot nha các chị nha. Các chị đợi một tí xíu em Thủy tặng quà xong sẽ vào chương trình liền cho các chị mình săn sale. Nha các chị. Rồi cái này em chúc mừng cho chị có nick Facebook là chị Kim Thoa. Kim Thoa chúc mừng chị nhận đôi này với giá là 19.000. Đôi này đẹp xuất sắc luôn, đôi này mang êm dữ lắm. Rồi tiếp theo em xin chúc mừng chị có nick Facebook đó là chị Hoa Mai Vàng đã tăng tên chị Kiều Khanh vào xem like ạ. Dạ em chúc mừng chị đã trúng được một bộ đồ trung niên cực đẹp luôn với giá 20.000 đồng. 20.000 đồng chị nha, bộ này cực đẹp luôn, em tặng chị với giá 20.000 đồng. Rồi cho quà số ra đi em ơi. Dạ, quà vâng. Số cho các chị cùng săn nè.
đầu luôn mấy chị nha. Rồi, một đôi đầu tiên. À, chị nào mình có ông xã nhà mình chân size 42 mình nhanh tay nha. Chân size 42 giùm em, comment giùm em mã số là shop 33. Shop 33, cái đôi này là 1.1 triệu một đôi. Nhưng mà Thùy tặng trong cái livestream của ngày hôm nay chỉ có giá đó là 50.000 đồng. 50.000 đồng cho mã shop 33. Shop 33 chỉ có 50.000 đồng một đôi. 50.000 đồng một đôi cho mã shop 33 các chị nha. Rồi qua đi em ơi. Rồi các chị comment tiếp giùm em mã tiếp theo nè. Cái này giùm em đó là chân size 40 ạ. Chị nào mình có chân size 40 mình nhanh tay mình tốc độ lên để mình săn sale nha. Chị nào chân size 40 là nhanh tay và tốc độ lên giùm em mã này, đó là mã số 40 luôn. Và tặng các chị nhà mình đôi này với giá là 30.000 đồng. 30.000 đồng cho mã 40, 30.000 một đôi cho mã 40 chân size 40. Tiếp tục giùm em là chân size 36. Trời ơi đôi này đẹp quá luôn các chị ơi. Mã số 39. Em tặng các chị nhà mình là 35.000. 35.000 cho mã số 39, 35.000 giùm em. 35.000 đồng cho mã số 39 các chị nha. Mã số 39 là 35.000. Các chị ơi comment nhanh tay nha. Cái này em sẽ tặng tặng cho những chị nào mà comment nhanh tay nhất và tương tác tốt, thả tim thả like cực kỳ nhiều để mình săn cho nó dễ dàng. Và mã số 38, chân size là 35 tặng các chị nhà mình là 9.000 một đôi. 9.000 đồng đôi này các chị thấy rẻ không? Các chị mình comment nhanh tay giúp em nha. Tương tác tốt nha các chị nha. Một cái dây thắt lưng siêu đẹp nè các chị ơi, dây thắt lưng gọi là siêu đẹp luôn. Mã số 37 giùm em. Mã 37 giùm em. Em tặng các chị nhà mình là 29.000 đồng. 29.000 đồng cho mã số 37 em ơi. 29.000. Rồi ok. Cái này có 7 đôi này chị ơi. Cái này em Thùy có 7 đôi để tặng rẻ các chị săn nha. Mã số 35. Mã số 35 được 7 đôi. Em sale các chị mình săn cho vui nha. À, nhanh tay lên các chị để săn sale cái mã này nha. Rồi tặng các chị mình mã số 35 này 7 đôi hả em? 7 đôi size 36 nha. Toàn là size 36 hết yeah. À? 7 đôi mà là size 36 hết. À 35, 36, 37. À 35, 36, 37 có 3 size. 35, 36, 37, 3 size. Các chị thôi tặng các chị mình 70 ngàn một đôi đi. 70 ngàn. 70 ngàn cho mã số 35. 70 ngàn một đôi. Có 3 size 35, 36 và size 37. Em tặng 70 ngàn một đôi ạ. À. Tiếp tục các chị nha. Cái này em có hai cái túi tăng giá, hai kiểu khác nhau. Mã số giùm em là mã số 36. Em tặng các chị mình là 20.000 một cái. 20.000 một cái túi tăng vát các chị nha. 20.000 đồng cho mã số 36. 20.000 đồng một cái túi tăng vát ạ. À. Rồi qua em ơi. Em qua luôn các chị nha. 17 áo vát. Cái này 17 cái nha các chị nha. Cái này em có 17 cái. Các chị comment giùm em mã số 79. 79 ạ. 17 cái hả em? Áo xịn quá. Áo đẹp này các chị tặng các chị mình là 70.000 một cái. 70.000 một cái, 90 kg đổ về có size ạ. À. 90 kg đổ về có size các chị nha. Có gam màu xanh và gam màu đen. Đúng không em? Hai màu đúng không em? Dạ. Đúng rồi chị ơi. Dạ có hai màu. 17 áo. Dạ em tặng 70.000 một áo nha các chị nha. 70.000 một áo cho mã này. 70.000 một áo cho mã này là mã số 79. 79. Rồi qua đi em. Đây, em có 15 đôi luôn, 3 màu. Cái này em có 15 đôi và 3 gam màu. Đôi này rất là đẹp luôn nha các chị nha. Cái mã số giùm em là mã số 52. Đôi này là búp bê siêu êm tặng các chị mình 99.000 một đôi. 99.000 cho mã số 52 búp bê siêu êm. Đôi này mang êm lắm, chứ có chân size từ 35 đến là size 40 và em tặng các chị mình là 99.000 một đôi cho mã số 52. Mã số 52 là 99.000 một đôi các chị nha, rất là đẹp luôn, cái đôi này siêu đẹp đó các chị. Rồi em qua luôn nha các chị. 23 bộ chị ơi. Rồi, cái này em có 23 bộ và được 2 gam màu. Cái mã là mã 49. 49 nha các chị nha, 23 bộ. Em tặng các chị mình 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ các chị nha, chất liệu là lụa này là lụa. Lụa mango, bộ là bộ lửng nha các chị nha. Em tặng 50. Em sale cái bộ này cho các chị mình săn có 50.000 thôi. Nếu các chị mình comment nhanh tay tăng tương tác để mình săn. Dạ 50.000 một bộ. Màu xanh và màu hồng nha các chị. Hai màu xanh hồng. Rồi tiếp đây, tiếp. Đây chị ơi, hai đôi chị. Có hai đôi hai màu. Cái này em có hai đôi và hai cái gam màu. Ở đây các chị nha, mã size 43 và size 40. Size 43 và size 40 nha các chị nha, mã số 08. Mã số 80. À 80. Thôi cũng 50.000 một đôi đi em ơi. 50.000 cho mã 80, 50.000 một đôi. 50.000 một đôi cho mã số 80. Các chị comment nhanh tay nha. Nhanh tay một chút xíu để săn cho nó dễ nha các chị nha. Thả tim cực kỳ nhiều giùm em, tăng tương tác cho dễ dàng săn. Các chị ơi thả tim yếu quá các chị ơi, rất rất là nhiều chị vào xem live nhưng mà thả tim yếu quá. Mình thả tim nhiều một tí xíu ạ. À. Thả tim em lên. Thả tim nhiều lên tí xíu để săn cho nó dễ các chị ơi. Đây 20 đôi luôn, 3 màu luôn chị ơi. Cái này được 20 đôi và 3 gam màu. Các chị comment giúp em mã này là mã 51. Đôi này rất là đẹp luôn. À, có chân size sẽ là từ 35 à 34 cho đến là size 39. Các chị nhớ comment cái chân size của mình lên. Càng chi tiết càng dễ được chốt nha các chị nha. Mã số 51. Mã số 51 em bán các chị mình là 70.000 một đôi. 25 đôi đúng không em? Dạ đúng rồi chị. 25 đôi em tặng 70.000. 70.000 một đôi ạ. À. Đôi này rất là đẹp luôn nhưng mà hàng lẻ nên là đem ra tặng hết các chị mình á. Nha các chị nha. Rồi em qua mã này luôn. Là 51 là 70 một đôi. Size từ 35 đến là size 39 nha các chị nha. Làm áo vô lô cho nam.
Rồi 15 áo polo nam rất là đẹp, áo này áo xịn nha các chị nha, 15 áo mã số 76 tôi tặng các chị mình 60.000. 60.000 một áo cho mã 76. Mã 76 60.000 áo đẹp nha các chị ơi, áo xịn, áo polo nam sẽ có size cho các anh là từ 100 ký đổ về. Các chị comment cái số ký của anh nhà mình lên luôn để cho nó dễ dàng được chốt nha các chị nha, vì càng chi tiết càng dễ được chốt ạ. Rồi, 10 đôi chị ơi. Cái này em có tổng là 10 đôi, có size từ 35 cho đến size 39. Em có tổng số lượng là 75 ạ. Mã 75 tặng các chị mình 50.000 một đôi. 50.000 một đôi cho mã 75, 50.000 một đôi cho mã 75. Đây là hàng lẻ, cửa hàng lẻ là ở em xã ở đầu Cà Lai nha các chị nha. Hàng lẻ là xã đầu Cà Lai. Cửa hàng lẻ là thì sẽ xã đầu Cà Lai hết cho các chị mình săn cho nó vui. Đó cho nên là chị nào săn thì comment nhanh tay giùm em để mình có đơn nha các chị nha. Đôi này chiều cao giùm em là chiều cao 6 phân. Đôi này chiếc xuồng này rất là đẹp luôn. Xuồng này xuồng xịn mang nhẹ hều à các chị. 12 bộ. Rồi cái này em có tổng số lượng là 12 bộ. Các chị comment giúp em mã 77. Mã 77 các chị nha, 12 bộ. 70 kg đổ về em sẽ có size cho mình. Rồi 50 ngàn một bộ luôn các chị ơi. 50 luôn. Dạ, màu xanh và gam màu trắng, hai gam màu. Cứ bật cứ 50 ngàn một bộ giùm em nha. Mã 77. Mã 77 là cứ 50 ngàn vậy, như này một bộ là 50 ngàn. Cứ một bộ là 50 ngàn nha các chị nha. Rồi qua em ơi. Đây chị ơi, 8 đôi xin thôi. Rồi cái này em có 8 đôi, cái mã giùm em là mã 78. 8 đôi, size sẽ đi từ 35 cho đến là size 40 nha các chị. Đôi này rất là đẹp luôn, slip on 595.000, giờ tặng các chị mình 99.000 một đôi. 99.000 một đôi giùm em ạ, 99.000. 78, 99.000 có size từ 35 cho đến size 40 các chị nha. Cái này là chốt cho những chị mình nhanh tay và có chia sẻ luôn giúp em nha các chị. Rồi các chị ơi, mã 78 là 99.000 một đôi cho mã 78 ạ. Em qua luôn chi tiết là dễ được chốt nha các chị. Đúng ơi. Rồi các chị mình comment cứ chi tiết lên là dễ chốt lắm. 10 nha chị ơi. Cái này được 10 quần hả em? Cái này em được 10 quần, size 70kg đổ về sẽ có size những cái nha. Mã số giùm em là mã số 34. Em tặng 50.000 một cái ạ. Mã 34 50.000. Các chị mình từ 70kg đổ về sẽ có size. Em tặng 50.000 cho mã số 34. 50.000 một cái cho mã 34, 70kg đổ về sẽ có size nha các chị nha. Rồi qua mã 34 luôn ạ. Đây, 5 đôi 37 nha chị ơi. Rồi, cái này chỉ có size 37 thôi và được 5 đôi. Chỉ có size 37 và được 5 đôi nha các chị nha. Cái đôi này rất là đẹp. Chị nào mình có chân size 37 mình nhanh tay giùm em. Chị nào chân size 37 mình nhanh tay. Vì đôi này rất rất là đẹp luôn, xuất sắc lắm. Mã số 53. Được 5 đôi size 37 hả em? Dạ 5 đôi. Chị nào size 37 nhanh tay nha. Chị nào size 37 nhanh tay nè. 145.000 giùm em. 145.000, chị có chân size 37. Dòng xịn nha các chị nha. 145.000 cho mã số 53. Mã 53 là 145.000 các chị ơi, rất là đẹp luôn. Chị là chân size 37 làm rất là may mắn khi săn được đôi này, vì đôi này cực kỳ là đẹp nha các chị nha, mang nhẹ ơi là nhẹ luôn ạ. Rồi em xíu em lên sản phẩm các chị nha. Hai dây hai màu. Rồi cái này em có hai dây hai màu, em tặng rẻ các chị mình săn nha. Mã số 48 dây da bò. Rồi em tặng các chị mình 90 một dây. 90.000 một dây cho mã số này là mã số 48. 90.000 ạ. 90.000 cho mã số 48. 90.000 các chị nha, 90.000 cho mã số 48. Các chị đang hối lên sản phẩm quá chừng luôn, đợi em một chút xíu nữa nha. Size L, size XL và 2XL. Cái này là áo đẹp nè các chị, sơ mi nè, sơ mi cao cấp. Từ L đến 2XL luôn. Từ L đến 2XL. Từ L cho đến là 2XL mã số 47, sơ mi xịn. Sơ mi 100% cô tông, sơ mi xịn nha các chị nha. Rồi 70.000. 70.000 cho mã số 47 ạ, 70.000 một áo. Sơ mi cao cấp ạ, cái này là sơ mi cao cấp các chị nha, mà số 47 là sơ mi cao cấp. Em tặng các chị mình 70 và có size từ L đến là 2XL. Em có 8 đôi chị ơi, 3 màu. Cái này em có 8 đôi và 3 gam màu, đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Mã số giùm em là mã số 54. Em tặng các chị mình là 75.000 một đôi. 75.000 cho mã số 54. Mã số 54 là 75.000, đôi này rất là đẹp nha các chị nha. 75.000 đồng giùm em nè. Cho mã 54, 75.000 một đôi, đôi này rất là xuất sắc. Mà tặng cái 75.000 và size đi từ 35 đến là size 40 nha các chị nha. Rất là đẹp luôn ạ. Mã 54 ạ. Rồi tiếp em ơi, cái đôi này có một đôi thôi hả? Đúng rồi, đó. Rồi các chị comment giùm em mã sốc 50. Sốc 50, cái này thì chân size 38 em tặng các chị nhà mình nè. 19.000, 19.000 cho mã sốc 50, 19.000 một đôi ạ. 19.000 một đôi giùm em cho mã sốc 50. Rồi em khoan luôn các chị nha. Rồi cái này thì sao? Một đôi luôn chị ơi. Rồi mã số này giùm em là mã số 32. Chân size 40 thôi tặng rẻ các chị săn nha, 30.000. 30.000 đồng cho mã số này là mã số 32 chân size 40. Mã số 32 chân size 40 tặng các chị mình săn sale đó là 30.000, 30.000 một đôi. Các chị nhanh tay lên các chị, nhanh tay để săn nha các chị nha. Rồi. Đây chị ơi, cái này được 4 đôi chị ơi. Cái này em có 4 đôi, một đôi sandal rất là dễ thương. Mã số 42 em thùy tặng các chị mình 50.000 một đôi cho mã 42. 50.000 một đôi ạ, 50.000 đồng một đôi cho mã 42. Mà 42 là 50 nha các chị nha. Rồi tiếp em ơi, đồ bộ đó là chương trình luôn đi. Em có 24 bộ, mỗi màu 2 bộ.
Rồi 4 bộ cho các chị nha, bộ này là bộ dài. Các chị comment giùm em đó là mã số đi Linh, mã số Linh ơi. Dạ rồi, mã số 43. Mã số 43 tặng các chị 50.000 luôn đi em ơi. 50.000 cho mã 43, quần dài, áo dài. Mà tặng có 50.000 thôi, còn 4 bộ nha các chị nha, tặng 50.000 một bộ ạ. Cái này có một đồ duy nhất thôi chị. Cho các chị xem màu luôn nè. Màu kem ấy chị ơi. Màu kem nữa cho các chị 50.000 một bộ giùm em mã số 43. Rồi cái này có một đôi duy nhất thôi chị ơi. Cái này một đôi hả? Dạ. Cái này em có một đôi duy nhất mã số 45 chân à. 44, mã số 45. Chân size 44 mã số 45 có một đôi, tôi tặng các chị mình là 9.000 đi em ơi. 9.000 cho mã 45, 9.000 đồng cho mã 45. Rồi em dẫn vào chương trình cho các chị sang sale. Rồi lên bộ của Thảo đầu tiên đi ha. Cái này vô. À mấy cái túi sách cũng còn ít ít lấy ra cho chị nha. Cái túi mà mấy đó. Rồi để em chuẩn bị em lẻ thôi. Rồi rồi. Rồi cái mã đầu tiên là các chị ơi nói là như thế này nha. Cái này nó không phải là bị lỗi chỉ may hay là lỗi form hay là lỗi cái gì là không có. Mà nó chỉ có một cái lỗi như thế này nè. Các chị nhìn nè, nó rất là đẹp đúng không? Đây nhưng mà cái màu, cái viền này nè. Làm kiểu như mình làm cái nó bị lệch màu với cái thân. Nó lệch một tí. Nó là như vậy các chị nha, nó lệch một tí. Nó lệch nói chung là một tí so với cái áo nha các chị nha. Thế là nó chỉ là như vậy thôi. Rồi còn cái bộ này cũng vậy luôn, nó cũng lệch một tí. Nói chung là đều lệch một tí hết nha các chị nha. Rồi cái bộ này cũng vậy, cũng lệch một tí. Đây các chị, bộ này nếu như không có bị lệch như thế này thì sẽ được bán với giá là 179.000 một bộ. Các chị nha, nếu như không có trường hợp mà lệch như thế này thì em bán là 179.000 một bộ. Đây các chị ơi, bộ này cũng vậy luôn, nó cũng lệch như thế này nè các chị. Nó lệch thành hai cái màu, nó bị lệch một tí nha các chị nha, nó lệch một tí. Đó là như vậy thì cái là đấy là cái lỗi nha các chị, chứ còn không phải là lỗi form hay là lỗi cái gì là không có, mà nó chỉ bị mỗi cái đó thôi. Đây mã là 3843, mã là 3843 các chị nha. Các chị comment là đồng ý 3843 kèm số điện thoại giùm em thì em mới có thể bán được nha các chị nha. Đồng ý 3843 kèm số điện thoại giùm em thì em sẽ bán với giá sale xả lỗ. Vì các chị mình biết nếu mà các chị không comment đồng ý như vậy á thì khi các chị nhận về mà các chị nói là ở đây nó lệch màu các chị trả thì em mất hai đầu vận chuyển thì em lại lỗ thêm một tập nữa và lỗ rất là nặng. Cho nên là nếu mà chị nào đồng ý với cái lỗi này có nghĩa là nó bị lệch màu một tí. Nó lệch màu một tí nha các chị nha. Đây Thảo đứng gần các chị xem nè. Đây là màu xanh. Đây nó lệch một tí như thế này. Đó thì cái này em nói rất là rõ ràng trên livestream. Nếu mà chị nào đồng ý thì comment giúp em là đồng ý 3843 kèm số điện thoại giùm em và em bán cho các chị mình săn sale. Thay vì 179.000 đi đơn từ hai bộ thì bây giờ chỉ còn có 99.000 đi đơn từ hai bộ ạ. 99.000 đi đơn từ hai bộ cho bà đặt hàng, đồng ý 3843 và chỉ có số lượng là 1.000 bộ nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em nha. Nhanh tay giúp em mã này đó là mã đồng ý 3843 và kèm giúp em một số điện thoại. Em có size cho các chị nhà mình là từ 40 cho đến là 65 kg sẽ có size. Từ 45 từ 40 cho đến là 65 kg sẽ có size các chị nha. Thì nó là như vậy đó các chị, mà cái bộ này rất là đẹp luôn các chị, mình có thể mình mua mình mặc cái mùa này nó rất là phù hợp với mình. Đó mà giá sale của em là 99.000 đi đơn từ hai bộ. Các chị nào đồng ý thì mình comment nhanh tay giúp em để mình săn nha. Có nghĩa là nó bị lệch màu nha các chị nha. Ví dụ như cái màu đỏ này nè. Cam gạch nè, đỏ gạch nè. Thì đây nè, giữa hai cái màu này nó cũng lệch một tí. Nó không có đáng kể lắm, nhưng mà thật sự nếu mà mình coi nó là cái kiểu thì nó cũng có thể là được nha các chị nha. Nhưng mà đây thì em thấy là lệch như vậy cho nên em không có bán cho các chị nhà mình giá 179.000 mà em bán các chị mình là 99.000 để em xả lỗ đi. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em mã này, đồng ý 3843. Số ký từ 40 cho đến là 65 ký thì chị em mà nhà mình sẽ mặc vừa. Những cái da từ 40 đến 65 ký là em có size. Những cái da đồ là bán có size đó các chị, từ 40 đến 65 ký là sẽ có size. Còn giá bán của em là 99.000 đi đơn từ hai bộ. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em mã này là mã đồng ý 3843 và kèm giúp em một số điện thoại thì em lên đơn nha các chị nha. 40 đến 65 kg là có size nha các chị và nó bị lệch như vậy thôi chứ còn không có bị một cái gì hết, nó chỉ bị lệch cái màu. Đó thì em nói rất là rõ ràng trên livestream nên là chị nào mà đồng ý về cái vấn đề này thì mình mua giùm em. Nhưng mà chứ không là khi các chị nhận về các chị lại nói là lệch màu, các chị đòi trả là em mất hai đầu vận chuyển thì rất là tội nha các chị nha. Cho nên là nếu mà các chị đồng ý về cái vấn đề này thì mình mua cái bộ này giùm em và em hết hàng rồi các chị ơi, hết sạch rồi. Thêm qua luôn các chị nha. Hết sạch rồi các chị. Em còn lẻ một màu thôi nè chị ơi. Cái này còn một màu duy nhất hả? Dạ, 3733 chị ơi. Cái này là em có 1000 cái mới hôm qua thôi, nhưng mà bây giờ em chỉ còn lẻ duy nhất có một cái màu này. Nên là chị nào săn thì em cũng sale sâu cho các chị săn luôn nha các chị nha. Vì đúng ra là cái giá bán của hàng giá này nhưng mà giờ nó còn có một màu duy nhất. 545.000 hả em? Dạ 545.000. Mã là gì nhỉ? 3733 chị ơi. 3733 kèm số điện thoại giùm em, bên trong rộng rãi và size này là size 24. Có một ngăn phụ, có dây khó kéo ở ngoài để em có ngăn cho mình và sử dụng tới 2 cộng dây nha các chị nha. Và bây giờ em còn là 58 cái cuối cùng. Thôi bây giờ không sale giá 215 nữa, bán cho các chị nhà mình đó là 199.000. 199.000 cho mã này, đó là mã đặt hàng 3733, 199.000. 199.000 các chị nha, một gam màu duy nhất các chị mình mua đi. Cái này đi tiệc mặc đầm sang dữ lắm nha các chị. Mã đặt hàng đó là mã đặt hàng 3733, cách ra tới số
điện thoại giùm em Thùy để lên đơn. Và giá sale của em chỉ có duy nhất đó là 199.000, sửa giá chị đi em ơi. 199.000 mà thôi các chị nha, các chị nhanh tay để có đơn vì em còn có 58 cái. Đó nên là các chị có săn cái mã này thì nhanh tay giúp em có 2 cộng dây nên các chị xài rất là tiện, khi tùy theo mình lúc mình thích xài dây dài hay dây ngắn thì rất là tiện, mà hết hàng rồi các chị ơi, hết sạch rồi. Rồi lên cho các chị cái này luôn đi. Rồi cái này em có cái túi này là túi giữ nhiệt các chị nha, túi này là túi giữ nhiệt. Các chị nhanh tay giùm em mã này, đó là mã hàng là 3536 kèm số điện thoại giùm em, một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái này là để nhằm mục đích là mình dùng khi mình có thể là mình đựng cơm đi làm, hoặc là các chị mình dùng mà đựng sữa cho con gì đó các kiểu nha các chị, thì nó là gọi là túi giữ nhiệt rất là rộng lớn cho mình đây. Đó các chị mình ơi, em có tổng số lượng đó là 4 cái gam màu đẹp. Xách màu dơ lên cho các chị xem nè em. Màu đầu tiên là gam màu xanh ạ, xanh lá, màu đỏ, màu đen và gam màu xanh đen các chị nha. Cho mã của em sẽ là 3536 là cái chiếc túi giữ nhiệt nha các chị nha. Đỏ, đen, xanh đen và kem màu xanh lá. Rất là đẹp nha các chị nha. Đây cái túi nè các chị thấy đẹp chưa? Nhưng mà giá em bán là siêu rẻ. Các chị ơi, bây giờ em bán các chị nhà mình nè. Ví dụ như mình ra thị trường đi, cái này cỡ tầm hơn 100.000 cái đi ha. Em bán các chị mình 99.000 được không ạ? Là rẻ rồi đúng không? Nhưng này hôm nay em sẽ bán một chương trình siêu rẻ nữa các chị, để cho em mã là siêu rẻ 3536. Siêu rẻ 3536 kèm số điện thoại giùm em. Với giá sale của em là 99.000 là các chị đã đặt nhiều lắm rồi nè. Đó. Nhưng mà thì bán các chị nhà mình là 99.000. Hai cái được không ạ? Là rẻ rồi đúng không? Nhưng mà thôi bán 3 cái cho sốc. Bán 3 cái cho sốc các chị nha, 99.000 3 cái giùm em. Nhanh tay và tốc độ để săn sale mà đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em. 99.000 3 cái luôn các chị nha, chọn màu thoải mái. Chọn màu thoải mái các chị nha, xanh lá em có. Gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, gam màu xanh đen và gam màu đen. 99.000 3 cái các chị được chọn màu thoải mái các chị nha. 99.000 3 cái chọn màu thoải mái giùm em. 99.000 3 cái em bán combo. Cứ 99.000 3 cái, 99.000 3 cái các chị nhanh tay để săn sale cái mã này. Các chị mua đi các chị, việc 99.000 đồng tới 3 cái luôn. Mình mua mình xài vì rẻ quá các chị nha. Lên đơn đi các chị ơi, tốc độ lên chứ không là không săn kịp á các chị, vì số lượng em không có nhiều. Cho nên mình lên đơn mình nhanh tay để mình săn cái mã siêu rẻ này của em, đó là mã đặt hàng 3536 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn. Và em xem các chị mình săn đó là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng là ba cái các chị nha. Màu là các chị mình chọn thoải mái giùm em thôi. Thích chọn màu nào thì chọn, lấy ba cái ba màu cũng được, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua luôn hai combo để dành xài. Vì giá sale rất là rẻ nha các chị nha, chỉ có 99.000 đồng ba cái. Cho nên các chị ơi nhanh tay lên, tốc độ lên để mình săn sale với túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái túi này em gọi là túi giữ nhiệt nha các chị, và bán các chị mình đó là 99.000 đồng ba cái. Đó giá sale siêu rẻ nên các chị nhanh tay lên để các chị mình săn sale các chị nha, vì có 99.000 đồng ba cái, mua luôn hai combo để dành xài để các chị, mua tặng cho chị em gái trong gia đình xài các chị ơi. 99.000 ba cái giùm em nha. Cho mã này đó là mã đặt hàng 3536, có nhiều chị đang xài mã hàng ạ, 3536 kèm số điện thoại giùm em để có đơn, và cứ 99.000 đồng em bán các chị mình ba cái. Các chị mình có thể chọn màu thoải mái, ba cái ba màu, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua hai combo để dành xài đi các chị ơi, rất là đẹp luôn. Nhưng em bán rẻ quá nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng này, đó là mã đặt hàng 3536 ạ. 3536 99.000 ba cái giùm em. 99.000 không phải một cái mà 99.000 là ba cái luôn nha các chị nha. 99.000 đồng là ba cái, màu em có là đỏ, xanh đen, xanh lá và gam màu đen. Các chị ơi nhanh tay một chút xíu cho túi giữ nhiệt này, vì giá sale quá là rẻ luôn các chị, có 99.000 tới 3 cái lận, 99.000 đồng được 3 cái các chị nha. Cho nên các chị nhanh tay để các chị săn sale, có nhiều chị đang đặt hai combo quá chừng luôn, rẻ quá các chị ha, nên là các chị nhanh tay giùm em để mình có đơn. Giá sale của em gọi là siêu rẻ cho nên là chị nào có đặt thì nhanh tay giúp em thì bán này, đó là mã đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công. Và đã có 500 chị đã nổ đơn, thì chốt thêm duy nhất 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn ạ. 100 chị cuối cùng tính từ chị Hà Thu nha, tính từ chị Lệ Thu chứ, tính từ chị Lệ Thu là sẽ ngưng nhận đơn cho mã này, vì đã có 500 chị đã nổ đơn thì chốt thêm 100 chị cuối cùng. Chị nào chưa lên đơn nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Còn giá sale đó là 99.000 đồng ba cái cho một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Rồi em Thùy mở bên trong cho các chị mình xem một lần nữa nha các chị. Túi giữ nhiệt nha các chị nha. Và giá sale của em là 99.000 ba cái. Cứ 99.000 đồng là ba cái, các chị chọn màu giùm em là thoải mái, muốn chọn màu nào mình chọn. Cứ 99.000 là ba cái giùm em. Lên đơn đi các chị ơi. Và bây giờ Thùy chốt thêm đó là 50 chị cuối cùng. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng này, đó là mã 3536 các chị nha. Giá sale rất là rẻ. Có 99.000 đồng ba cái luôn, 99.000 đồng ba cái luôn. Nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3536. Cách ra tới số điện thoại giùm em để lên đơn. Dù mình là khách hàng của Sovia rồi nhưng các chị đặt hàng vẫn cho em xin một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại để em lên đơn cho mình. Vì lý do bên em chốt đơn bằng hệ thống phần mềm nên em cần một mã sản phẩm, em cần một số điện thoại. Có rất là nhiều chị đang để là cho chị ba cái sẽ không có đơn, mà hỗ trợ lại giùm Thùy đó là mã 3536 cách ra tới số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Các chị nha, một mã sản phẩm và một số điện thoại là các em rất là cần. Cho nên các chị hãy hỗ trợ em, cho em xin một sản phẩm và đi kèm một số điện thoại nữa nha các chị nha. Và bây giờ đã nhận đủ rồi nhưng mà em thấy có rất là nhiều chị mới vào và đang hỏi giá cho nên em thì thôi chốt thêm 50 chị nữa đi. 50 chị nữa sẽ qua mã các chị nha. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng 3536 ạ. 3536 các chị ơi.
Có rất là nhiều chị đang sai mã hàng à, sửa lại giùm em với. Mã của em là mã 3536, em sale các chị nhà mình là 99.000 đồng gồm 3 cái túi giữ nhiệt, các chị mình được chọn màu thoải mái nha các nha, và cứ 99.000 đồng như vậy là em bán 3 cái nha các chị nha. Rất là rẻ nên các chị mình nhanh tay để mình săn sale cái mã này, đó là mã đặt hàng 3536 giùm em. 3536 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ em chỉ còn có duy nhất đó là 32 chị cuối cùng. 32 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Giá sale của em là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng ba cái. Các chị thấy rẻ mua luôn hai combo để xài hoặc là mua tặng cho chị em gái đi các chị ơi, vì giá sale rất là rẻ, chỉ có là 99.000 đồng ba cái và còn 20 chị cuối cùng. 20 chị cuối cùng nữa là Thùy sẽ ngưng nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Các chị nhanh tay để có đơn cho mình ạ. À, nhanh tay một chút xíu thôi là các chị sẽ lên đơn hàng thành công liền. Màu em đang cầm đây là xanh lá. Màu em có đó là cái gam màu màu xanh đen. Gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, và gam màu cuối cùng nó sẽ là gam màu đen các chị nha. Và giá sale của em đó là 99.000 đồng gồm 3 cái túi giữ nhiệt, rất là rẻ. Cho nên là chị nào có xăng thì lên đơn nhanh tay giúp em một tí xíu, vì còn có 12 chị nữa thôi là em sẽ qua cái mã này. Nhớ cái nha, 12 chị cuối cùng, 12 chị cuối cùng em sẽ qua cái mã này. Cho nên các chị có xăng thì các chị lên đơn giúp em thuê mã đặt hàng 3536 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Còn bây giờ em chuẩn bị qua mã rồi các chị nha. Và chị nào đang sai mã hàng hay là các chị nào mới vào thì mình nhanh tay mình comment để mình săn. Các chị ơi, màu các chị chọn thoải mái không sao hết nha. Các chị mình muốn lấy màu nào cũng được, không có ấy bắt buộc đâu. Các chị mình thích màu nào thì các chị cứ đặt đi, rồi nhân viên nhà em chốt đơn. Các chị mình nói ơi chị lấy màu này màu này màu này là các bạn sẽ lên đơn cho các chị thôi. Các chị ơi mua thoải mái. Và ba cái là không có đơn đâu chị Nhung Hồng ơi, phải là 3536 cách ra tới số điện thoại em mới có đơn, phải có mã sản phẩm thì em mới có đơn cho các chị mình được nha. Vì tất cả các mã hàng của em bán ra đều có mã sản phẩm, cho nên các chị hỗ trợ Thùy một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì em mới có đơn. Và Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. À, rồi lên cho các chị mình đó là một cái dòng túi, không cái này còn ít đi, chị sale cho nó hết đi đã, còn ít lắm, hết màu đen rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Em có một cái túi này là túi cao cấp nha các chị nha, các chị để cho em 2451 ạ, là cái mã là 2451. Cái túi này là túi cao cấp, nó đẹp dữ lắm các chị ơi, nó đẹp cực kỳ luôn á, phải nói là xuất sắc. Riêng cái khóa này thôi là tới hơn 100.000 nè, em nhớ 100 mấy ngàn cái tiền cái khóa này thôi nè. Dòng xịn nha các chị nha, dòng là đẹp lung linh á. Dòng túi này là dòng túi 6 ngăn, dòng rất là đẹp. Đó, nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này mà bây giờ em phải bán rẻ cho tất cả các chị mình săn sale. Cái túi này là 645.000, dòng xịn nha các chị nha, dòng rất là đẹp. Nhưng mà nó, khi mà quá trình sản xuất thì các bạn làm nó bị lộ cái màu lót da ở đây. Cái màu lót da đây nó lộ cái màu vàng vàng một tí xíu ở bên này. Nó lộ màu một tí xíu thôi, nó không đáng kể, nói chung rất là khó thấy. Nhắc cái nhanh, nhưng mà vì cái lý do này mà cái túi này hôm nay không còn được bán với giá là 350 một cái nữa. Cái túi này túi đẹp nhưng cái nhà cái túi rất là xuất sắc luôn. Đó mà nó vì cái vấn đề đó mà bây giờ nó cũng còn ít thôi, cho nên em sale sâu cho các chị mình săn sale. Chị nào nhanh tay thì mình sẽ có đơn cho mã này, đó là mã đặt hàng 2451. Em bán các chị mình, các chị cũng comment là đồng ý 2451 kèm số điện thoại giùm em. Đúng ra cái túi này em phải bán rẻ nhất luôn á các chị, là 350 một cái, vì dòng là dòng xịn của bên em nha, tới 645.000. Đó mà vì các bạn nhà em may nó bị lộ màu một tí xíu ở đây thôi. Nó không có đáng kể đâu các chị, thực sự nó cũng không đáng kể gì đâu. Mình nhìn kỹ mình mới thấy thì em bán rẻ cho các chị săn sale luôn, đó là 249.000. Đó thì là em đã lỗ đi tới cả 100.000 một cái rồi. Rồi bây giờ em lỗ tiếp một phần nữa là em miễn ship cho các chị mình luôn, cho các chị mình dễ săn nha các chị nha. Rồi 249.000 miễn ship giùm em cho mã đặt hàng 2451 ạ. 2451, 249.000 và miễn ship. Hiện tại em chỉ còn đúng là 4 cái gam màu và còn ít thôi. Cho nên các chị nhanh tay để có đơn ạ. À, cái này em có 1.000 cái, nhưng mà các chị săn hết rồi, bây giờ còn có 150 cái cuối cùng. Đó nên chị nào săn thì lên đơn giúp em nha. Màu bò rất là sang trọng cho mình nè các chị. Và gam màu xanh này là xanh biển. Đẹp lắm các chị nha, đẹp xuất sắc luôn á. Đẹp dữ lắm, nói chung là cái form túi nó rất là sang và tây, dòng xịn mà các chị. Đó mà bây giờ em sale các chị mình chỉ có 249.000 mà thôi và em miễn ship nha các chị nha. Cho nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em mã đặt hàng 2451 và kèm cho em một số điện thoại để em lên đơn. Mẫu này không có đen nha chị Lệ Hằng ơi, mẫu này em không có đen. Chị đặt giùm em qua màu xanh cổ vịt được không chị? Bây giờ em hết đen rồi, em không có còn đủ màu đâu, em chỉ còn 4 gam màu này thôi. Đó nó là các chị mình đặt thì nhanh tay giúp em, vì thực sự là còn có 150 cái thì sẽ rất là nhanh hết đó các chị. 249.000 và em miễn ship cho cái mã túi này. Đó nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em, nó đẹp xuất sắc luôn các chị. Em rất là thích cái túi này, xài form dáng nó đẹp, nhìn nó sang và tây. Các chị mình đi tiệc đi đồ, các chị mình đeo cái túi này là xuất sắc nha các chị nha. Nhưng mà giá bán chỉ có là 249.000 và em miễn ship. Cho nên là chị nào săn cái này thì nhanh tay giúp em, mã đặt hàng của em là mã đặt hàng 2451 kèm số điện thoại các chị nha. Hiện tại là em chỉ còn có 4 gam màu thôi và bây giờ đây cũng hết kem luôn rồi. Hết kem rồi em ơi.
hết kem rồi, xong hết kem rồi các chị ơi, rồi cổ vịt hết luôn rồi. Bây giờ chỉ còn hai màu thôi các chị, đó là gam màu bò và gam màu xanh biển. Bây giờ chỉ còn hai màu thôi các chị ơi, còn bò và xanh biển các chị nha, rất là đẹp luôn các chị. Size túi 22, dòng này xịn nha các chị nha. Cái khóa này thôi đã 100, em nhớ là như 108.000 hay sao, cái khóa này rất là cao cấp, khóa xịn nha các chị. Riêng cái khóa này thôi là đã rất là đắt tiền rồi. Dòng xịn may đẹp lên tới 6 cái ngăn các chị, mình đựng là thoải mái luôn đó. Mà giá sale chỉ có là 249.000 và em miễn phí ship nha các chị nha. Đó, nếu mà nó không có bị cái vấn đề mà nó lộ cái màu một tí xíu ở đây á thì em sẽ không có sale giá này nha các chị nha. Đó nên các chị mình nhanh tay lên để các chị mình săn sale cái mã này của em. Đó là mã đặt hàng 2451 và cách ra tới số điện thoại giùm em Thùy để lên đơn hàng thành công. Bây giờ em chỉ còn duy nhất đó là 20 cái cuối cùng. 20 cái cuối cùng các chị nhanh tay để có đơn ạ. 20 cái cuối cùng rồi, màu bò hết luôn. Màu bò hết luôn rồi các chị ơi. Bây giờ chỉ còn có duy nhất đó là 20 cái cuối cùng nhưng mà là gam màu xanh biển. Bây giờ chỉ còn 20 cái cuối cùng nhưng mà là màu xanh biển nha. Nên là chị nào đặt thì đặt màu xanh biển giùm em. 20 cái cuối cùng ạ, 20 cái cuối cùng. Rồi bây giờ 15 cái cuối cùng nha các chị nha. 15 cái cuối cùng cho màu xanh biển ạ. Chỉ còn có 15 cái nữa thôi. Chị nào đặt thì nhanh tay giúp em ạ. Cho mã đặt hàng 2451 các chị nha. Duy nhất một màu xanh biển này thôi và còn 10 cái cuối cùng. 10 cái cuối cùng cho màu xanh biển. Dạ. Chị ơi đặt hàng cho em xin mã sản phẩm và số điện thoại. Có nhiều chị không để lại mã là không có đơn ạ. Mã này là mã 2451 và cách ra tới số điện thoại thì em mới có đơn cho các chị nhà mình được nha. Một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại thì mới có đơn. Các chị đặt hàng bên Sophia là như vậy các chị nha. Một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại thì em mới có đơn. Hiện tại em chỉ còn xanh biển hai cái. Rồi hết luôn. Hết luôn, các chị đặt nhanh quá. Rồi lên mã tiếp theo cho các chị săn sale đi em ơi. Cái đôi giày của chị Thùy đang còn rất ít, đôi chị sale xong cho các chị săn luôn nè. Cái đôi dép kia cũng còn ít em biết hả? Cái đôi này nè. Rồi, cái này nha các chị nha. Đây tặng các chị mình một số phần quà cho vui đi. Mã số 13 các chị comment đi, em tặng quà cho vui nè. Mã số 13 em tặng các chị mình là 19k một đôi nha, 19.000. 19.000 đồng cho mã số 13. Rồi mã số 12, đôi này chân size 39 em tặng các chị mình 7.000. 7.000 cho mã số 12, 7.000 đồng. Một cái áo thun rất là đẹp luôn. Mã số 46 em tặng các chị mình 10.000. 10.000 cho mã 46 em ơi, 10.000. Yeah. Rồi cái bộ đồ này rất yêu luôn. Em tặng các chị mình mã 44 20.000. Mã 44 tặng 20, mã 44 20. Rồi, bây giờ lên cho các chị mình cái đôi này nha. Này nó còn ít thôi. Cái này em có 2.000 đôi á mà bây giờ nó còn có mấy trăm đôi à, 300 đôi hay sao á. Rồi chị nào săn cái đôi này thì lên đơn giúp em nha. Dạ rồi, mã sản phẩm 3073 ạ. 3073 kèm số điện thoại. Đôi này các chị mình đi là siêu nhẹ và siêu êm. Đôi này mang cực kỳ là thích luôn. Em là em lấy em mang các chị, đôi này rất là thích nha các chị nha. Chị nào săn thì lên đơn giúp em mã là siêu nhẹ 3073. Chiều cao 5 phân nha các chị nha. Đôi này là siêu nhẹ 3073. Hôm nay em sẽ sale sâu, em tặng các chị mình đôi này vì lý do là em bây giờ chỉ còn có duy nhất đó là 328 đôi cuối cùng. Cho nên là sale sâu các chị mình săn 825.000. Và giá đang sale là 349.000 đúng không Mỹ Linh? Dạ đúng đó chị. Bây giờ còn ít quá sale sâu. Sale giá này em nói là em chưa bán bao giờ nha. Giá này chưa một lần Thùy bán, hôm nay là lần đầu tiên em sale. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng siêu nhẹ 3073. Siêu nhẹ 3073. Em có gam màu xám, gam màu xanh và gam màu này là em Thùy đang mặc đây, mang đây là gam màu đen đúng không em? Dạ màu đen ạ. Gọi là đen đúng không? Rồi các chị đặt thì các chị cho em mã đặt hàng đó là mã siêu nhẹ 3073 này. Đúng ra là em bán là 349.000 nhưng mà trong Kalai này các chị sẽ săn được bộ giá siêu rẻ. Chỉ có là 200, không phải 99 mà là 279. 279.000 và nó còn ít quá nên là Thùy miễn ship luôn cho các chị mình săn sale cho thoải mái các chị nha. 279.000 và miễn phí ship cho nên là chị nào có săn đôi này thì nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3073 các chị nha. 3073 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Em có size cho các chị nhà mình là từ size 35 cho đến là size 40 đúng không em? Size từ 35 đến size 40. Đôi này rất là xuất sắc nha các chị nha. Mang nhẹ hều, mang êm, mang sướng chân dữ lắm. Các chị mình mang cái đôi này chiều cao tuy là 5 phân mà các chị chạy còn được nữa nha các chị nha. Rất là đẹp mà rẻ nữa nên là chị nào có săn đôi này thì cho em mã đặt hàng là siêu nhẹ 3073. Em ơi cho các chị xem nổ đơn đi. Quá chừng các chị đang đặt cái mã này luôn á các chị. Giá sale rẻ quá nên các chị nhanh tay một chút xíu để săn sale. Màu xanh em có, màu xám em có và gam màu này là gam màu đen. Các chị đặt đi, cuối năm rồi, cái nhu cầu này rất là cao. Đôi lúc các chị mình biết tại sao mấy ngày hôm nay không? Lên mẫu nào cháy màu đó, lên mẫu nào cháy màu đó. Vì nó đang vô mùa rồi các chị, vô mùa mua sắm rồi. Nên là khách hàng nhu cầu rất là cao. Cho nên là Thùy lên mẫu nào là cháy màu đó. Cho nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em nha. 3073 là cái đôi siêu nhẹ, em đủ size
từ 35 cho đến là size 40 và hiện tại em còn chỉ có 328 đôi mà thôi. Đó nên là các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em nha. Đôi này em sản xuất tới 2.000 đôi mà bây giờ em còn chỉ duy nhất đó là 328 đôi. Là các chị mình biết là bán rất là đỉnh. Đôi này nhẹ và đi sướng lắm. Em này em cũng lấy về em mang, em rất là thích đôi này vì nó tôn cho mình được năm phân chiều cao mà đi nó nhẹ hều và nó sướng lắm các chị. Mà đôi này chất liệu cao cấp nữa chứ, dòng dệt kim xịn nè. Là các chị mình thấy không, rất là đẹp luôn mà mang nhẹ lắm. Còn cái mút bên trong này các chị mình cũng thể tháo ra giặt chà thoải mái giùm em. Tháo ra giặt chà thoải mái giùm em nha các chị nha, rất là đẹp mà rẻ nữa. Nên các chị nhanh tay lên để mình săn sale cái mã này. Và cái mã này đi nó rất là nhẹ, và cái đôi này nó chỉ tầm cỡ khoảng là 300 gram trên một đôi giày. Chỉ tầm đó thôi nha các chị nha, rất là nhẹ. Đó các chị mình mua đi dòng Eva này, chà rửa là thoải mái giùm em nha. Cái này cái gì chà thoải mái, xà phòng xà đồ chà thoải mái mà đẹp cực kỳ mà giá bán rẻ quá. Nếu các chị có sang thì các chị lên đơn 279.000 miễn ship là giá lần đầu tiên em sale. Có nghĩa là đôi này chưa bao giờ được bán cái giá này. Hôm nay là lần đầu tiên. Cho nên là nếu mà có chị nào đó mua cái giá khác thì cũng thông cảm giùm Thùy Vĩ, này nó còn ít rồi. Cho nên em xả luôn cho nó hết nha các chị nha. Nếu các chị có sang thì các chị nhanh tay giúp em mã này, đó là mã siêu nhẹ 3073 chị có nhiều chị Lương Nguyễn ơi, sai mã hàng rồi chị, mã là 3073 chị Phương Sinh ơi, sai dạ. Mã rồi chị ơi, các chị mình sai mã nhiều quá nha. Các chị mình hỏi màu trắng, cái màu này là màu trắng phối đen nha các chị nha. Đây trắng phối đen, nhìn vô thì thấy sẽ là trắng phối được có ít đen ở phía dưới này thôi. Và các chị còn màu này là cam màu xám, còn cam màu này chị em là cam màu xanh. Còn giá bán của em là 279.000 mà miễn ship là lần đầu tiên nha các chị, chưa bao giờ mà cái đôi này mà được sale giá sâu như vậy là chưa có. Hôm nay em ít nên em mới sale sâu, nên các chị nào có săn thì mình lên đơn mình nhanh tay một chút xíu để mình có đơn nha. Chị nha. Cho mã của em đó là mã đặt hàng là 3073 và cách ra tới số điện thoại là em lên đơn hàng thành công cho mình. Bây giờ chỉ còn có 50 đôi nữa thôi để em sẽ hết hàng. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì lên đơn giúp em nha. 50 đôi cuối cùng ạ. 50 đôi cuối cùng cho mã đặt hàng 3073. Dạ tính từ chị Lương Nguyễn á là em còn 50 đôi nữa. Cho nên là chị nào có đặt thì lên đơn nhanh tay. Dạ đôi này thì không có size 41 nha các chị. Đôi này em chỉ đi size từ 35 cho đến là size 40 thôi. Đủ size nhưng mà từ 35 đến 40 thôi. Giày này rất là đẹp, mang nó nhẹ và nó êm cực kỳ luôn các chị ơi, mang sướng lắm. Các chị mình mang ví dụ như là các chị mình có đi nhiều đứng nhiều. Ví dụ như hôm đó các chị mình có một cái sự kiện gì đó, mình đi từ sáng đến chiều mình về, thì các chị mình mua đôi này là tuyệt vời. Hoặc là các chị có đi chơi, đi du lịch là cái đôi này là tuyệt vời các chị nha. Và nó tôn lên được 5 phân chiều cao, mang rất là sướng và thoải mái cho mình. Nhưng mà giá sale thì gọi là siêu rẻ, và còn có 22 đôi nữa thôi. 22 đôi nữa thôi em sẽ hết hàng. Chị Linh Huỳnh ơi, chị sai mã rồi chị ơi, 3073 chị nha, sửa lại để có đơn. Các chị ơi đặt hàng cho em xin một mã sản phẩm và một số điện thoại, nhưng mà mã đúng số đúng á thì mới có đơn được. Các chị sai là nó không có đơn, nên hỗ trợ em Thùy nha, còn có 20 đôi nữa thôi là em hết hàng luôn ạ. Cho mã đặt hàng này, đó là mã đặt hàng 3073, đôi này rất là xuất sắc. Chị Lưu Thân Trần ơi, chị sai mã hàng rồi sửa lại chị ơi, 3073 giùm em ạ. 3073 các chị ơi, có nhiều chị đang sai mã dữ lắm, sửa lại giùm em chứ không là nó không có đơn các chị nha. Rồi 10 đôi cuối cùng. 10 đôi cuối cùng nữa là em qua mã. Đây em cho các chị mình xem cái đôi mà em đang mang trên chân nè. Đó, nó nhẹ hều và các chị mang sướng dữ lắm. Mà giá bán chỉ có là 279.000 là gọi là siêu rẻ, niêm yết tới tổng 825.000 lượng. Bây giờ Thùy bán các chị mình có 279 thôi. Rồi em miễn ship luôn, là các chị mình biết cái gọi là siêu siêu rẻ luôn á. Chứ bình thường không có bán giá này các chị nha, bây giờ nó ít rồi. Em mới sale cái giá này, rồi còn có 5 đôi nữa thôi. 5 đôi nữa em sẽ qua mã. Chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3073, 5 đôi cuối cùng. 5 đôi nữa các chị nha là qua mã hàng. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi, mang nó nhẹ sướng lắm mà giá bán chỉ có là 279.000, còn em miễn ship luôn. Các chị nhanh tay để có đơn và em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. Chị ơi cái này có được 57 áo cho bé thôi chị ơi. Để chị sale luôn. Ba lô túi A4 em ơi, túi A4. Dạ vâng ạ. Túi A4 tranh thủ lên. Rồi. Có 57 áo thôi chị ơi. 3592 ạ. Cái này được 57 áo mà nó còn ít quá thôi, Thùy sale sâu cái chị săn nha. Cái áo này em đang sale là 125.000 đúng không? Dạ đúng. Giờ rồi tặng chị. Hết các chị mình 79.000 đi, vì nó còn có mấy chục áo. 3592 ạ. 79.000 một áo. 79.000 một áo giùm em. Dạ các bé từ 15 đến 21 kg là các con sẽ có size, và các bé này là bé trai bé gái đều mang được ạ. Dạ. 79.000 một áo giúp em nha. Có 79.000 em còn ít lắm, nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em là 3592. 3592 cho chị. Và kèm cho em một số điện thoại nha các chị nha. Bé trai bé gái và có số ký là từ dạ. 15 đến 21 ký là mặc vừa. 3592 79.000 một áo giùm em. Em chỉ còn những áo cuối cùng, cho nên là các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng này là 3592. Đọc số ký lên em ơi. Dạ các con từ 15 đến 21 ký là các con mặc vừa ạ. Dạ và giá sale của em là 79.000 một áo các chị nha. Dòng này đẹp á, các chị mình mua cho con mặc đi, bé trai bé gái đều mặc được hết. Và giá sale của em là 79.000 cho một áo các chị nha. Cho mã đặt hàng này là mã 3592. Các chị nhanh tay để có đơn, vì hiện tại là Thùy thấy là đơn đang nổ rất là nhiều cho cái mã này. Mà giá sale thì có 79.000 mà số lượng thì lại có 57 áo. Nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3592 các chị nha. Nhanh tay đi các chị ơi, sắp hết rồi các chị.
Dạ áo cho Thùy là mẫu mới, đợi một xíu nha các chị. Đây, đây lấy cho chị luôn đi. Áo này áo mẫu mới đẹp lắm, để em sale cho các chị mình săn luôn nha. Áo này áo mẫu mới nha các chị. Rồi chị nào săn cái này cho em mã đặt hàng là 3592, kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn cho mình. Giá sale này sâu lắm các chị ơi. 3592 này chỉ có là 79.000 một cái mà thôi. Em có vàng, em có đỏ và em có gam màu này là gam màu kem. Còn giá em bán đó là 79.000 cho một cái. Các chị ơi nhanh tay lên mua đi cho con mặc nha các chị nha. Vì giá sale rất là rẻ luôn. Có 79.000 mà thôi. Chỉ có 79.000 mà thôi nha các chị nha. Nhận hàng về kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nên là các chị cứ yên tâm. Lúc nào cũng vậy, cứ kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nên các chị yên tâm nha. Nhanh tay một chút xíu để có đơn, vậy còn có 5 áo nữa thôi hết hàng. 5 áo cuối cùng hết hàng cho bà đặt hàng 3 năm. Dạ cái này chỉ cái áo thôi các chị, không phải bộ đâu ạ. Chỉ có cái áo thôi, cái này không có bộ nha các chị nha. Cái này là nguyên cái áo thôi nha các chị, chứ không phải là bộ. Có nhiều chị đang đặt bộ là không phải ạ. Nó chỉ là một cái áo thôi rồi em hết luôn rồi các chị ơi. Cái này có một đôi duy nhất thôi chị. Rồi vậy em tặng các chị đi. Dạ rồi em có một đôi duy nhất nha các chị nha. Mã cho em đó là mã 16 ạ. Mã 16 nha các chị nha. Cái này em tặng các chị em nhà mình cho đôi này với giá 50.000 đồng một đôi các chị nha. 50.000 cho mã số 16 giúp em. Mã số 16 em tặng 50.000 các chị ơi, trên size của em là trên size 40. Và em tặng các chị em nhà mình chỉ với giá là 50.000 thôi các chị nha. Và thêm cho em là một đôi sân đan các chị, một đôi sân đan nha các chị em nhà mình nè. Cái này là trên size 37, mã số cho em là mã số 17. Tặng sau các chị nhà mình 7.000. Tặng sau các chị nhà mình 7.000 cho mã số 17 giúp em. Mã số 17 trên size 37 nhưng mà em tặng là đúng 7.000 à. Chị nào mình đang có bạn thân các chị ơi, mình tăng người bạn vậy là mình cùng săn sale các chị nha. Rồi cái này em qua luôn các chị ơi, một đôi giày thể thao các chị, trên size 35. Chị nào trên size 35 vào nhận quà giúp em nè. Mã số 41 nha. Mã số 41 nha các chị, em tặng sốc chị nhà mình luôn. May mắn 41 đi các chị ơi, em tặng 9.000. May mắn 41 giúp em đi, em tặng các chị em nhà mình là 9.000 thôi. Nhưng mà trên size 35 dành cho chị nào có chân size nhỏ giúp em nha. Em tặng các chị em nhà mình là 9.000 thôi. 9.000 cho mã số của em sẽ là mã số 41 các chị nha. Một đôi dép nam, một đôi dép nam các chị ơi. Mã số cho em là mã số 23, nhưng mà trên size này chiều của em sẽ là trên size 41. Và dòng dép nam da bò nhưng mà em tặng các anh nam nhà mình chỉ với giá là 30.000 thôi. 30.000 cho mã số là 23. 30.000 cho mã số 23 và trên size của em là trên size 41 giúp em các chị nha. Em tặng là 30.000 nha các chị nha. 30.000 giúp em nha các chị. Rồi để em thử vô mẫu mới cho các chị mình săn sale tiếp tục nha các chị nha. Vô mẫu mới cho các chị săn sale. Túi A4 nha các chị nha. À, cái áo của em đi, cái áo em hơi nói từ nãy đến giờ rồi, để lên cái áo của em trước nha các chị. 29, rồi cho chị cái mã đi em ơi. 2959 ạ. 2959 chỗ có cái màu xanh xám nè các chị, có cái gam màu kem, rồi gam màu bò Thùy đang mặc đây. Cái mã đặt hàng của em đó là mã 2959, kèm số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho các chị nhà mình. Các chị ơi thì cứ một ca like như vậy á, là em sẽ có một cái mã gọi là sale giá, gọi là giá tri ân á, thì theo các chị mình nên chọn mẫu này không? Cái này nó đẹp quá chừng luôn, hay là mình chọn mẫu này để mình tri ân đi các chị ha. Vì bolo là cứ dạo cái từ tháng này trở đi là các chị là gọi là tìm bolo dữ lắm, gọi là mua để mà mặc Tết, rồi mua để mà thay đổi áo cho gia đình đó các chị. Cho nên là em cứ dạo gần đây là cái mùa này là bolo em bán rất là chạy hàng, cho nên hôm nay em chọn cái mẫu này để tri ân các chị nhà mình nha. Một color em sẽ có một mã tri ân khách hàng, vậy mình chọn mẫu này luôn nha các chị. Các chị đồng ý thì các chị thả tim cực kỳ là nhiều giùm em, để em biết là các chị mình đang đồng ý, thì em sẽ lên giá sale sâu cái mã này cho các chị mình săn sale giá gọi là siêu hấp dẫn nha các chị nha. Trời ơi nó đẹp như thế này nè các chị, dòng này là dòng xịn nha. Cái bo này là bo nhập, bolo cá sấu Thái, mẫu này là mẫu cao cấp nha các chị, rất là đẹp luôn. May kỹ từng đường kim mũi chỉ, may rất là đẹp cho các chị nhà mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà các chị đã đồng ý rồi thì em sẽ sale tri ân cái mã này luôn. Các chị lên giùm em là mã tri ân 2959 kèm số điện thoại cho các chị, nổ đơn quá chừng rồi. Tri ân 2959 kèm số điện thoại giùm em. Áo bolo này rất là đẹp, dòng xịn, dòng cao cấp luôn, mặc là rất là thích. Nhưng mà hôm nay Thùy đã tri ân thì sẽ được là một cái giá rất là tốt. Cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em. Nhận hàng về kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đối với nam em đủ size 100kg đổ về, còn chị em mình là 70kg đổ về sẽ có size. Thay vì cái áo này các chị mình ra thị trường mình mua là từ 300.000 một cái trở lên cho cái dòng bolo mà đẹp như thế này và bo xịn như thế này các chị nha. Thì các chị mình biết nè, các chị mình thấy may cổ may đồ rất là đẹp mà nhìn nó cao cấp á các chị. Mà hôm nay các chị mình mua ở Sofia, bình thường các chị mình mua ở đâu em không biết, nhưng mà em bảo đảm rằng là sẽ từ là 300.000 hoặc 250 trở lên, chứ không bao giờ dưới cái con số đó. Thì Sofia bán cho các chị nhà mình là 199.000 đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay em tri ân cho nên em sale các chị mình mua giá đậm sâu, nên là chị nào săn cái áo polo dòng xịn này thì các chị nhanh tay may kỹ từng đường kim mũi chỉ, may không chê vào đâu được. Nhưng hôm nay em chỉ bán cho các chị nhà mình một giá rất là rẻ, đó là 125.000 một cái, nhưng đi đơn giùm em là từ 3 cái và em miễn ship cho các chị mình săn sale. 125.000 đi đơn từ 3 cái và miễn ship các chị nha. Nên là các chị nhanh tay để có đơn cho mã này, đó là mã đặt hàng 2959. 2959 kèm số điện thoại giùm em, chỉ có 125.000 một cái thôi và đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn áo này thì nhanh tay giúp em, mã đặt hàng của em là mã 2959 kèm số điện thoại. Và các anh nam 100kg đổ về sẽ có size, còn chị em nhà mình thì 70kg sẽ đổ về sẽ có size các chị nha. Mẫu này rất là đẹp luôn, bo là bo xịn nè các chị, đẹp xuất sắc luôn, bo rất là đẹp cho mình. Đó, dòng polo có sáu thái mà bán giá chỉ có 125.000, đi đơn giùm em từ 3 cái và miễn
ship nha các chị nha. Cho nên là chị nào săn cái mã này thì nhanh tay giúp em cho bà đặt hàng 2959, cách ra tới số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công. Đừng nổ quá chừng luôn các chị ơi, và cái giá tri ân này sẽ chốt nhanh cho 300 chị nhanh tay giúp có đơn. Thì đã có là 100 chị đã nổ đơn rồi, vậy là 200 chị cuối cùng. 200 chị nữa thôi là em sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã tri ân 2959 nha các chị. Giá sale rất là rẻ, màu kem có, màu xanh xám có, rồi gam màu thì đang mặc là gam màu bò. Nói chung ba cái gam màu này đẹp xuất sắc các chị, ba gam màu chuẩn luôn. Mà trong polo là ba gam màu này là ba gam màu bán chạy hàng nhất. Đó thì hôm nay làm được cái cho cái áo xịn này cho các chị nha, đẹp lắm. Cái cổ nè, may có chân chim nè các chị ơi, may có chân cổ cho các chị mình luôn nè, may có chân cổ cho các chị mình luôn nè. Nên là khi các chị mình mặc cái áo nó đứng lên nó rất là đẹp cho mình nha các chị nha. Nhưng giá bán này là giá siêu rẻ, cho nên các chị nhanh tay để có đơn cho bà đặt hàng của em. 2959 cách ra tới số điện thoại thì em lên đơn hàng thành công. Em sale cho các chị nhà mình săn chỉ có 125.000 một áo, đi đơn từ 3 áo, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship nha các chị nha. Các chị thấy rẻ thì có thể mua 4-5 áo để dành mặc. Dạ chị Nguyễn Diễm Ly ơi, sai mã rồi chị, mã của em là mã 2959 chị nha. Mã của em là mã 2959, còn em bán đó là 125.000 và em đi đơn từ 3 cái và em miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em. Dòng này là dòng may có chân cổ, may rất là kỹ lưỡng cho mình, may rất là đẹp nha các chị nha. Cái dòng này dòng cao cấp, dòng xịn, chất liệu là polo có số Thái, mặc rất là lâu cũ áo nha các chị nha. Chất liệu này là giặt là mặc không ủi không là gì hết, mặc rất là đẹp cho mình. Nhưng mà giá bán của em chỉ có 125.000 một áo, trong khi các chị ra thị trường tầm phải là 250-300.000 trở lên. Đó mà em bán cho các chị mình chỉ có 125.000 và đi đơn từ 3 áo, và chị nào mình mua 3 áo đi đơn từ 3 áo và em miễn ship nha. Cứ đi đơn từ 3 áo và em miễn ship luôn. Cho nên là chị nào đặt thì nhanh tay giúp em, và em chỉ còn có duy nhất đó là 100 chị cuối cùng. 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 2959 ạ. 100 chị nữa thôi là em thì sẽ kết thúc nhận đơn các chị nha. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em, chỉ có 125.000, đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship cho mẫu này. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay, áo rất là đẹp các chị ơi, mà giá sale rẻ quá. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn nhanh tay một chút xíu các chị nha, để mình có đơn hàng thành công cho mình. Giá sale gọi là siêu rẻ luôn, vì một cái dòng polo có số Thái mà bo là bo nhập, bo xịn như thế này nè các chị, bo rất là đẹp. May áo là có chân cổ cho mình luôn, để mình mặc nhìn cái áo nó đứng form nó đẹp, mà nó cao cấp nữa, mà giá bán chỉ có là 125.000 một cái là gọi là rất là rẻ rồi. Nhưng mà chị nào mình nhưng mà em lại miễn ship luôn thì là siêu rẻ, nên các chị nhanh tay để có đơn ạ. Đi đơn từ 3 cái các chị nha, vì cái giá sale em quá rẻ cho nên em là đi đơn từ 3 cái. Một cái hai cái em không có đi đơn được, một cái hai cái là nó sẽ lỗ. Cho nên các chị thông cảm mua giùm em Thùy từ 3 cái trở lên nha các chị nha. Giá sale gọi là rất là rẻ đó, nên các chị đặt đi các chị. Polo có số Thái, may kỹ lưỡng cho mình nè. Các chị thấy không, may cao cấp, may rất là đẹp cho mình, để khi các anh mặc á, ví dụ như đóng thùng cũng đẹp, hoặc là thả ra thì cũng đẹp luôn nha các chị nha. Rất là đẹp nè, các chị nhìn form dáng của nam nè, xuất sắc chưa? Đó, nhìn cái áo nó rất là đẹp như vậy, nhưng mà giá bán chỉ có là 125.000, đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship. Và bây giờ đây em chỉ còn chốt được duy nhất đó là 30 chị cuối cùng. 30 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho bà đặt hàng 2959 ạ. 30 chị nữa thôi. Dạ 30 chị nữa thôi là em sẽ kết thúc nhận đơn. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì lên đơn giúp em nha. Bo là bo xịn nè các chị, rất là đẹp. Đó, và may có chân cổ cho mình, để cho các chị mình mặc nó đứng cái áo nó đẹp nha các chị nha. Và form nam riêng, form nữ riêng. Các anh nam 100kg đổ về các anh nhà mình sẽ có size, còn chị em nhà mình cứ 70kg đổ về là em có size cho mình. Dòng này là dòng đủ size, đủ số, đủ size hết. Mẫu mới cho nên đang còn đủ size. Cho nên là chị nào đặt trong cái color này thì đang còn là đủ size các chị nha. Và bây giờ chỉ còn có 12 chị cuối cùng. 12 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho bạn đặt hàng 2959 ạ. 12 chị nữa thôi em sẽ kết thúc nhận đơn, cho nên là chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em nha. 10 chị cuối cùng ạ. Dạ các chị ơi, mã là 2959 chị Lê Trung ơi, thiếu mã là không có đơn á chị. 2959 cách ra. Dạ chị Châu Trần sai mã chị ơi, 2959 giùm em ạ. Mã của em là mã 2959 các chị nha. Em sale chỉ có 125.000 một áo, đi đơn từ 3 áo, và đặc biệt đó là em miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em. Và bây giờ em chỉ còn 5 chị cuối cùng là em sẽ ngưng nhận đơn. Dạ chị Ngọc Lan sai mã hàng 2959 chị Ngọc Lan ơi, sửa lại để có đơn chị nha. Các chị đặt hàng mà thiếu mã sản phẩm, thiếu số điện thoại là không có đơn đâu ạ. Bên em chốt đơn bằng một mã sản phẩm và một số điện thoại, nên các chị hỗ trợ giùm em mã sản phẩm và số điện thoại để có đơn nha các chị nha. Sai một cái, thiếu một cái là nó không có đơn, nên hỗ trợ giùm Thùy là mã sản phẩm đi kèm số điện thoại để có đơn các chị nha. Rồi bây giờ đây em chuẩn bị qua mã hàng, cho nên là chị nào chưa có lên đơn, mình mới vào coi like mình thấy rẻ quá mình lên đơn luôn các chị nha. Vì có 125.000 một áo polo có số Thái như thế này, và chị nào mình mua là em miễn ship luôn và đi đơn từ 3 cái và đủ size. Các chị mình có thể kết hợp giữa nam và nữ cũng được, miễn làm sao các chị mình cứ mua giùm em là 3 cái là các chị mình sẽ được miễn phí ship nha các chị nha. Và giá sale là 125.000. Giá sale là 125.000 các chị nha, rất là rẻ rồi. Em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. Hôm qua luôn các chị nha, rẻ quá chừng luôn các chị mình mua mặc các chị, đẹp lắm. Áo này áo xịn á, áo polo này xịn nè, may rất là đẹp, bo là bo xịn hết. Dạ có xuồng Nam Phong nha chị Hoa Sứ, chị đợi em một xíu ạ. Các chị đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em chị có đơn ạ. Các chị đang hỏi túi A4 rất là nhiều. Đây các chị ơi,
Dạ mã túi A4 là 2967 ạ. Cái này thì kích thước của em đó là size 36 ạ. Size là size 36, các chị đừng A4 là thoải mái giùm em nha. Cái mã này có mã là 2967 kèm số điện thoại giùm em. Hiện tại là túi A4 là các chị đang có nhu cầu rất là nhiều. Thì hôm nay cái mẫu này là em đúng ra là cái túi này em phải bán với giá thấp nhất của em là 299.000. Còn niêm yết của em đó là 615.000, em bán thấp nhất là 299.000. Các chị nha, nhưng mà hôm nay đang cái dịp này là dịp 20 tháng 11 mà túi A4 thì các cô xài rất là nhiều. Cho nên hôm nay cái túi này em được sale giá quà tặng nhân dịp 20 tháng 11 các chị nha. Cho nên các chị comment giúp em đó là mã quà tặng 2967 kèm số điện thoại giúp em để em sale một cái giá thật là sâu để cho các chị mình săn cái túi A4 này. Da của em là dòng da này là dòng da dày tới tận 2 ly nên là xài cực kỳ là bền, và size túi là size 36 các chị nha, đừng A4, đừng hồ sơ giáo án là thoải mái giùm em. Đây em mở bên trong cho các chị mình xem nha. Giá niêm yết là 615.000 một cái nha các chị nha. Các chị comment là quà tặng 2967 kèm số điện thoại giùm em. Bên trong rộng rãi có ngăn phụ đây, các chị có dây khóa kéo. Ở ngoài đây có ngăn cho mình nữa nè các chị ơi. Và da này là da dày tới tận 2 ly và cái túi này nó rất là đẹp, mình nhìn nó sang nữa. Em có gam màu hồng nữa nè các chị, gam màu hồng là rất là đẹp nha các chị nha. Rồi gam màu vạn thảo cầm là gam màu đen, rồi gam màu này là gam màu cổ vịt, và gam màu tiếp theo của em đó là gam màu xám. Và giá bán của ngày hôm nay cho chương trình sale này đó là không phải là 299.000 mà các chị săn với giá đặc biệt nha. 249.000 cũng là rẻ, nhưng mà giờ Thùy bán các chị mình 199.000 để là một cái giá quà tặng 199.000 giùm em. Và chị chốt nhanh được 200 chị nên là chị nào săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng quà tặng 2967 ạ. Quà tặng 2967 kèm số điện thoại giùm em. Và giá sale của em là 199.000 dành ra cho 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn ạ. 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn các chị nha. Túi này là túi size 36, đừng A4 giùm em là thoải mái luôn. Đó đẹp lắm mà giá bán chỉ có 199.000, sale giá quà tặng. Cho nên là chị nào nhanh tay thì mình sẽ có đơn cho mã này. Đó là mã đặt hàng của em, là mã đặt hàng 2967 ạ. 2967 kèm số điện thoại giùm em. Chốt nhanh được 200 chị cho nên là chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn các chị nha. Và hiện tại đơn đang nổ rất là nhiều cho cái mã này luôn. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em thì mã này 2967 và kèm cho em xin số điện thoại đi các chị, là mình có đơn nha. Vì hôm nay đang là chương trình sale 20 tháng 11 cho nên em mới sale sâu như vậy đó các chị. Chứ cái túi A4 này nó đẹp lắm, 615.000 một cái, lần mà Thùy đang bán các chị mình không phải là 299 nữa rồi mà là 199.000 để làm quà tặng cho chương trình 20 tháng 11 đó các chị. Mình mua đi các chị, đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà giá sale rất là rẻ và chốt nhanh được 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn các chị nha. Dạ các chị mình mua mấy cái cũng được, thoải mái các chị ơi, thoải mái. Cái chị hỏi là mua hai cái được không, thoải mái nha, mình mua mấy cái cũng được, nhưng mà chỉ có 200 chị có đơn. Một chị mình chốt bao nhiêu cái cũng được nhưng chỉ có 200 chị có đơn, nên là các chị có săn thì nhanh tay giúp em. Và đã có 118 chị đã nổ đơn rồi, nên là các chị ơi nhanh tay lên để có đơn cho mình. Đó là mã đặt hàng quà tặng 2967 và em có gam màu, cái màu này là gam màu xám, các chị sẽ gọi là gam màu ghi á. Bên trong may lót rất là tỉ mỉ và đẹp và có ngăn phụ, có dây khóa kéo và đặc biệt có dây kèm theo cho mình nữa đây các chị nha. Rồi cái gam màu này gọi là gam màu hồng, trời ơi nó dễ thương lắm luôn các chị ơi. Rồi gam màu xanh cổ vịt và gam màu cuối cùng là gam màu đen. Còn giá bán của em đó là 199.000 cho chương trình sale quà tặng. Cho nên các chị nhanh tay để có đơn, và đã có 150 chị đã nổ đơn rồi. Vậy là còn có 50 chị nữa thôi ạ. 50 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng quà tặng 2967. Em chốt duy nhất đó là 200 chị, cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em nha. Và bây giờ đây em chỉ còn có 40 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng quà tặng 2967 và giá sale của em đó là 199.000 đồng cho một cái. Em có gam màu hồng, gam màu xám nha các chị nha, và gam màu xanh cổ vịt và gam màu đen. Và giá sale chỉ có là 199.000, còn niêm yết của em đó là 615. Niêm yết là 615, còn giá sale của em đó là 199.000 để làm quà tặng cho chương trình 20 tháng 11. Nếu các chị săn được cái giá gọi là siêu rẻ, cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giùm em Thùy mã này, đó là mã đặt hàng 2967. Và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại nữa để các chị mình sẽ có đơn. Nhưng cái nhà còn giá sale này em nói là rất là rẻ, cho nên là các chị nào săn thì lên đơn liền giùm em mã quà tặng này. Và bây giờ đây em sẽ chốt duy nhất đó là 30 chị cuối cùng. 30 chị nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã quà tặng 2967 các chị nha. Nhận hàng về các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm em, bảo hành 6 tháng cho các chị mình xài. Rất là đẹp luôn, nhân dịp 20 tháng 11 cho nên em sale sâu cái túi này để cho các chị mình săn cho nó dễ dàng các chị nha. Có 199.000 mà thôi, nên là chị nào có săn thì lên đơn liền giùm em mã đặt hàng của em là mã đặt hàng 2967. Và cho em xin thêm một số điện thoại nữa để em lên đơn hàng thành công cho mình. Giá sale là siêu rẻ các chị nha, vì chỉ có là 199.000 mà săn một cái túi A4 size 36. Đừng A4 là gọi là thoải mái, đừng hồ sơ giáo án là thoải mái. Các chị ơi, 10 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn ạ.
10 chị nữa em sẽ qua mã 2967 nha, tính từ chị Nguyên Hồ, 10 chị cuối cùng. 10 chị cuối cùng giùm em giới thiệu lại màu nữa là em qua nè. Màu này là gam màu xám, có chị gọi là gam màu ghi. Màu này cho em đó là gam màu hồng. Gam màu tiếp theo đó là cái gam màu xanh cổ Việt, và gam màu tiếp theo đó là cái gam màu đen. Còn giá bán của em đó là 199.000. Niêm yết của em đó là 615, nhưng mà giá bán của em hôm nay chỉ có là 199.000 để các chị mình săn sale một cái giá gọi là giá quà tặng. Cho nên các chị mình nhanh tay nhất để mình săn sale cái mã này các chị nha, rẻ rất là rẻ luôn. Ôi có rất là nhiều chị đang sai mã hàng, sửa lại giùm em với. Thiếu số điện thoại quá chừng luôn hả em? Dạ khách hàng mới nhiều nhưng mà thiếu số điện thoại, không để lại số điện thoại. Các chị ơi, các chị mình vào đặt hàng á, cho em một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại mới có đơn nha. Vì đang có rất là nhiều chị đang thiếu mã sản phẩm, được có nhiều chị lại thiếu số điện thoại thì em sẽ không có đơn cho mình được. Cho nên là mình hỗ trợ giùm em một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì em mới có thể có đơn cho các chị nhà mình được. Vì lý do Sophia chốt đơn bằng hệ thống phần mềm nên em cần một cái mã sản phẩm cũng như là một số điện thoại thì mới ghi nhận được đơn hàng. Cho nên là các chị mình đặt hàng thì hỗ trợ giùm em Thùy là một mã sản phẩm và một số điện thoại các chị nha, thì mới có đơn được nha các chị. Chứ bây giờ mình cứ thiếu như vậy thì em sẽ không có đơn. Nên là các chị mình coi like cũng cực đúng không các chị? Và em like cũng nói rất là nhiều mà không chốt được đơn thì cũng rất là tiếc. Đó nên là các chị mình hỗ trợ giùm em là một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại. Em nói lại nha, ví dụ như chị Nguyên Hoàng là sai mã rồi đó chị ơi. Mã của em là mã 2967, cắt ra tới số điện thoại giùm em thì em lên đơn và giá niêm yết là 615, còn em sale các chị mình đó là 199. Màu em đang cầm trên tay đây là gam màu xám, còn gam màu này cho em đó là cái gam màu hồng, và gam màu tiếp theo của em đó là cái gam màu xanh cổ Việt, và gam màu cuối cùng của em nó sẽ là gam màu đen. Rồi em thì xin qua mã tiếp theo ạ. Thôi chị ơi, cái này còn được đúng 80 đôi dép thôi chị. Bao nhiêu đôi em? 80 đôi và được 80 đôi lẻ size thì sale sâu các chị sang đi. Dạ rồi, mã của em đó là 3764 ạ. Cái này em còn được là 80 đôi lẻ size nè các chị. 3764 chị ơi, 80 đôi cuối cùng ạ. Rồi chị nào săn thì em sale sâu các chị mình săn đôi này luôn nha. Đôi này rất là dễ thương, đôi này là 455.000 một đôi, đôi này là siêu êm. Các chị nào mình đi dép không có đôi nào qua đôi này nha. Không có đôi nào mà êm qua đôi này các chị nha, mang êm mà dễ chà rửa, dễ vệ sinh, cực kỳ luôn. Thì em bán là 179.000 đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ còn ít quá em sale các chị mình sale sâu các chị mình săn nha, vì nó lẻ size nè. Sale giá đậm sâu các chị mình săn nè, 149.000. 3764. Dạ, 149.000, chị nào hai đôi miễn ship luôn cho các chị săn cho vui. Một đôi là 149.000, chị nào hai đôi em miễn ship nha các chị nha. Cho mã đặt hàng 3764. Một đôi là 149, còn chị nào mình săn hai đôi thì em miễn ship. Em đặt xa luôn. Ưu tiên đặt giùm em cái gam màu vàng và gam màu bò thì sẽ đơn thành công cao hơn nha các chị nha. Dạ rồi, màu kem và gam màu bò là từ 35 đến 38 ạ. Màu đen hiện tại là em còn có 2 size thôi, 36, 37, chủ yếu là màu vàng đủ size từ 35 đến 39 ạ. Dạ, và giá sale của em là 149.000. Còn chị nào mua 2 đôi thì em miễn ship nha các chị nha. Cho mã đặt hàng là mã 3764. 3764 đi các chị, kèm số điện thoại để em lên đơn. Đôi này êm lắm, không có đôi nào mà qua cái đôi này vì cái độ êm, êm chân và rất là dễ đi nha các chị nha, nhưng mà giá sale rẻ. Đó nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em Thùy mã đặt hàng 3764 và cắt ra cho em xin một số điện thoại nữa để em lên đơn hàng thành công cho mình. Giá sale này siêu rẻ nên các chị nhanh tay để có đơn ạ. Dạ 3764 các chị nha, màu đen, màu kem, màu vàng và gam màu bò. Dung ơi, Thảo, Linh đọc sai một lần nữa. Dạ em đọc lại sai ạ. Màu vàng là từ 35 đến 39, màu kem, màu bò là từ 35 đến 38, riêng đen là em còn 36 và 37 ạ. Và giá sale của em là 149.000, riêng chị nào mua 2 đôi trở lên thì em sẽ miễn ship nha các chị nha. Cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng 3764 và cắt ra cho em xin một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công các chị nha. Và giá sale rất là rẻ. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em nha, đơn nổ quá chừng cho cái mã này luôn là các chị. Nhanh tay đi các chị ơi, sắp hết hàng cho mã 3764 các chị nha. Cứ một đôi như vậy là em sale các chị mình là 149 100 đúng rồi. Và chị nào mình săn 2 đôi thì em sẽ miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn cái mã này thì lên đơn giúp em mã đặt hàng là 3764 và cắt ra cho em xin một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công các chị nha. Nhanh tay đi các chị vì gần hết hàng rồi các chị nha. Dạ cho em một cái giỏ 199 là không có đơn các chị Trâm Lê. Mã của chị sẽ là mã đặt hàng là 297 2967 chị Trâm Lê nha. 2967 nha chị Trâm Lê. 2967 dạ. Dạ các chị đặt hàng cứ cho em một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì sẽ có đơn. Như mã này là mã 3764 các chị nha, mã này của em là 3764. Em sale là 149.000 và đặc biệt là hai đôi em miễn ship và em thì xin qua mã tiếp theo nha các chị nha. Cách lưng chị. Dây thắt lưng hả em? Mẫu mới. Rồi dây thắt lưng mẫu mới mấy ngày nay không có hàng luôn. Bữa nay là có dây thắt lưng mẫu mới cho các chị săn sale. Trời, hôm bữa giờ các chị biết không? Không có hàng mà bán luôn. Các chị hỏi liên tiếp mà không có hàng để bán, hôm nay mới có hàng nè các chị.
mã 3546 ạ. À. Mã là 3546, hai gam màu nâu và đen các chị nha, dây này rất rất là đẹp luôn. Dây là dây xịn nha các chị nha, hai mặt đều là da bò nè các chị thấy không? Hai mặt đều là da. Ở mà hôm bữa giờ khan hiếm quá chừng luôn, không có hàng để mà bán. Lên mẫu nào cháy mẫu đó các chị, vì đang dịp cuối năm là mọi người có đang có cái nhu cầu mà thay dây thắt lưng rất là nhiều, và nó trùng vô cái dịp 20 tháng 11 nữa nên là các chị cũng mua rất là nhiều. Thì bây giờ em cũng sale rẻ cái dây này cho các chị nhà mình săn sale, vì hôm bữa giờ do nó sự khan hiếm nha các chị nha. Rồi cái này là 515.000 một dây. Hôm nay lần đầu tiên đặc biệt có giá hấp dẫn nhất cho các chị nhà mình. Giá này chưa một lần có. Hôm nay lần đầu tiên để tặng nên các chị mình nhanh tay giùm em. Và trong một color em sẽ có một cái mã sale không lời. Hôm nay em chọn vô cái mã này luôn. Các chị săn đó là mã không lời 3546. Nhưng rất tiếc em chỉ chốt được có 100 chị có đơn. Nha các chị nha, vì cái giá sale em chuẩn bị đưa ra nó gọi là sale sâu khủng khiếp. Cho nên em chốt được 100 chị. Thì chị nào săn thì lên đơn giúp em mã không lời 3546. Em có cái hộp đây. Các chị mình mua làm quà được luôn nha các chị nha. Rất là đẹp. Các chị mình mua cho ông xã dây, mua cho ba, cho bố nhà mình, hoặc là các chị mình mua nếu như ở thì Hồ Chí Minh thì các chị mình mua chắc ngày mai cũng có thể nhận được nha các chị nha. Rồi nhanh tay giùm em mã hàng 3546 kèm số điện thoại giùm em, và giá siêu không có lời và chốt nhanh đó là 100 chị. Chị nào nhanh tay nhất có đơn, cái dây này em bán cho các chị nhà mình là 250 vẫn còn rẻ, đúng không quý chị? Vì nó là dòng dây da bò hai mặt da. Các chị ra thị trường thì không bao giờ có những cái giá sale như vậy, vì cái dòng là dòng xịn, phải là 500-600. Nhưng mà giờ Thùy bán các chị nhà mình chỉ có giá đó là 199.000. Đó, các chị thấy siêu rẻ chưa? Nhưng em miễn ship cho 100 chị, nên là chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn cho mã không lời này. Đó là mã đặt hàng 3546, các chị nhà 199.000 đồng. Các chị đã thấy là siêu rẻ chưa ạ? Nhưng mà em lại miễn ship, đó nên các chị nhanh tay. Cho nên em đã nói rồi, trong một color em thì chỉ có một cái mã sale không có lời thôi. Thì hôm nay nó rơi vô cái mẫu này. Em vì lý do tại sao rơi vô mẫu này, vì hôm bữa giờ em không có hàng để bán, các chị mình liên tiếp hỏi em nhưng em không có hàng. Thì hôm nay em có hàng thì em sale sâu, em tặng các chị mình luôn. Đó là 199.000 và miễn ship cho 100 chị nhanh tay nhất. Đó nên là chị nào nhanh tay nhất thì mình sẽ có đơn các chị nha. Màu em đang cầm trên tay đây là một cái gam màu nâu và một cái gam màu đen, hai gam màu chuẩn nhất trong dòng dây thắt lưng và hai gam màu bán chạy nhất cho các chị. Da là da bò hai mặt, mặt ngoài cũng da, mặt trong cũng là da, mà bán giá 199.000 mà miễn ship là một cái điều gọi là tuyệt vời. Đã có 55 chị đã nổ đơn rồi các chị ơi, còn 45 giây cuối cùng. 45 chị cuối cùng ạ. À, 45 chị cuối cùng nữa thôi là không còn nhận đơn. Với cái giá sale không lời 3546. Dây là dây da bò hai mặt đều là da các chị nha. Còn đầu là đầu đẹp cho mình là đầu rất là chắc chắn và chất lượng nè, đầu xịn nè. Đó mà em bán các chị mình có 199.000 thôi, còn em miễn ship cho các chị mình. Nên là các chị nhanh tay nhất để các chị săn sale, và bây giờ đây em chỉ còn có duy nhất đó là 30 giây cuối cùng. 30 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn cho mã không lời 3546 ạ. À. Dạ 30 chị cuối cùng. Nhanh tay đi các chị ơi, chứ không là không săn kịp vì cái giá sale nó sâu quá, cho nên là các chị đang nổ đơn rất là nhiều cho cái dòng này. Đó nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em. 12 giây cuối cùng nha các chị nha. 12 giây cuối cùng là sẽ qua mã. Dạ màu đây là màu nâu nè các chị, màu này là màu nâu và gam màu này cho em đó là cái gam màu đen. Còn cái giá bán của em đó là 199.000 đồng, còn em miễn phí ship, cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em. Và em còn có 8 giây nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng không lời 3546 ạ. 8 giây cuối cùng, 8 giây nữa thôi các chị ơi là sẽ kết thúc nhận đơn luôn các chị. Nhận hàng về cứ kiểm tra rồi mới trả tiền. Ôi có nhiều chị đang sai mã hàng nhiều quá nha. Cái chị mới vào có gì hỏi mã sản phẩm đó chị ơi, cái mã của em đó là mã đặt hàng là 3546, còn em sale cái chị mình là một cái giá sale không có lời đó là 199.000 và em miễn phí ship. Có rất là nhiều chị đang mới vào và hỏi giá, hỏi mã rất là nhiều, nhưng mà em đã chốt đủ 100 rồi. Nhưng mà bây giờ các chị mình mới vào đông quá như vậy thì em sẽ chốt thêm 20 giây nữa đi em ơi. 20 dạ. Giây nữa được không? Được chị, 20 giây. Các chị đang có nhu cầu nhiều. Thôi 50 giây cho thoải mái. 50 giây nữa đi cho thoải mái nha các chị nha. Với tính từ chị Tiên Nguyễn đi, 50 giây cuối cùng. 50 giây cuối cùng cho mã đặt hàng này đó là mã đặt hàng 3546 giùm em. 50 giây cuối cùng. Màu em đang cầm đây là gam màu nâu và gam màu đen, hai gam màu đẹp nha các chị. Đầu khóa rất là cao cấp luôn. Dây là dây da bò, chiều dài của dây này là 1m1, còn bản là bản 3.5, cho nên tất cả các anh mình là quần nào cũng sẽ dùng vừa cái dây này. Nhưng giá bán của em là 199.000 và em miễn ship là em đang gọi là siêu giá quà tặng á. Cho nên là mình nhanh tay lên để mình săn sale vì cái giá này không có lời. Các chị nha, nhanh tay lên giùm em để mình có đơn, và bây giờ chị còn có duy nhất đó là 30 chị nữa thôi. 30 chị nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã này là mã không lời 3546 nha, cái nhà mã là 3546, và kèm giúp em một số điện thoại là em lên đơn chỉ có 199.000 thôi, rồi em miễn ship cho mình. Cho nên các chị nhanh tay. Và chị Thúy Lê ơi, 199 làm giá sale, còn chị để cái mã là 3546 mới có đơn chị nha. Các chị đặt hàng bên em á là phải mã sản phẩm và số điện thoại thì mới có đơn. Và bây giờ em chốt được 20 chị cuối cùng là qua mã tiếp theo ạ. 20 chị nữa thôi là không còn nhận đơn. Với cái giá sale mà 199.000 mà miễn ship nha các chị nha, 515.000 một dây. Dây này
rất là xịn, dây đẹp lắm, mà em bán giá này là em làm quà tặng các chị mình thôi. Em có hộp đây, các chị mình có thể là mua để làm quà được. Nhưng các chị đang còn cái giá sale này gọi là giá sale siêu siêu rẻ rồi, cho nên là mình có nhanh tay thì mình sẽ có đơn. Và bây giờ em chốt đúng duy nhất đó là 10 chị cuối cùng. 10 chị cuối cùng là kết thúc nhận đơn, tính tới chị Thanh Dung nha. 10 chị cuối cùng là sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã không lời 3546 này và 199.000 và miễn phí ship. Cho nên là các chị có sang thì các chị nhanh tay giúp em với. Nhanh tay các chị nha. Và bây giờ còn 5 chị nữa thôi ạ. 5 chị nữa qua mã tiếp theo các chị nha. 5 chị cuối cùng qua mã tiếp theo. Cho bạn khách hàng không lời 3546 kèm số điện thoại giùm em ạ. Em sẽ lên đơn hàng thành công cho tất cả các chị nhà mình sang sale các chị nha. Đừng gõ nữa, để cho mấy đứa khác gõ đi. Rồi, qua mã tiếp theo nha các chị nha. Lên quần tay cho các chị săn đúng không? Chất liệu này là chất liệu cô tông lạnh dòng xịn nhất nha các chị. Quần này rất là đẹp và sang luôn. Bây giờ các chị săn cái mã này lên đơn giúp em, đó là 3778 ạ. 3778, quần đẹp lắm các chị ơi, mã 3778. Em có ba cái gam màu kem của bạn Thảo đang mặc. Màu này cho em là gam màu đen và gam màu cuối cùng nó sẽ là cái gam màu gọi là cái gam màu nâu đúng không em? Dạ gam màu nâu ạ. Rồi ba gam màu đẹp quá các chị ơi. Quần này dòng chất liệu là cô tông lạnh nha các chị nha. Dòng chất liệu là dòng cô tông lạnh nha các chị. Áo cái quần này là có size từ S cho đến là size 2XL, nhưng mà giá sale gọi là siêu rẻ cho các chị mình sang sale luôn nè. Các chị nào sang cái quần này lên đơn giúp em, đó là bạn đặt hàng 3778 kèm số điện thoại. Cô tông lạnh nha các chị nha. Quần này là quần ống ống rộng nha các chị. Quần là quần ống rộng rất là đẹp luôn. Các chị mình mặc là nó tôn dáng cho mình rất là nhiều nè các chị. Màu em có là gam màu đen, gam màu thứ hai là gam màu này là gam màu nâu và gam màu thứ ba là gam màu kem. Mà may cực kỳ là tỉ mỉ nha. Nè em Linh cầm để chị cho các chị xem nè. May cực kỳ là tỉ mỉ luôn, dòng xịn nha các chị nha. Dòng này dòng xịn, may cực kỳ là đẹp cho mình luôn. Chất liệu là cô tông lạnh nha các chị nha. Dòng này dòng cao cấp. Đó là hôm nay em sẽ sale một cái giá gọi là đặc biệt cho các chị mình săn sale. Các chị lên đơn giúp em là mã là 3778 445.000 một cái quần này. Dòng xịn nha các chị nha. Dòng này dòng xịn không phải dòng thường, rất là đẹp luôn các chị. Dòng này dòng cô tông lạnh, mặc lên là rất là đẹp nha các chị nha. Đó các chị nhìn là form dáng là bao đẹp cho mình luôn. Đó cái form cái dáng của nó rất là đẹp, chuẩn nha. Cái da tay nghề của đội thợ này là cao, may rất là đẹp nha các chị. Nhưng mà Thùy xem sâu để cho tất cả các chị mình cùng săn. Các chị lên đơn đó là mã đặt hàng 3778 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Với giá sale cho một cái dòng cô tông lạnh như thế này, đúng ra các chị ra thị trường thì cái dòng này phải bán là 400-500 ngàn trở lên nha các chị. Nhưng ở đây Sophia sẽ sale sâu cho tất cả các chị mình cùng săn một cái quần đẹp như thế này, nhưng mà chỉ có giá đặc biệt đó là 199 ngàn và miễn ship luôn. 199 ngàn và miễn ship luôn các chị nha. Đúng là hôm nay em sale là 215, nhưng mà giờ em sale các chị mình là 199 thôi, rồi em miễn ship. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3778 ạ. 3778 kèm số điện thoại giùm em. Em có cái gam màu này là gọi là gam màu nâu, rồi gam màu đen. Em ơi đưa gam màu đen đây. Dạ màu đen. Đây gam màu đen đây các chị ơi, đen nâu và gam màu thứ ba đó là gam màu kem. Còn giá bán của em đó là 199 ngàn và em miễn phí ship cho mã đặt hàng 3778 các chị nha. 3778 kèm số điện thoại. Ô sao còn ít vậy thôi hả? Sao ít dữ vậy? Có 120 cái hả? Ít lắm các chị nha. Nên các chị có đặt thì nhanh tay giúp em mã 3778 đi các chị ơi. Vậy có hộp size không? Dạ không, đủ size từ S đến 2X. Mà còn ít vậy, 120 cái mà không hộp size là chị thấy hơi bị hay á. Rồi chị nào nhanh tay thì có đơn cho bà đặt hàng 3778 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công nha. Quần này rất là đẹp nên các chị mình mua để mặc, vì nó là cô tông lạnh dòng xịt nha các chị nha. Mặc lên nó sang dữ lắm. Nhưng mà giờ em Thùy còn có 120 cái thôi, cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này là 3778 và kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công cho mình. Quần này form dáng rất là đẹp nha các chị nha. Nhưng giá sale chỉ có là 199 ngàn và em miễn ship. Cho nên là chị nào có xăng thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này là 3778. Size em đi cho mình là từ size S cho đến là size 2XL. Nhưng mà giá bán của em thì chỉ có 199 ngàn. Em miễn ship và tới thời điểm này thì còn có 50 cái nữa hết hàng các chị nha. 50 quần nữa cuối cùng nữa là hết hàng luôn cho bà đặt hàng 3778 ạ. 50 quần cuối cùng màu đen, màu kem và gam màu này đó là cái gam màu nâu. Và giá sale của em là 199 ngàn và em miễn ship. Em có size cho các chị nhà mình từ size S cho đến là size 2XL. Đó các chị ơi, mà giá sale rẻ quá chừng nên các chị nhanh tay để các chị săn sale nha. Còn 40 cái cuối cùng, 40 cái cuối cùng hết hàng. Các chị ơi nhanh tay để có đơn cho bán hàng này 3778, cách ra tới số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công. Em có nâu, em có đen và em có gam màu kem của bạn Thảo đang mặc. Và giá sale chỉ có 199 ngàn và em miễn phí ship và đơn nổ nè các chị. Đơn nổ quá chừng luôn nè. Rồi còn có 30 cái nữa hết hàng các chị nha. 30 quần cuối cùng, 30 quần nữa là em sẽ hết hàng cho bán hàng 3778. Quần này mặc lên rất là đẹp, nhưng mà chỉ có 199 ngàn thôi, rồi em miễn phí ship cho các chị mình săn sale. Rồi bây giờ em chỉ còn có là 15 quần nữa thôi là em hết hàng các chị nha. 15 quần cuối cùng hết hàng cho bà đặt hàng 3778 và giá sale của em là 199 nghìn
em miễn phí ship các chị nha. Cho nên là chị nào săn cái 3778 thì mình lên đơn nhanh tay một chút xíu để mình có đơn hàng cho mình nha các chị. Giá sale này gọi là siêu rẻ luôn. Cái quần này cô tông lạnh mà, dòng xịn mà các chị, chất liệu là cô tông lạnh nha, chứ không phải là chất liệu tuyết mưa. Cái này là chất liệu là cô tông lạnh mà em bán giá này em gọi là siêu rẻ, vì các chị mình ra thị trường không có cái dòng cái giá này đâu. Cô tông lạnh là dòng xịn đó các chị, dòng mà để người ta may vét được các kiểu là cái dòng này. Đó các chị rất là đẹp nha. Mà giá sale rẻ quá, các chị nhanh tay vào năm quần cuối cùng. Năm quần cuối cùng hết hàng. Dạ 3778 chị Dung Phan, size mã hàng chị Dung Phan ơi. 3778 chị nha, có màu nâu và có màu đen và có gam màu cuối cùng đó là gam màu kem. Còn giá bán của em đó là 199.000 và em miễn ship luôn. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em thùy mã này, đó là mã 3778 và kèm giúp em thêm đó là một số điện thoại nữa thì em lên đơn hàng thành công. Em có size cho mình là từ S cho đến là size 2XL các chị nha. Từ S cho đến là size 2XL mà em bán rất là rẻ như vậy. Các chị lên đơn giùm em, chất liệu cô tông lạnh mặc rất là đẹp nha các chị nha. Nhưng mà giá siêu siêu sâu, cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã đặt hàng 3778 và em đã hết hàng, em qua mã tiếp theo ạ. Rồi luôn các chị nha. À, có nhiều chị chỉ để là sơ mi kèm số điện thoại là không có đơn. Đây đây, em lên cho các chị xăng nè. Có chị để là sơ mi kèm số điện thoại là không có đơn ạ. 2982 ạ. Mã của em là 2982. Áo sơ mi này ai mặc cũng đẹp nha các chị nha, rất là dễ mặc cái áo sơ mi này. Em có trắng, em có gam màu nâu và em có gam màu đen của bạn Thảo đang mặc. Thì bây giờ chị nào xăng cái áo sơ mi này em sẽ sale sâu để tặng các chị lẽ nhà mình. Lẽ sai hả em? Dạ. Màu trắng là em có size là từ S cho đến là 2XL. Màu đen là còn S cho đến là XL thôi ạ. Vậy thôi bây giờ sale sâu cho các chị mình cái áo này, các chị săn sale nha. Rồi chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 2982. 2982 kèm số điện thoại. Nâu hết sạch luôn rồi chị ơi. Nâu không còn cái nào hả em? Dạ không chị. Nâu hết sạch, bây giờ chỉ còn trắng và đen thôi các chị. Nâu là hết sạch rồi, giờ chỉ còn trắng và đen. Vậy thôi bây giờ sale sâu luôn cho các chị săn em ơi. Áo này đẹp quá nha. Áo này rất là đẹp á các chị, áo này áo xịn là mango mà mango cao cấp á các chị ơi. Mango là mango cao cấp luôn nha các chị nha, là màu nâu hết sạch luôn hả em? Dạ hết sạch luôn rồi chị. Bây giờ em chỉ còn lại là gam màu đen và gam màu trắng thôi. Các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng. Mã danh địch vừa rồi là cái mã gì vậy em? Dạ 3546 ạ. 3546 chị Tinh Xuân ơi. Rồi cái này chị nào săn thì lên đơn giúp em mã đặt hàng là 2982 kèm số điện thoại. Hiện tại bây giờ thì chỉ còn trắng và gam màu đen. Trời ơi cái này các chị mình mix lên chân váy là nó đẹp mê ly sang lắm. Cái áo này mango xịn mà. Rồi cái màu của bà Thảo đang mặc đó là gam màu đen, trắng và đen hai gam màu. Thôi bây giờ không sale 199 nữa em ơi, sửa giá đi, gạch giá đi. Bán rẻ các chị săn. 175.000 cho nó hết luôn. 175.000 đi các chị ơi, 175.000 giùm em đi các chị, 175.000 cho mã đặt hàng 2982, 175.000 giùm em nha. 2982, 175.000, hai gam màu trắng và gam màu đen, hai gam màu trắng và gam màu đen, 175.000 giùm em. Rất là đẹp nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Mà bán các chị mình có 175.000, gọi là siêu rẻ đó các chị. Nên là chị nào đặt thì lên đơn giúp em thùy mã này, đó là mã đặt hàng 2982. Cách ra cho em xin số điện thoại em lên đơn hàng thành công. Chất liệu là mango xịn, trời ơi may đẹp từng đường kim mũi chỉ các chị ơi. Cái đội thợ này là tay nghề cứng cựa luôn. Em nói thiệt luôn á, mày áo sơ mi mà tay nghề không cứng là mày không có đẹp được đâu. Nên là các chị may xuất sắc cực kỳ nha các chị nha. Đó đẹp lắm. Mà giá bán của em là 175.000. Em Thảo đang mặc là gam màu đen, còn gam màu này cho em là gam màu trắng nha các chị nha. Áo đẹp xuất sắc mà bán rẻ quá các chị ơi. Các chị mình mua đi, mặc là đẹp nha các chị nha. Cái này là dòng xịn của bên em đó, mà các chị mình mua chỉ có giá là 175.000 mà thôi. Nó nên chị đâu có săn thì nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 2982. Cách ra tới số điện thoại em lên đơn hàng thành công, có trắng và có gam màu đen. Đẹp lắm các chị mình mua để mình mặc với chân váy hoặc là mình mặc với quần tây, em nói là siêu xuất sắc nha. Đẹp cực kỳ luôn, chị đâu có thích mặc với quần jean cũng mặc đẹp luôn á các chị. Mà hoặc là các chị mình có mặc với một cái chân váy jean mà chân váy dài xuống, trời ơi nó đẹp lắm. Nha các chị nha, các chị nhanh tay để có đơn vì sơ mi rất là dễ phối đồ. Đối với chị mà Thùy đang bán giá chỉ có 175. Đó là các chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này 2982. Cách ra tới số điện thoại em lên đơn hàng thành công, em có size cho mình là từ size S cho đến là size 2XL nha các chị nha, từ size S cho đến là size 2XL, nhưng mà bán giá chỉ có là 175.000, rẻ ơi là rẻ. Nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã này 2982 kèm số điện thoại. Em chốt được có duy nhất đó là 35 chị cuối cùng sẽ qua mã tiếp theo ạ. 35 chị nữa thôi là sẽ qua mã này, đó là mã đặt hàng 2982 các chị nha. 35 chị cuối cùng là Thùy ngưng nhận đơn cho mã đặt hàng 2982. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này nha các chị, đẹp lắm. Đủ size cho mình từ S cho đến là size 2XL, nhưng mà giá bán chỉ có là 175.000 một áo sơ mi cao cấp này. Cái này không cần ủi luôn các chị, mặc rất là đẹp nha các chị nha. Nhưng mà giá sale sâu và may nó kỹ từng cái đường kim mũi chỉ, nói chung là may cao cấp đó mà giá em bán rẻ. Nên là các chị có săn thì các chị lên đơn giùm em, và còn 20 chị cuối cùng. 20 chị cuối cùng qua mã tiếp theo ạ. 20 chị nữa là qua mã các chị nha. Đó các chị nhìn thấy mặt đẹp chưa? Sang nhỉ. Cái form cái dáng của nó đẹp và mặc lên rất là sang trọng. Mà các chị đang mua chỉ có giá đó là 175.000 đồng, có chị mua tới 4 cái một lần luôn đó các chị. Rồi nhanh tay giùm em nha, rồi năm áo được em qua mã hàng nha các chị. 2982 có trắng có đen.
và có giá sale là 175.000 một cái. Các chị nhận hàng về kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm em. Bảo đảm các chị nhận cái áo này các chị sẽ rất là hài lòng luôn nha các chị nha. Và giá em sale rất là rẻ, cho nên các chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giùm em một chút xíu để mình có đơn hàng thành công cho mình. Và giờ đây Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. 2982 các chị ơi, cái mã của em là 2982 các chị nha. 175.000 một áo ạ. Em qua mẫu cho mã 2982 là kem màu trắng và kem màu đen giúp em nha các chị nha. Việt Nam có nhiều chợ hỏi Việt Nam có luôn nha các chị nha. Để em lên một cái mã tiếp theo cho các chị săn sale. Lên Việt Nam hả em? Em lên các chị mình một cái mã Việt Nam để các chị mình săn nha. Trời ơi nó đẹp quá vậy. 849 mẫu mới đúng chị? Mẫu mới nha các chị nha. Cái này là mẫu mới nè. 535.000 một cái. Việt Nam da bò, mẫu mới nha các chị nha. Đẹp không các chị? Trời ơi cái ví này nhìn nó chất lượng cực kỳ luôn các chị ơi. Chất lượng lắm. Cái này em có cái hộp đây các chị mình có thể là mua làm quà được nha. Rồi các chị đặt thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em sẽ là mã là 1849 ạ. 1849, cái mã là 1849 Ví Nam bằng da bò. Đẹp xuất sắc các chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Bọc túi không bao giờ sợ nhăn da luôn, dòng xịn nha các chị. Ngăn thiết kế rất là nhiều, đựng cho em tất cả các loại giấy tờ không kén bất kỳ một loại nào. Bên trong là được lót da cho các chị mình luôn nè, lót da luôn nè các chị, ví này ví xịn luôn á các chị ơi. Các chị đặt thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em 1849, cách ra tới số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Còn cái giá em sale cho tất cả các chị săn sale siêu rẻ, nên là chị nào có săn thì lên đơn nha các chị nha, cho mã đặt hàng 1849 này. Hôm nay sale cái giá gì cho các chị săn cho nó gọi là cuối năm rồi, nhu cầu mà thay ví rất là đông. Đối với chị em sẽ xem mình một cái giá gọi là siêu rẻ luôn. Đó là một cái giá thần tài để cho các chị mình săn một cái ví để thay cho ông xã cho nó may mắn nha các chị nha. Cái này em có hộp luôn, các chị có thể là mua làm quà. Nên các chị mình sẽ săn với giá thần tài luôn đi. Các chị để cho em mã là thần tài 1849 đi các chị để có đơn. Đúng là cái ví này hôm nay đưa xuống sale là với giá là 215.000 hả em? Dạ, 215.000. Nhưng hôm nay em muốn là sale một cái giá thần tài để các chị mình săn cho nó may mắn và chốt nhanh, đó là 200 chị có đơn. Thì chị nào săn thì lên đơn giúp em mã thần tài 1849 với giá sale đặc biệt có 179.000 mà thôi. 179.000, chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn ạ. 179.000 giùm em cho mã thần tài 1849 và em chốt nhanh, đó là 200 chị là có đơn các chị nha. Da rất là mềm, da là da bò các chị nha. Nhưng mà giá sale chị có là 179.000. Chị nào săn thì lên đơn giúp em ạ. Chị nào nhanh tay nhất mình có đơn nha. Chị nào nhanh tay nhất mình có đơn cho mã đặt hàng này là thần tài 1849 và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Với cái giá sale gọi là siêu rẻ như vậy nên là các chị có săn thì các chị lên đơn giúp em. Và đây là loại to nha các chị nha. Và loại này là loại to. Các chị mình đừng cho em tất cả các loại giấy tờ, không kém một loại giấy tờ nào. Cho chị mượn cái giấy tờ bự nhất đi em. Cái này các chị đừng cho em tất cả các loại giấy tờ không kém một loại nào đâu các chị ơi. Cái mã của em là mã là 1849 và em sale giá thần tài để các chị mình săn cho nó may mắn, cho nên em sale chỉ có là 179.000 thôi. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em Thùy mã này, đó là mã đặt hàng 1849 và cách ra cho chị mượn cái giấy bự nhất. Cái giấy bự nhất đi để cho các chị hình dung được là được rồi. Đây các chị ơi, cái giấy nó rất là to nè, có ấy rồi các kiểu cho các chị mình luôn, mà đựng nó vừa nha, đựng thoải mái nha các chị nha, nên là không có lo đâu ạ. Rất là rộng rãi mà giá sale chỉ có là 179.000 vì Thùy đang sale giá thần tài để các chị mình săn cho may mắn. Em có gam màu đen và gam màu nâu nên các chị mình mua tặng cho ông xã, và em có cái hộp đây mình có thể là mua làm quà được nha các chị nha, mà giá sale rẻ quá đi các chị ơi, có 179.000 mà thôi. 179.000 và chốt nhanh, đó là 200 chị có đơn thì đã có là 123 chị đã nổ đơn rồi, cho nên là bây giờ em chỉ còn có vài chục chị nữa em sẽ ngưng nhận đơn cho cái mã đặt hàng 1849 ạ. Dạ rẻ quá chừng nữa các chị nhanh tay. Dạ đủ màu, hai gam màu này cho mình nè. Gam màu này là gam màu nâu và gam màu đen, hai gam màu này em bán chạy nhất trong vòng và ví da. Đó nên là các chị mình mua để mua trong xã xài cuối năm rồi thay cái ví đi các chị ơi. Rồi còn được 23 chị cuối cùng. 23 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 1849 ạ. 23 chị nữa nha các chị nha, là em sẽ kết thúc nhận đơn. Cho nên là chị nào chưa có lên đơn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này là 1849 và cách ra tới cho em một số điện thoại nữa là em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ chỉ còn có 10 chị cuối cùng. 10 chị nữa là sẽ qua mã hàng 1849 các chị nha. 10 chị cuối cùng giùm em ạ. Em sale giá rất là rẻ cho nên các chị mình nhanh tay lên để các chị săn sale. Da thì mềm, da bò nha các chị, da là da bò. Đẹp lắm, ví này là ví rộng, đừng cho em tất cả các loại giấy tờ, không có kén loại nào. Nhưng mà em bán chỉ có là 179.000 mà thôi. Nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em. 5 chị cuối cùng. 5 chị cuối cùng qua mã tiếp theo ạ. 5 chị nữa nha các chị nha. Có hộp luôn nha các chị nha. Đây có hộp, đây có nhiều chị hỏi là có hộp hay không. Đây có cái hộp nha các chị nha, các chị mình mua để làm quà được. Túi A4 hồi nãy mã gì vậy em? Dạ 297. Mã A4 là 2967 ạ. 2967 ạ, cái mã A4 là 2967 cho các chị nha. Rồi còn cái mã này là mã 1849. 1849 thì Thùy sale là 179.000 cho một cái ví nam bằng da bò. Nên là các chị mình có mua thì mình đặt, mình mua cho ông xã nhà mình lấy một cái để đựng. Rất là đẹp luôn mà giá sale sâu. Các chị nha, và Thùy xin qua một cái mã tiếp theo ạ. Lên mã đi em ơi.
Rồi lên mẫu tiếp theo cho các chị nhà mình sang nhờ cái đôi dép này. À Linh Khăn nghe chị ơi. Linh Khăn hả? Số lượng ít. À rồi. À, 6 mã. Có 6 mã đúng không? Vậy lấy hết tất cả các màu ra đây mới được. Dạ rồi, lên từng mã trước chị ha. Ừ. 22 đổi 6. 22 đổi 6 trước chị. Ghi cái này tập trung ghi cho em tại vì cái này nó lẻ hết trơn á. Dễ ghi một mã thôi. Dạ. Khăn mặt thôi nha, lấy một mã khăn thôi, khăn mặt thôi. Dạ, cho nó dễ. Đây là khăn mặt đó chị. Các chị ơi, bây giờ em có một cái mã khăn mặt đó, nói chung là em bán rất là nhiều thì nó dẫn tới là bây giờ nó lẻ sai. À, không phải lẻ sai mà mỗi màu nó còn một ít, một cái mã như vậy nó còn một ít các chị nha. Ví dụ như mã này thì còn màu này, mã kia thì còn màu kia. Nó đại loại là như vậy mà nó đều là khăn mặt hết. Nên là bây giờ là em sẽ xả hết cho các chị mình săn sale với giá đặc biệt. Vì giá này là em cũng chưa bán bao giờ, cho nên là hôm nay em xả hết cho các chị mình săn sale nha. Rồi tiếp đi em ơi, mã nào nữa? Tiếp theo chị ạ. Thì khi mà em đóng hàng cho các chị mình á là em sẽ các bạn nhà em lên đơn á thì các bạn em sẽ lên ngẫu nhiên để cho mình đủ cho mình cái số lượng khăn mình mua nha các chị nha. Nhưng mà cái giá các chị săn sẽ là được một cái giá tốt vì là chưa cái giá này chưa bao sale bao giờ. Đây là các chị nhìn đẹp không? Thì bây giờ nha, em nói lại nha các chị, cái mã khăn của em hiện tại là 2722 đi chị ơi. 2722 kèm số điện thoại giùm em. 2722 kèm số điện thoại giùm em. Thì có nghĩa là cái mã khăn này á, là ví dụ như màu này, mã này thì còn màu này, mã kia thì còn màu khác nha các chị nha, đại loại nó là như vậy. Cho nên là em sẽ sale sâu. Ví dụ như bình thường em bán cho một cái dòng mã khăn mặt như thế này là 99 ngàn được là 5 cái. Đúng quá chị. Thì hôm nay em sẽ bán cho các chị nhà mình là 99 ngàn 7 cái luôn. Cho nó cho nên là các chị mình hỗ trợ mua giùm em. Thì cái nghĩa là khi mà các bạn nhà em chốt đơn, các bạn em lên đơn á thì các bạn em sẽ lên làm sao mà đủ cho các chị mình đủ 7 cái nha các chị nha. Còn mẫu nào nữa em? Dạ. Thì các chị mình cứ chọn màu, ví dụ như có màu này thì các chị mình chọn giúp em, còn có màu các chị đổi sang màu khác nha các chị. Đúng rồi. Đây thì các bạn nhà em sẽ lên một cách ngẫu nhiên cho mình. Đó thì nó nói chung là họa tiết nó khác thôi. Chứ còn về chất lượng và chất liệu thì không có cái gì là khác hết nha các chị nha. Cho nên các chị có xong thì các chị lên đơn đó là mã hàng 2722 kèm số điện thoại 99.007 cái là vì nó lộn xộn rồi cho nên em mới bán rẻ như vậy các chị nha, chứ bình thường là các chị mình mua chỉ được có 99.005 cái là tối đa thôi. Hôm nay là 99.007 cái giùm em. Thì các chị mình có thể mua hai combo để dành xài vì nó rất là đẹp. Dòng khăn là 50% là cô tông organic, 50% sẽ còn lại nó sẽ là sợi tre. Sao mới có 3 mã vậy? Tổng 6 lựa 6 mã thì đưa hết 6 mã lên đây em. Đây nó sẽ đủ cái màu như vậy các chị nha. Cho nên là khi các bạn nhà em chốt đơn á thì các bạn sẽ chốt cho các chị nhà mình miễn làm sao cứ đủ 7 cái nha các chị nha. Đó thì nó là như vậy mà nó tổng số lượng của em là tới 7 mã. À, 7 mã hay 6 mã? 6 mã hàng lận nha các chị nha, 6 mã hàng. Đó thì khi nói chung là về cái chất lượng và cái chất liệu thì như nhau, nó khác nhau mỗi cái họa tiết nha các chị nha. Đó là như vậy thôi. Thì do em còn cứ mỗi mã như vậy nó vài trăm cái, mỗi mã nó vài trăm cái, cho nên em sale sâu cho các chị mình săn luôn là 99.007 cái. Là em vì em bị lộn xộn hết cái này rồi cho nên em mới sale sâu như vậy các chị nha. Chứ bình thường em không bán giá này đâu. Đó nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em. Và các bạn nhà em khi chốt thì các bạn sẽ lấy đủ màu cho các chị nhà mình, miễn sao nó ra được 7 cái là được nha các chị nha. Em ơi cái này nói các chị để cho các bạn lấy cho đủ 7 cái, chứ bây giờ các bạn chọn các chị mà chọn màu này chọn nhiên một kia. Ừ là các bạn còn khó chốt nữa. Em ghi chốt đủ màu ngẫu nhiên. Chốt đủ màu ngẫu nhiên mà được 7 cái là được nha các chị nha. Vì khăn này 50% là cotton organic, 50% còn lại nó sẽ là sợi tre. Nó là dòng xịn, mình xài nó rất là bền nha các nha. Mà điều một cái là nó đủ màu và nó đủ hoa văn họa tiết như thế này nè. Miễn làm sao các bạn nhà em chốt là được 7 cái là được nha các chị nha. Miễn 7 cái các chị hỗ trợ em đi. Vì thật sự luôn em bán 99.000 có 5 cái thôi. Hôm nay các chị mình mua được 99.000 tới 7 cái. Cho nên các chị hỗ trợ em thủy vấn đề này nha. Có nghĩa là các bạn nhà em sẽ lấy ngẫu nhiên màu, miễn sao ra 7 cái cho các chị nhà mình là được nha các chị nha. Đây là nó đủ hoa tiết hoa văn như thế này nè, nhưng mà nó đẹp lắm, nó xuất sắc dữ lắm các chị ơi. Dòng khăn xịn mà các chị mình mua đi, đẹp cực kỳ luôn nha các chị nha. Mặt mang nói chung là lâu nó mềm, mình hút nước dữ dằn luôn, nó hút nước rất là tốt. Nên các chị mình nhanh tay ạ. À, em ơi coi tôi chốt được bao nhiêu chị vậy? Dạ cái này chốt được 555 chị ạ. À, 555 chị mà đã có 200 chị nổ đơn rồi. Rồi nhanh tay giùm em mã này, đó là mã đặt hàng 2722 kèm số điện thoại. Em xem các chị mình 99.000 là 6 cái các chị. À xin lỗi, 99.000 là 7 cái các chị. 99.000 7 cái. Mã đặt hàng là 2722. 99.000 là 7 cái giùm em. 99.000 là 7 cái giùm em các chị nha. Sale giá rất là rẻ như vậy nên các chị có săn thì các chị lên đơn nhanh tay một chút xíu. Đó thì khi các bạn nhà em chốt, các bạn nhà em sẽ lấy cho các chị nhà mình những cái màu ngẫu nhiên và những cái họa tiết hoa văn cũng ngẫu nhiên luôn các chị nha. Vì lý do là nó lẻ hết rồi cho nên em
mới chốt cái giá sale này. Chứ cái chị mình coi like hồi giờ, cái chị mình biết em Thùy không bao giờ bán cái giá mà 99.000 mà 7 cái là không bao giờ có luôn. Dòng này là 50% là cô tông organic, 50% còn lại nó sẽ là sợi tre. Các chị nha, rất là đẹp luôn đó. Các chị mà bán, các chị mình sang sale là 99.000 7 cái, gọi là siêu rẻ. Cho nên là chị nào sang thì lên đơn nhanh tay giúp em dòng khăn mặt nha các chị nha. Dòng khăn này là dòng khăn mặt nha các chị, nó đẹp dữ lắm. 50% là cô tông organic mà, 50% là còn lại là sợi tre. Lâu rất là thích luôn, mềm mại, hút nước tốt. Nhưng mà bán giá chỉ có 99.000 7 cái, 99.000 7 cái. Nên là chị nào sang thì lên đơn nhanh tay giúp em Thùy mã này, đó là mã đặt hàng 2722. 2722 và kèm giúp em một số điện thoại ạ. 2722 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Và bây giờ để em chốt duy nhất được có 50 chị nữa thôi là em qua mã nha. 50 chị nữa thôi là sẽ qua mã đặt hàng 2722, 50 chị cuối cùng. 50 chị cuối cùng qua mã 2722, 99.000 7 cái giùm em. Lần đầu tiên có giá sale này. Đó các chị ơi, vì hôm nay em gom hết những cái hàng lẻ lại, em xả sâu cho các chị mình sang sale. Cho nên là chị nào sang thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 2722. 99.000 7 cái giùm em. 99.000 7 cái là lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên có giá sale này đó. Nên là chị nào sang cái này là giá rất là tốt đó. Nên các chị nhanh tay nha các chị nha. Đẹp lắm. Các chị nhìn nè. Nó xuất sắc luôn các chị ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn nha các chị nha. Mà bán 99.000 7 cái là giá lần đầu em sale xả đó. Các chị mình lên đơn đi. Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Rất là đẹp. Khăn mềm mại lắm. Nói chung là em bán lượng khăn ra thị trường rất là lớn rồi. Khách hàng mua xong là khen dữ lắm. Mua đi mua lại suốt đó các chị. Đó mà các chị mình đang mua hôm nay 99.000 7 cái là giá lần đầu em sale. Vì nó còn lẻ, nó cứ ít ít em dồn lại. Em xả hết cho các chị mình sang sale. Các chị nha, các chị nhìn cái màu thôi, các chị nhìn cái chất lượng thôi là mê liền. Mềm mại, hút nước rất là tốt. Mà 99.000 7 cái hôm bữa giờ không có. 50% là cô tông organic, 50% còn lại là sợi tre các chị nha. Còn bán các chị mình là 99.000 7 cái đó. Các chị nhìn thấy đẹp chưa? Mà có 99.000 đồng 7 cái đó, các chị thấy xuất sắc chưa? Đẹp xuất sắc, nhanh tay giùm em để có đơn ạ. Nhanh tay để sắp hết hàng các chị nha. Nhanh tay đi, em sắp hết hàng rồi ạ. Nhanh tay một chút xíu để có đơn. Đây các chị ơi, màu nè các chị. Đấy, nó như thế này nha. Đẹp chưa? Xuất sắc, hàng này mà các chị mình xài là không muốn xài hàng khác luôn á. Mềm mại, hút nước rất là tốt nha các chị nha. Mà em bán các chị mình là 99.000 được là 7 cái. 99.000 7 cái là giá lần đầu. Lần đầu có giá 99.000 7 cái nha các chị nha. Màu ngẫu nhiên giùm em. Màu ngẫu nhiên giùm em nha các chị nha. 99.000 đồng 7 cái giùm em cho mã này. Đó là mã đặt hàng 2722. 2722 kèm số điện thoại là lên đơn hàng thành công ạ. 2722 kèm số điện thoại các chị nha, nhanh tay đi các chị sắp hết hàng rồi. Cho mã 2722. 2722 cách ra tới số điện thoại giùm em. 99.000 em bán 7 cái nha. Đó, màu em cho các chị xem một lần nữa nè. Đó, như vậy nên là khi các bạn nhà em giao là nó sẽ ngẫu nhiên màu. Đó nên các chị mình thông cảm mình ấy, nhưng mà thật sự lại được mua giá tốt các chị, chứ bình thường em bán không có giá này đâu ạ. Đó, 99.000 7 cái giùm em. 2722 nha chị Mỹ Tiên ơi, sai mã rồi mới lại giúp em. Các chị sai mã là sửa lại để có đơn nha, vì sai mã hàng là không có chốt được các đơn. Các chị ơi, cái này là mua combo 7 cái 14 cái nha các chị nha, chứ không có bán lẻ nha các chị. Đúng rồi, tại vì bán rẻ rồi. 99.000 là 7 cái. Mua 2 combo hoặc là 3 combo nha các chị nha. Cứ 99.000 đồng là 7 cái như vậy nha các chị. Cho mã đặt hàng là 2722 và cách ra tới số điện thoại thì em lên đơn hàng thành công cho mình. Bây giờ chỉ chốt được những chị cuối cùng thôi. Cho nên là chị nào nhanh tay nhất sẽ có đơn cho mã đặt hàng 2722, 99.000 7 cái giùm em. Có chị đặt luôn 28 cái một lần. Rẻ quá chừng nữa các chị nhanh tay để có đơn ạ. Nhanh tay một chút xíu các chị nha. Nhanh tay đi các chị ơi. Rồi em chuẩn bị qua mã nha các chị nha. Cho mã đặt hàng này là 2722 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Và những cái này là những chị cuối cùng ạ. Bây giờ sắp hết rồi, các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng 2722 các chị nha. 99.000 7 cái là giá lần đầu, vì đây nó còn lẻ mỗi thứ một ít, cho nên em dùng là em bán rẻ các chị sang sale. Cho nên là chị nào có sang thì lên đơn nhanh tay giúp em mã đặt hàng 2722 và cách ra cho em xin một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình các chị nha. Đó thì nếu mà chị nào mà chốt được thì vui, không chốt được đừng giận Thùy, vì giờ hiện tại đang nổ đơn dữ quá thì sợ sẽ có nhiều chị không chốt được cái mã này. 2722 kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn. 99.000 7 cái giùm em. Khăn này là 50% là cô tông organic, 50% còn lại nó sẽ là sợi tre dòng xịn các chị nha, nhưng mà bán các chị nhà mình 99.000 7 cái là vì nó còn lẻ, cho nên là mỗi thứ một mỗi mã được một ít như vậy em dồn lại em chốt cho các chị mình giá tốt nha các chị nha. Rồi em thì qua mã tiếp theo. Các chị nha, túi này là một túi giữ nhiệt. Các chị nhanh tay giùm em mã này, đó là mã đặt hàng là 3536. 3536 kèm số điện thoại giùm em, một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái này là để nhằm mục đích là mình dùng khi mình có thể là mình đựng cơm đi làm, hoặc là các chị mình dùng mà đựng sữa cho con gì đó các kiểu nha các chị. Thì nó là gọi là túi giữ nhiệt rất là rộng lớn cho mình đây. Đó các chị mình ơi, em có tổng số lượng đó là 4 cái gam màu đẹp. Xách màu dơ lên cho các chị xem nè em. Màu đầu tiên là gam màu xanh ạ, xanh lá. Màu đỏ, màu đen và gam màu xanh đen các chị nha. Cho mã của em sẽ là 3536 là cái chiếc túi giữ nhiệt nha các chị nha. Đỏ, đen, xanh đen và kem màu xanh lá. Rất là đẹp nha các chị nha. Đây cái túi nè các chị thấy đẹp chưa? Nhưng mà giá em bán là siêu rẻ. Các chị ơi, bây giờ em bán các chị nhà mình nè. À, ví dụ như mình ra thị trường đi, cái này cỡ tầm hơn 100.000 cái đi ha. Em bán các chị mình 99.000 được không ạ?
là rẻ rồi đúng không? Nhưng này hôm nay em sẽ bán một chương trình siêu rẻ nữa, các chị để cho em mã là siêu rẻ 3536. Siêu rẻ 3536 kèm số điện thoại giùm em. Với giá sale của em là 99.000 là các chị đã đặt nhiều lắm rồi nè. Đó. Nhưng mà thùy bán các chị nhà mình là 99.000. Hai cái được không ạ? Là rẻ rồi đúng không? Nhưng mà thôi bán 3 cái cho sốc. Bán 3 cái cho sốc các chị nha, 99.000 3 cái giùm em. Nhanh tay và tốc độ để săn sale và đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em. 99.000 3 cái luôn các chị nha, chọn màu thoải mái. Chọn màu thoải mái các chị nha, xanh lá em có. Gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, gam màu xanh đen và gam màu đen. 99.000 3 cái các chị được chọn màu thoải mái các chị nha. 99.000 3 cái chọn màu thoải mái giùm em. 99.000 3 cái em bán combo. Cứ 99.000 3 cái, 99.000 3 cái các chị nhanh tay để săn sale cái mã này. Các chị mua đi các chị, việc 99.000 đồng tới 3 cái luôn. Mình mua mình xài vì rẻ quá các chị nha. Lên đơn đi các chị ơi, tốc độ lên chứ không là không săn kịp á các chị, vì số lượng em không có nhiều. Cho nên mình lên đơn mình nhanh tay để mình săn cái mã siêu rẻ này của em, đó là mã đặt hàng 3536, và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn. Và em xem các chị mình săn đó là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng là ba cái các chị nha. Màu là các chị mình chọn thoải mái giùm em thôi. Thích chọn màu nào thì chọn, lấy ba cái ba màu cũng được, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua luôn hai combo để dành xài. Vì giá sale rất là rẻ nha các chị nha, chỉ có 99.000 đồng ba cái. Cho nên các chị ơi, nhanh tay lên, tốc độ lên để mình săn sale cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái túi này em gọi là túi giữ nhiệt nha các chị, và bán các chị mình đó là 99.000 đồng ba cái. Đó, giá sale siêu rẻ nên các chị nhanh tay lên để các chị mình săn sale các chị nha, vì có 99.000 đồng ba cái, mua luôn hai combo để dành xài nha các chị, mua tặng cho chị em gái trong gia đình xài các chị ơi. 99.000 ba cái giùm em nha, cho mã này đó là mã đặt hàng 3536. Có nhiều chị đang sai mã hàng ạ. 3536 kèm số điện thoại giùm em để có đơn, và cứ 99.000 đồng em bán các chị mình ba cái. Các chị mình có thể chọn màu thoải mái, ba cái ba màu, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua hai combo để dành xài đi các chị ơi, rất là đẹp luôn. Nhưng em bán rẻ quá nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng này, đó là mã đặt hàng 3536 ạ. 3536 99.000 ba cái giùm em. 99.000 không phải một cái mà 99.000 là ba cái luôn nha các chị nha. 99.000 đồng là ba cái, màu em có là đỏ, xanh đen, xanh lá và gam màu đen. Các chị ơi nhanh tay một chút xíu cho túi giữ nhiệt này, vì giá sale quá là rẻ luôn các chị, có 99.000 tới 3 cái lận, 99.000 đồng được 3 cái các chị nha. Cho nên các chị nhanh tay để các chị săn sale. Có nhiều chị đang đặt hai combo quá chừng luôn, rẻ quá các chị ha, nên là các chị nhanh tay giùm em để mình có đơn. Giá sale của em gọi là siêu rẻ, cho nên là chị nào có đặt thì nhanh tay giúp em thùy mã này, đó là mã đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công. Và đã có 500 chị đã nổ đơn, thùy chốt thêm duy nhất 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn ạ. 100 chị cuối cùng tính từ chị Hà Thu nha, tính từ chị Lệ Thu chứ, tính từ chị Lệ Thu là sẽ ngưng nhận đơn cho mã này, vì đã có 500 chị đã nổ đơn, thùy chốt thêm 100 chị cuối cùng. Chị nào chưa lên đơn nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Còn giá sale đó là 99.000 đồng ba cái cho một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Rồi em thùy mở bên trong cho các chị mình xem một lần nữa nha các chị. Túi giữ nhiệt nha các chị nha. Và giá sale của em là 99.000 ba cái. Cứ 99.000 đồng là ba cái, các chị chọn màu giùm em là thoải mái, muốn chọn màu nào mình chọn. Cứ 99.000 là ba cái giùm em. Lên đơn đi các chị ơi, và bây giờ thùy chốt thêm đó là 50 chị cuối cùng. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng này, đó là mã 3536 các chị nha. Giá sale rất là rẻ. Có 99.000 đồng ba cái luôn, 99.000 đồng ba cái luôn. Nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3536. Cách ra tới số điện thoại giùm em để lên đơn. Dù mình là khách hàng của Sovia rồi nhưng các chị đặt hàng vẫn cho em xin một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại để em lên đơn cho mình. Vì lý do bên em chốt đơn bằng hệ thống phần mềm nên em cần một mã sản phẩm, em cần một số điện thoại. Có rất là nhiều chị đang để là cho chị ba cái sẽ không có đơn, mà hỗ trợ lại giùm thùy đó là mã 3536 cách ra tới số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Các chị nha, một mã sản phẩm và một số điện thoại là các em rất là cần. Cho nên các chị hãy hỗ trợ em, cho em xin một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại nữa nha các chị nha. Và bây giờ đã nhận đủ rồi, nhưng mà em thấy có rất là nhiều chị mới vào và đang hỏi giá, cho nên em thùy thôi chốt thêm 50 chị nữa đi. 50 chị nữa sẽ qua mã các chị nha. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng 3536 ạ. 3536 các chị ơi. Có rất là nhiều chị đang sai mã hàng à, sửa lại giùm em với. Mã của em là mã 3536, em sale các chị nhà mình là 99.000 đồng gồm 3 cái. Túi giữ nhiệt các chị mình được chọn màu thoải mái nha các nha, và cứ 99.000 đồng như vậy là em bán 3 cái nha các chị nha. Rất là rẻ nên các chị mình nhanh tay để mình săn sale cái mã này, đó là mã đặt hàng 3536 giùm em. 3536 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ em chỉ còn có duy nhất đó là 32 chị cuối cùng. 32 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Giá sale của em là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng ba cái. Các chị thấy rẻ mua luôn hai combo để xài, hoặc là mua tặng cho chị em gái đi các chị ơi, vì giá sale rất là rẻ, chỉ có là 99.000 đồng ba cái. Và còn 20 chị cuối cùng, 20 chị cuối cùng nữa là thùy sẽ ngưng nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Các chị nhanh tay để có đơn cho mình ạ. Nhanh tay một chút xíu thôi là các chị sẽ lên đơn hàng thành công liền. Màu em đang cầm đây là xanh lá, màu em có đó là cái gam màu màu xanh đen, gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, và gam màu cuối cùng nó sẽ là gam màu đen các chị nha. Và giá sale của em đó là 99.000 đồng gồm 3 cái túi giữ nhiệt, rất là rẻ. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em một tí xíu, vì còn có 12 chị nữa thôi là em sẽ qua cái mã này nha các nhà. 12 chị cuối cùng, 12 chị cuối cùng em sẽ qua cái mã này. Cho nên các chị có săn thì các chị lên đơn giúp em thùy mã đặt hàng 3536 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Còn bây giờ em chuẩn bị qua mã rồi các chị nha. Và chị nào đang sai mã hàng hay là các chị nào mới vào thì mình nhanh tay mình
comment để mình săn. Các chị ơi, màu các chị chọn thoải mái không sao hết nha. Các chị mình muốn lấy màu nào cũng được, không có ấy bắt buộc đâu. Các chị mình thích màu nào thì các chị cứ đặt đi, rồi nhân viên nhà em chốt đơn. Các chị mình nói ơi chị lấy màu này là các bạn sẽ lên đơn cho các chị thôi. Các chị ơi mua thoải mái. Và ba cái là không có đơn đâu chị Nhung Hồng ơi, phải là 3536 cách ra tới số điện thoại em mới có đơn. Phải có mã sản phẩm thì em mới có đơn cho các chị mình được nha. Vì tất cả các mã hàng của em bán ra đều có mã sản phẩm, cho nên các chị hỗ trợ Thùy một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì em mới có đơn. Và em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. À, các chị ơi. Dạ, mã túi A4 là 2967 ạ. Cái này thì kích thước của em đó là size 36 ạ. Size là size 36, các chị đừng A4 là thoải mái giùm em nha. Cái mã này có mã là 2967 kèm số điện thoại giùm em. Hiện tại là túi A4 là các chị đang có nhu cầu rất là nhiều. Thì hôm nay cái mẫu này là em đúng ra là cái túi này em phải bán với giá thấp nhất của em là 299.000. Còn niêm yết của em đó là 615.000. Em bán thấp nhất là 299.000. Các chị nha, nhưng mà hôm nay đang cái dịp này là dịp 20 tháng 11 mà túi A4 thì các cô xài rất là nhiều. Cho nên hôm nay cái túi này em được sale giá quà tặng nhân dịp 20 tháng 11 các chị nha. Cho nên các chị comment giúp em đó là mã quà tặng 2967 kèm số điện thoại giúp em để em sale một cái giá thật là sâu để cho các chị mình săn cái túi A4 này. Da của em là dòng da này là dòng da dày tới tận 2 ly nên là xài cực kỳ là bền, và size túi là size 36 các chị nha. Đừng A4, đừng hồ sơ giáo án là thoải mái giùm em. Đây em mở bên trong cho các chị mình xem nha. Giá niêm yết là 615.000 một cái nha các chị nha. Các chị comment là quà tặng 2967 kèm số điện thoại giùm em. Bên trong rộng rãi có ngăn phụ đây, các chị có dây khóa kéo. Ở ngoài đây có ngăn cho mình nữa nè các chị ơi. Và da này là da dày tới tận 2 ly và cái túi này nó rất là đẹp, mình nhìn nó sang nữa. Em có gam màu hồng nữa nè các chị, gam màu hồng là rất là đẹp nha các chị nha. Rồi gam màu vạn thảo cầm là gam màu đen, rồi gam màu này là gam màu cổ vịt và gam màu tiếp theo của em đó là gam màu xám. Và giá bán của ngày hôm nay cho chương trình sale này đó là không phải là 299.000 mà các chị săn với giá đặc biệt nha. 249.000 cũng là rẻ, nhưng mà giờ Thùy bán các chị mình 199.000 để là một cái giá quà tặng 199.000 giùm em. Và chị chốt nhanh được 200 chị nên là chị nào săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng quà tặng 2967 ạ. Quà tặng 2967 kèm số điện thoại giùm em. Và giá sale của em là 199.000 dành ra cho 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn ạ. 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn các chị nha. Túi này là túi size 36, đừng A4 giùm em là thoải mái luôn. Đó đẹp lắm mà giá bán chỉ có 199.000, sale giá quà tặng. Cho nên là chị nào nhanh tay thì mình sẽ có đơn cho mã này. Đó là mã đặt hàng của em, là mã đặt hàng 2967 ạ. 2967 kèm số điện thoại giùm em. Chốt nhanh được 200 chị cho nên là chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn các chị nha. Và hiện tại đơn đang nổ rất là nhiều cho cái mã này luôn. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em thì mã này 2967 và kèm cho em xin số điện thoại đi các chị, là mình có đơn nha. Vì hôm nay đang là chương trình sale 20 tháng 11 cho nên em mới sale sâu như vậy đó các chị. Chứ cái túi A4 này nó đẹp lắm, 615.000 một cái lần mà Thùy đang bán các chị mình, không phải là 299 nữa rồi mà là 199.000 để làm quà tặng cho chương trình 20 tháng 11 đó. Các chị mình mua đi các chị, đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà giá sale rất là rẻ và chốt nhanh được 200 chị nhanh tay nhất sẽ có đơn các chị nha. Và các chị mình mua mấy cái cũng được, thoải mái các chị ơi. Thoải mái, các chị hỏi là mua hai cái được không? Thoải mái nha, mình mua mấy cái cũng được, nhưng mà chỉ có 200 chị có đơn. Một chị mình chốt bao nhiêu cái cũng được, nhưng chỉ có 200 chị có đơn. Nên là các chị có săn thì nhanh tay giúp em, và đã có 118 chị đã nổ đơn rồi. Nên là các chị ơi, nhanh tay lên để có đơn cho mình, đó là mã đặt hàng quà tặng 2967. Và em có gam màu, màu này là gam màu xám, các chị sẽ gọi là gam màu ghi á. Bên trong may lót rất là tỉ mỉ và đẹp, và có ngăn phụ, có dây khóa kéo và đặc biệt có dây kèm theo cho mình nữa đây các chị nha. Rồi cái gam màu này gọi là gam màu hồng, trời ơi nó dễ thương lắm luôn các chị ơi. Rồi gam màu xanh cổ vịt và gam màu cuối cùng là gam màu đen. Còn giá bán của em đó là 199.000 cho chương trình sale quà tặng. Cho nên các chị nhanh tay để có đơn, và đã có 150 chị đã nổ đơn rồi. Vậy là còn có 50 chị nữa thôi ạ. 50 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng quà tặng 2967. Em chốt duy nhất đó là 200 chị, cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em nha. Và bây giờ đây em chỉ còn có 40 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng quà tặng 2967. Và giá sale của em đó là 199.000 đồng cho một cái. Em có gam màu hồng, gam màu xám nha các chị nha, và gam màu xanh cổ vịt và gam màu đen. Và giá sale chỉ có là 199.000, còn niêm yết của em đó là 615. Niêm yết là 615, còn giá sale của em đó là 199.000 để làm quà tặng cho chương trình 20 tháng 11. Nếu các chị săn được cái giá gọi là siêu rẻ, cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giùm em Thùy mã này, đó là mã đặt hàng 2967. Và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại nữa để các chị mình sẽ có đơn. Nhưng cái này còn giá sale này em nói là rất là rẻ, cho nên là các chị nào săn thì lên đơn liền giùm em mã quà tặng này. Và bây giờ đây em sẽ chốt duy nhất đó là 30 chị cuối cùng. 30 chị nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã quà tặng 2967 các chị nha. Nhận hàng về các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm em, bảo hành 6 tháng cho các chị mình xài.
dài, rất là đẹp luôn, nhân dịp 20 tháng 11. Cho nên là em sale sâu cái túi này để cho các chị mình săn cho nó dễ dàng các chị nha. Có 199.000 mà thôi. Nên là chị nào có săn thì lên đơn liền giùm em, mã đặt hàng của em là mã đặt hàng 2967. Và cho em xin thêm một số điện thoại nữa để em lên đơn hàng thành công cho mình. Giá sale là siêu rẻ các chị nha, vì chỉ có là 199.000 mà săn một cái túi A4 size 36. Đừng A4 là gọi là thoải mái, đừng hồ sơ giáo án là thoải mái. Các chị ơi, 10 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn ạ. 10 chị nữa em sẽ qua mã 2967 nha, tính từ chị Nguyên Hồ, 10 chị cuối cùng. 10 chị cuối cùng giùm em. Em giới thiệu lại màu nữa là em qua nè. Màu này là gam màu xám, các chị gọi là gam màu ghi. Màu này cho em đó là gam màu hồng. Gam màu tiếp theo đó là cái gam màu xanh cổ Việt, và gam màu tiếp theo đó là cái gam màu đen. Còn giá bán của em đó là 199.000. Niêm yết của em đó là 615, nhưng mà giá bán của em hôm nay chỉ có là 199.000 để các chị mình săn sale một cái giá gọi là giá quà tặng. Cho nên các chị mình nhanh tay nhất để mình săn sale cái mã này các chị nha, rẻ rất là rẻ luôn. Ôi có rất là nhiều chị đang mã hàng sửa lại giùm em với. Thiếu số điện thoại quá chừng luôn hả em? Dạ khách hàng mới nhiều nhưng mà thiếu số điện thoại, không để lại số điện thoại. Các chị ơi, các chị mình vào đặt hàng á, cho em một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại mới có đơn nha. Vì đang có rất là nhiều chị đang thiếu mã sản phẩm, được có nhiều chị lại thiếu số điện thoại thì em sẽ không có đơn cho mình được. Cho nên là mình hỗ trợ giùm em một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì em mới có thể có đơn cho các chị nhà mình được, vì lý do Sophia chốt đơn bằng hệ thống phần mềm nên em cần một cái mã sản phẩm cũng như là một số điện thoại thì mới ghi nhận được đơn hàng. Cho nên là các chị mình đặt hàng thì hỗ trợ giùm em Thùy là một mã sản phẩm và một số điện thoại các chị nha, thì mới có đơn được nha các chị. Chứ bây giờ mình cứ thiếu như vậy thì em sẽ không có đơn. Nên là các chị mình coi like cũng cực đúng không các chị, và em like cũng nói rất là nhiều mà không chốt được đơn thì cũng rất là tiếc đó. Nên là các chị mình hỗ trợ giùm em là một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại. Em nói lại nha, ví dụ như chị Nguyên Hoàng là sai mã rồi đó chị ơi, mã của em là mã 2967, cách ra tới số điện thoại giùm em thì em lên đơn và giá niêm yết là 615, còn em sale các chị mình đó là 199. Màu em đang cầm trên tay đây là gam màu xám, còn gam màu này cho em đó là cái gam màu hồng, và gam màu tiếp theo của em đó là cái gam màu xanh cổ Việt, và gam màu cuối cùng của em nó sẽ là gam màu đen. Rồi em thì xin qua mã tiếp theo ạ. Thôi các chị ơi, có giải thất lương mẫu mới cho các chị sang sale. Trời, hôm bữa giờ các chị biết không, không có hàng mà bán luôn. Các chị hỏi liên tiếp mà không có hàng để bán, hôm nay mới có hàng nè các chị. Mã 3546 đi em. Mã là 3546, hai gam màu nâu và đen các chị nha. Dây này rất rất là đẹp luôn. Dây là dây xịn nha các chị nha, hai mặt đều là da bò nè các chị thấy không? Hai mặt đều là da. Ở mà hôm bữa giờ khan hiếm quá chừng luôn, không có hàng để mà bán. Lên mẫu nào cháy mẫu đó các chị, vì đang dịp cuối năm là mọi người đang có cái nhu cầu mà thay dây thắt lưng rất là nhiều, và nó trùng vô cái dịp 20 tháng 11 nữa nên là các chị cũng mua rất là nhiều. Thì bây giờ em cũng sale rẻ cái dây này cho các chị nhà mình săn sale, vì hôm bữa giờ do nó sự khan hiếm nha các chị nha. Rồi cái này là 515.000 một dây. Hôm nay lần đầu tiên đặc biệt có giá hấp dẫn nhất cho các chị nhà mình. Giá này chưa một lần có. Hôm nay lần đầu tiên để tặng nên các chị mình nhanh tay giùm em. Và trong một ca like em sẽ có một cái mã sale không lời. Hôm nay em chọn vô cái mã này luôn. Các chị săn đó là mã không lời 3546. Nhưng rất tiếc em chỉ chốt được có 100 chị có đơn. Với các chị nhà, vì cái giá sale em chuẩn bị đưa ra nó gọi là sale sâu khủng khiếp. Cho nên em chốt được 100 chị. Thì chị nào săn thì lên đơn giúp em mã không lời 3546. Em có cái hộp đây. Các chị mình mua làm quà được luôn nha các chị nha. Rất là đẹp. Các chị mình mua cho ông xã ăn dây, mua cho ba cho bố nhà mình, hoặc là các chị mình mua nếu như ở Hồ Chí Minh thì các chị mình mua chắc ngày mai cũng có thể nhận được nha các chị nha. Rồi nhanh tay giùm em mã đặt hàng 3546 kèm số điện thoại giùm em, và giá sale không có lời và chốt nhanh đó là 100 chị. Chị nào nhanh tay nhất có đơn, cái dây này em bán cho các chị nhà mình là 250 vẫn còn rẻ đúng không các chị, vì nó là dòng dây da bò hai mặt da. Các chị ra thị trường thì không bao giờ có những cái giá sale như vậy, vì cái dòng này dòng xịn phải là 500-600, nhưng mà giờ Thùy bán các chị nhà mình chỉ có giá đó là 199.000. Các chị thấy siêu rẻ chưa? Nhưng em miễn ship cho 100 chị, nên là chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn cho mã không lời này. Đó là mã đặt hàng 3546, các chị nhà 199.000 đồng. Các chị đã thấy là siêu rẻ chưa ạ? Nhưng mà em lại miễn ship, đó là các chị nhanh tay. Cho nên em đã nói rồi, trong một ca like em Thùy chỉ có một cái mã sale không có lời thôi. Thì hôm nay nó rơi vô cái mẫu này. Em vì lý do tại sao rơi vô mẫu này? Vì hôm bữa giờ em không có hàng để bán, các chị mình liên tiếp hỏi em nhưng em không có hàng. Thì hôm nay em có hàng thì em sale sâu, em tặng các chị mình luôn. Đó là 199.000 và miễn ship cho 100 chị nhanh tay nhất. Đó nên là chị nào nhanh tay nhất thì mình sẽ có đơn các chị nha. Màu em đang cầm trên tay đây là một cái gam màu nâu và một cái gam màu đen, hai gam màu chuẩn nhất trong dòng dây thắt lưng và hai gam màu bán chạy nhất cho các chị. Da là da bò hai mặt, mặt ngoài cũng da, mặt trong cũng là da, mà bán giá 199.000 mà miễn ship là một cái điều gọi là tuyệt vời. Đã có 55 chị đã nổ đơn rồi các chị ơi, còn 45 giây cuối cùng, 45 chị cuối cùng ạ, 45 chị cuối cùng nữa thôi là không còn nhận đơn với cái giá sale không lời 3546. Dây là dây da bò hai mặt đều là da các chị nha,
Còn đầu là đầu đẹp cho mình, là đầu rất là chắc chắn và chất lượng, là đầu đầu xịn nè. Đó mà em bán cái chị mình có 199.000 thôi, còn em miễn ship cho các chị mình. Nên là các chị nhanh tay nhất để các chị săn sale. Và bây giờ đây em chỉ còn có duy nhất đó là 30 giây cuối cùng. 30 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn cho mã không lời 3546 ạ. Dạ, 30 chị cuối cùng. Nhanh tay đi các chị ơi, chứ không là không săn kịp vì cái giá sale nó sâu quá, cho nên là các chị đang nổ đơn rất là nhiều cho cái dòng này. Đó là chị nào có săn thì lên đơn giúp em. 12 giây cuối cùng nha các chị nha. 12 giây cuối cùng là sẽ qua mã. Dạ, màu đây là màu nâu nè các chị, màu này là màu nâu và gam màu này cho em đó là cái gam màu đen. Còn cái giá bán của em đó là 199.000 đồng, còn em miễn phí ship, cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em. Và em còn có 8 giây nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng không lời 3546 ạ. 8 giây cuối cùng, 8 giây nữa thôi các chị ơi là sẽ kết thúc nhận đơn luôn các chị. Nhận hàng về cứ kiểm tra rồi mới trả tiền. Ôi có nhiều chị đang sai mã hàng nhiều quá nha. Cái chị mới vào bây giờ hỏi mã sản phẩm đó chị ơi, cái mã của em đó là mã đặt hàng là 3546, còn em sale cái chị mình là một cái giá sale không có lời đó là 199.000 và em miễn phí ship. Có rất là nhiều chị đang mới vào và hỏi giá, hỏi mã rất là nhiều, nhưng mà em đã chốt đủ 100 rồi. Nhưng mà bây giờ các chị mình mới vào đông quá như vậy thì em sẽ chốt thêm 20 giây nữa đi em ơi. 20 dạ. giây nữa được không? Được chị, 20 giây. Các chị đang có nhu cầu gì? Thôi 50 giây cho thoải mái. 50 giây nữa đi cho thoải mái nha các chị nha. Với tính từ chị Tiên Nguyễn đi, 50 giây cuối cùng. 50 giây cuối cùng cho mã đặt hàng này đó là mã đặt hàng 3546 giùm em. 50 giây cuối cùng. Màu em đang cầm đây là gam màu nâu và gam màu đen, hai gam màu đẹp nha các chị. Đầu khóa rất là cao cấp luôn. Dây là dây da bò, chiều dài của dây này là 1m1, còn bản là bản 3.5, cho nên tất cả các anh mình là quần nào cũng sẽ dùng vừa cái dây này. Nhưng giá bán của em là 199.000 và em miễn ship là em đang gọi là sale giá quà tặng á. Cho nên là mình nhanh tay lên để mình săn sale vì cái giá này không có lời. Các chị nha, nhanh tay lên giùm em để mình có đơn. Và bây giờ chị còn có duy nhất đó là 30 chị nữa thôi. 30 chị nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho mã này là mã không lời 3546 nha, cái nhà mã là 3546 và kèm giúp em một số điện thoại là em lên đơn chỉ có 199.000 thôi rồi em miễn ship cho mình. Cho nên các chị nhanh tay. Dạ chị Thúy Lê ơi, 199 làm giá sale, còn chị để cái mã là 3546 mới có đơn chị nha. Các chị đặt hàng bên em á là phải mã sản phẩm và số điện thoại thì mới có đơn. Và bây giờ em chốt được 20 chị cuối cùng là qua mã tiếp theo ạ. 20 chị nữa thôi là không còn nhận đơn với cái giá sale mà 199.000 mà miễn ship nha các chị nha. 515.000 một giây. Giây này rất là xịn, dây đẹp lắm, mà em bán giá này là em làm quà tặng các chị mình thôi. Em có hộp đây, các chị mình có thể là mua để làm quà được nha các chị nha. Còn cái giá sale này gọi là giá sale siêu siêu rẻ rồi, cho nên là mình có nhanh tay thì mình sẽ có đơn. Và bây giờ em chốt đúng duy nhất đó là 10 chị cuối cùng. 10 chị cuối cùng là kết thúc nhận đơn, tính tới chị Thanh Dung nha. 10 chị cuối cùng là sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã không lời 3546 này và 199.000 và miễn phí ship. Cho nên là các chị có săn thì các chị nhanh tay giúp em với, nhanh tay các chị nha. Và bây giờ còn 5 chị nữa thôi ạ. 5 chị nữa qua mã tiếp theo các chị nha. 5 chị cuối cùng qua mã tiếp theo cho bạn đặt hàng không lời 3546 kèm số điện thoại giùm em ạ. Em sẽ lên đơn hàng thành công cho tất cả các chị nhà mình săn sale các chị nha. Đừng gõ nữa, để cho mấy đứa khác gõ đi. Cái áo của em đi, cái áo em hơn nói từ nãy giống giờ rồi, để lên cái áo của em trước nha các chị. 29, rồi cho chị cái mã đi em ơi. 2959 à. 2959 chỗ có cái màu xanh xám nè các chị, có cái gam màu kem, rồi gam màu bò Thùy đang mặc đây. Cái mã đặt hàng của em đó là mã 2959 kèm số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho các chị nhà mình. Các chị ơi, thì cứ một ca like như vậy á là em sẽ có một cái mã gọi là sale giá, gọi là giá tri ân á, thì theo các chị mình nên chọn mẫu này không? Cái này nó đẹp quá chừng luôn, hay là mình chọn mẫu này để mình tri ân đi các chị ha. Vì bolo là cứ dạo cái từ tháng này trở đi là các chị là gọi là tìm bolo dữ lắm, gọi là mua để mà mặc Tết, rồi mua để mà thay đổi áo cho gia đình đó các chị. Cho nên là em cái dạo gần đây là cái mùa này là bolo em bán rất là chạy hàng, cho nên hôm nay em chọn cái mẫu này để tri ân các chị nha mình nha. Một ca like em sẽ có một mã tri ân khách hàng, vậy mình chọn mẫu này luôn nha các chị. Các chị đồng ý thì các chị thả tim cực kỳ là nhiều giùm em để em biết là các chị mình đang đồng ý, thì em sẽ lên giá siêu sâu cái mã này cho các chị mình săn sale giá gọi là siêu hấp dẫn nha các chị nha. Trời ơi nó đẹp như thế này nè các chị, dòng này là dòng xịn nha, cái bo này là bo nhập, bolo cá sấu Thái, mẫu này là mẫu cao cấp nha các chị, rất là đẹp luôn, may kỹ từng đường kim mũi chỉ, may rất là đẹp cho các chị nhà mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà các chị đã đồng ý rồi thì em sẽ sale tri ân cái mã này luôn. Các chị lên giùm em là mã tri ân 2959 kèm số điện thoại cho các chị nổ đơn quá chừng rồi. Tri ân 2959 kèm số điện thoại giùm em. Áo polo này rất là đẹp, dòng xịn, dòng cao cấp luôn, mặc là rất là thích. Nhưng mà hôm nay Thùy đã tri ân thì sẽ được là một cái giá rất là tốt. Cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em nhận hàng về kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đối với nam em đủ size 100kg đổ về, còn chị em mình là 70kg đổ về sẽ có size. Thay vì cái áo này các chị mình ra thị trường mình mua là từ 300.000 một cái trở lên cho cái dòng polo mà đẹp như thế này và bo xịn như thế này các chị nha. Thì các chị mình biết nè, các chị mình thấy may cổ may đồ rất là đẹp mà nhìn nó cao cấp á các chị. Mà hôm nay
nay các chị mình mua ở Sofia, bình thường các chị mình mua ở đâu em không biết, nhưng mà em bảo đảm rằng là sẽ từ là 300.000 hoặc 250 trở lên, chứ không bao giờ dưới cái con số đó. Thì Sofia bán cho các chị nhà mình là 199.000 đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay em tri ân cho nên em sale các chị mình mua giá đầm sâu, nên là chị nội săn cái áo polo dòng xịn này. Thì các chị nhanh tay may kỹ từng được kim mũi chỉ, may không chê vào đâu được. Nhưng hôm nay em chỉ bán cho các chị nhà mình một cái giá rất là rẻ, đó là 125.000 một cái, nhưng đi đơn giùm em là từ 3 cái và em miễn ship cho các chị mình săn sale. 125.000 đi đơn từ 3 cái và miễn ship các chị nha. Nên là các chị nhanh tay để có đơn cho mã này, đó là mã đặt hàng 2959, 2959 kèm số điện thoại giùm em. Chỉ có 125.000 một cái thôi và đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn áo này thì nhanh tay giúp em, mã đặt hàng của em là mã 2959 kèm số điện thoại. Dạ, các anh nam 100kg đổ về sẽ có size, còn chị em nhà mình thì 70kg sẽ đổ về sẽ có size các chị nha. Mẫu này rất là đẹp luôn, bo là bo xịn nè các chị, đẹp xuất sắc luôn, bo rất là đẹp cho mình. Đó, dòng polo có 6 thái mà bán giá chỉ có 125.000, đi đơn giùm em từ 3 cái và miễn ship nha các chị nha. Cho nên là chị nào săn cái mã này thì nhanh tay giúp em cho mã đặt hàng 2959, cách ra tới số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công. Đơn nổ quá chừng luôn các chị ơi, và cái giá tri ân này sẽ chốt nhanh cho 300 chị nhanh tay giúp có đơn. Thì đã có là 100 chị đã nổ đơn rồi, vậy là 200 chị cuối cùng. 200 chị nữa thôi là em sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã tri ân 2959 nha các chị. Giá sale rất là rẻ, màu kem có, màu xanh xám có, rồi gam màu thì đang mặc là gam màu bò. Nói chung ba cái gam màu này đẹp xuất sắc các chị, ba gam màu chuẩn luôn. Mà trong polo là ba gam màu này là ba gam màu bán chạy hàng nhất. Đó thì hôm nay làm được cái, cho cái áo xịn này cho các chị nha, đẹp lắm. Cái cổ nè, may có chân chim nè các chị ơi, may có chân cổ cho các chị mình luôn nè, may có chân cổ cho các chị mình luôn nè. Nên là khi các chị mình mặc cái áo nó đứng lên nó rất là đẹp cho mình nha các chị nha. Nhưng giá bán này là giá siêu rẻ, cho nên các chị nhanh tay để có đơn cho bà đặt hàng của em. 2959 cách ra tới số điện thoại thì em lên đơn hàng thành công. Em sale cho các chị nhà mình săn chỉ có 125.000 một áo, đi đơn từ 3 áo, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship nha các chị nha. Các chị thấy rẻ thì có thể mua 4-5 áo để dành mặc. Dạ chị Nguyễn Diễm Ly ơi, sai mã rồi chị, mã của em là mã 2959 chị nha, mã của em là mã 2959, còn em bán đó là 125.000 và em đi đơn từ 3 cái và em miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em. Dòng này là dòng may có chân cổ, may rất là kỹ lưỡng cho mình, may rất là đẹp nha các chị nha. Cái dòng này dòng cao cấp, dòng xịn, chất liệu là polo có số thái, mặc rất là lâu cũ áo nha các chị nha. Chất liệu này là giặt là mặc không ủi không là gì hết, mặc rất là đẹp cho mình. Nhưng mà giá bán của em chỉ có 125.000 một áo, trong khi các chị ra thị trường tầm phải là 250-300.000 trở lên. Đó mà em bán cho các chị mình chỉ có 125.000 và đi đơn từ 3 áo, và chị nào mình mua 3 áo đi đơn từ 3 áo và em miễn ship nha. Cứ đi đơn từ 3 áo và em miễn ship luôn. Cho nên là chị nào đặt thì nhanh tay giúp em, và em chỉ còn có duy nhất đó là 100 chị cuối cùng. 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 2959 ạ. 100 chị nữa thôi là em thì sẽ kết thúc nhận đơn các chị nha. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em, chỉ có 125.000, đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship cho mẫu này. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay, áo rất là đẹp các chị ơi, mà giá sale rẻ quá. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn nhanh tay một chút xíu các chị nha, để mình có đơn hàng thành công cho mình. Giá sale gọi là siêu rẻ luôn, vì một cái dòng polo có sáu thái mà bo là bo nhập, bo xịn như thế này nè các chị, bo rất là đẹp. May áo là có chân cổ cho mình luôn, để mình mặc nhìn cái áo nó đứng form nó đẹp, mà nó cao cấp nữa, mà giá bán chỉ có là 125.000 một cái là gọi là rất là rẻ rồi. Nhưng mà chị nào mình nhưng mà em lại miễn ship luôn thì là siêu rẻ, nên các chị nhanh tay để có đơn ạ. Đi đơn từ 3 cái các chị nha, vì cái giá sale em quá rẻ cho nên em là đi đơn từ 3 cái. Một cái hai cái em không có đi đơn được, một cái hai cái là nó sẽ lỗ. Cho nên các chị thông cảm, mua giùm em Thùy từ 3 cái trở lên nha các chị nha. Giá sale gọi là rất là rẻ đó, nên các chị đặt đi các chị. Polo có số thái, may kỹ lưỡng cho mình nè. Các chị thấy không, may cao cấp, may rất là đẹp cho mình, để khi các anh mặc á, ví dụ như đóng thùng cũng đẹp, hoặc là thả ra thì cũng đẹp luôn nha các chị nha. Rất là đẹp nè, các chị nhìn form dáng của nam nè, xuất sắc chưa? Đó, nhìn cái áo nó rất là đẹp như vậy, nhưng mà giá bán chỉ có là 125.000, đi đơn từ 3 cái, và đặc biệt hơn đó là em miễn phí ship. Và bây giờ đây em chỉ còn chốt được duy nhất đó là 30 chị cuối cùng. 30 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho bà đặt hàng 2959 ạ. 30 chị nữa thôi. Dạ 30 chị nữa thôi là em sẽ kết thúc nhận đơn. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì lên đơn giúp em nha. Bo là bo xịn là các chị, rất là đẹp. Đó, và may có chân cổ cho mình, để cho các chị mình mặc nó đứng cái áo nó đẹp nha các chị nha. Và form nam riêng, form nữ riêng. Các anh nam 100kg đổ về các anh nhà mình sẽ có size, còn chị em nhà mình cứ 70kg đổ về là em có size cho mình. Dòng này là dòng đủ size, đủ số, đủ size hết. Mẫu mới cho nên đang còn đủ size. Cho nên là chị nào đặt trong cái color này thì đang còn là đủ size các chị nha. Và bây giờ chỉ còn có 12 chị cuối cùng. 12 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 2959 ạ. 12 chị nữa thôi em sẽ kết thúc nhận đơn. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em nha. 10 chị cuối cùng ạ. Dạ các chị ơi, mã là 2959 chị Lê Trung ơi, thiếu mã là không có đơn á chị. 2959 cách ra
và chị Châu Trần sai mã chị ơi, 2959 giùm em ạ. Mã của em là mã 2959 các chị nha. Em sale chỉ có 125.000 một áo, đi đơn từ 3 áo. Và đặc biệt đó là em miễn phí ship, cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em. Và bây giờ em chỉ còn 5 chị cuối cùng là em sẽ ngưng nhận đơn. Dạ chị Ngọc Lan sai mã hàng 2959 chị Ngọc Lan ơi, sửa lại để có đơn chị nha. Các chị đặt hàng mà thiếu mã sản phẩm, thiếu số điện thoại là không có đơn đâu ạ. Bên em chốt đơn bằng một mã sản phẩm và một số điện thoại nữa, các chị hỗ trợ giùm em mã sản phẩm và số điện thoại để có đơn nha. Các chị nha, sai một cái, thiếu một cái là nó không có đơn, nên hỗ trợ giùm Thùy là mã sản phẩm đi kèm số điện thoại để có đơn các chị nha. Rồi bây giờ đây em chuẩn bị qua mã hàng, cho nên là chị nào chưa có lên đơn, mình mới vào coi live mình thấy rẻ quá mình lên đơn luôn các chị nha. Vì có 125.000 một áo mua luôn có 6 tháng như thế này, và chị nào mình mua là em miễn ship luôn và đi đơn từ 3 cái và đủ size. Các chị mình có thể kết hợp giữa nam và nữ cũng được, miễn làm sao các chị mình cứ mua giùm em là 3 cái là các chị mình sẽ được miễn phí ship nha các chị nha. Và giá sale là 125.000. Giá sale là 125.000 các chị nha, rất là rẻ. Rồi em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. Ôi mà bây giờ nó còn có mấy trăm đôi à, 300 đôi hay sao á. Rồi chị nào săn cái đôi này thì lên đơn giúp em nha. Dạ rồi, mã sản phẩm 3073 ạ. 3073 kèm số điện thoại. Đôi này các chị mình đi là siêu nhẹ và siêu êm. Đôi này mang cực kỳ là thích luôn. Em là em lấy em mang nè các chị, đôi này rất là thích nha các chị nha. Chị nào săn thì lên đơn giúp em mã là siêu nhẹ 3073. Chiều cao 5 phân nha các chị nha. Đôi này là siêu nhẹ 3073. Hôm nay em sẽ siêu sâu em tặng các chị mình đôi này, vì lý do là em bây giờ chỉ còn có duy nhất đó là 328 đôi cuối cùng, cho nên là siêu sâu các chị mình săn 825.000. Và giá đang sale là 349.000 đúng không Mỹ Linh? Dạ đúng đó chị. Bây giờ còn ít quá sale sâu. Sale giá này em nói là em chưa bán bao giờ nha. Giá này chưa một lần Thùy bán, hôm nay là lần đầu tiên em sale. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng siêu nhẹ 3073. Siêu nhẹ 3073. Em có gam màu xám, gam màu xanh và gam màu này là em Thùy đang mặc đây, mang đây là gam màu đen đúng không em? Dạ màu đen ạ. Gọi là đen đúng không? Rồi các chị đặt thì các chị cho em mã đặt hàng, đó là mã siêu nhẹ 3073 này. À, đúng ra là em bán là 349.000, nhưng mà trong ca live này các chị sẽ săn được bộ giá siêu rẻ. Chỉ có là 200, không phải 99 mà là 279. 279.000, và nó còn ít quá nên là Thùy miễn ship luôn cho các chị mình săn sale cho thoải mái các chị nha. 279.000 và miễn phí ship, cho nên là chị nào có săn đôi này thì nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3073 các chị nha. 3073 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Em có size cho các chị nhà mình là từ size 35 cho đến là size 40 đúng không em? Size từ 35 đến là size 40. Đôi này rất là xuất sắc nha các chị nha, mang nhẹ hều, mang êm, mang sướng chân dữ lắm. Các chị mình mang cái đôi này chiều cao tuy là 5 phân mà các chị chạy còn được nữa nha các chị nha, rất là đẹp mà rẻ nữa, nên là chị nào có săn đôi này thì cho em mã đặt hàng là siêu nhẹ 3073. Em ơi cho các chị xem nổ đơn đi, quá chừng các chị đang đặt cái mã này luôn á các chị. Giá sale rẻ quá nên các chị nhanh tay một chút xíu để săn sale. Màu xanh em có, màu xám em có, và gam màu này là gam màu đen. Các chị đặt đi, cuối năm rồi cái nhu cầu này rất là cao. Đôi lúc các chị mình biết tại sao mấy ngày hôm nay không? Lên mẫu nào cháy màu đó, lên mẫu nào cháy màu đó, vì nó đang vô mùa rồi các chị, vô mùa mua sắm rồi. Nên là khách hàng nhu cầu rất là cao, cho nên là Thùy lên mẫu nào là cháy màu đó, cho nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em nha. 3073 là cái đôi siêu nhẹ, em đủ size từ 35 cho đến là size 40, và hiện tại em còn chỉ có 328 đôi mà thôi. Đó nên là các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em nha. Đôi này em sản xuất tới 2.000 đôi mà bây giờ em còn chỉ duy nhất đó là 328 đôi, là các chị mình biết là bán rất là đỉnh. Đôi này nhẹ và đi sướng lắm. Em này em cũng lấy về em mang, em rất là thích đôi này vì nó tôn cho mình được năm phân chiều cao, mà đi nó nhẹ hều và nó sướng lắm các chị. Mà đôi này chất liệu cao cấp nữa chứ, dòng dịch kim xịn nè, là các chị mình thấy không, rất là đẹp luôn, mà mang nhẹ lắm. Còn cái mút bên trong này các chị mình cũng thể tháo ra giặt chà thoải mái giùm em, tháo ra giặt chà thoải mái giùm em nha các chị nha, rất là đẹp mà rẻ nữa. Nên các chị nhanh tay lên để mình săn sale cái mã này. Và cái mã này đi nó rất là nhẹ, và cái đôi này nó chỉ tầm cỡ khoảng là 300 gram trên một đôi giày, chỉ tầm đó thôi nha các chị nha, rất là nhẹ. Đó các chị mình mua đi dòng Eva này, chà rửa là thoải mái giùm em nha. Cái này cái gì chà thoải mái, xà phòng xà đồ chà thoải mái mà đẹp cực kỳ, mà giá bán rẻ quá. Nếu các chị có săn thì các chị lên đơn 279.000 miễn ship, là giá lần đầu tiên em sale. Có nghĩa là đôi này chưa bao giờ được bán cái giá này. Hôm nay là lần đầu tiên. Cho nên là nếu mà có chị nào đó mua cái giá khác thì cũng thông cảm giùm Thùy, vì này nó còn ít rồi. Cho nên em xả luôn cho nó hết nha các chị nha. Nếu các chị có săn thì các chị nhanh tay giúp em mã này, đó là mã siêu nhẹ 3073 chị có nhiều chị Lương Nguyễn ơi, sai mã hàng rồi chị, mã là 3073. Chị Phương Sinh ơi, sai dạ. Mã rồi chị ơi, các chị mình, sai mã nhiều quá nha. Các chị mình hỏi màu trắng, cái màu này là màu trắng phối đen nha các chị nha. Đây trắng phối đen, nhìn vô thì thấy sẽ là trắng phối được có ít đen ở phía dưới này thôi. Và các chị còn màu này là gam màu xám, còn gam màu này chị em là gam màu xanh. Còn giá bán của em là 279.000 mà miễn ship, là lần đầu tiên nha các chị. Chưa bao giờ mà cái đôi này mà được sale giá sâu như vậy là chưa có. Hôm nay em ít nên em mới sale sâu, nên các chị nào có săn thì mình lên đơn mình nhanh tay một chút xíu để mình có đơn nha các
chị nha. Cho mã của em đó là mã đặt hàng là 3073 và cách ra tới số điện thoại là em lên đơn hàng thành công cho mình. Bây giờ chỉ còn có 50 đôi nữa thôi để em sẽ hết hàng. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì lên đơn giúp em nha. 50 đôi cuối cùng ạ. 50 đôi cuối cùng cho mã đặt hàng 3073. Dạ, tính từ chị Lương Nguyễn á là em còn 50 đôi nữa. Cho nên là chị nào có đặt thì lên đơn nhanh tay. Dạ, đôi này thì không có size 41 nha các chị. Đôi này em chỉ đi size từ 35 cho đến là size 40 thôi. Đủ size nhưng mà từ 35 đến 40 thôi. Giày này rất là đẹp, mang nó nhẹ và nó êm cực kỳ luôn các chị ơi, mang sướng lắm. Các chị mình mang ví dụ như là các chị mình có đi nhiều đứng nhiều. Ví dụ như hôm đó các chị mình có một cái sự kiện gì đó mình đi từ sáng đến chiều mình mới về thì các chị mình mua đôi này là tuyệt vời. Hoặc là các chị có đi chơi đi du lịch là cái đôi này là tuyệt vời các chị nha, và nó tôn lên được 5 dáng chiều, 5 phân chiều cao, mang rất là sướng và thoải mái cho mình. Nhưng mà giá sale thì gọi là siêu rẻ và còn có 22 đôi nữa thôi. 22 đôi nữa thôi em sẽ hết hàng. Chị Linh Huỳnh ơi, chị sai mã rồi chị ơi, 3073 chị nha, sửa lại để có đơn. Các chị ơi đặt hàng cho em xin một mã sản phẩm và một số điện thoại nhưng mà mã đúng số đúng á thì mới có đơn được, các chị sai là nó không có đơn. Nên hỗ trợ em Thùy nha, còn có 20 đôi nữa thôi là em hết hàng luôn ạ. Cho mã đặt hàng này đó là mã đặt hàng 3073, đôi này rất là xuất sắc. Chị Lưu Thân Trần ơi, chị sai mã hàng rồi sửa lại chị ơi. 3073 giùm em ạ. 3073 các chị ơi, có nhiều chị đang sai mã dữ lắm, sửa lại giùm em chứ không là nó không có đơn các chị nha. Rồi 10 đôi cuối cùng. 10 đôi cuối cùng nữa là em qua mã. Đây em cho các chị mình xem cái đôi mà em đang mang trên chân nè. Đó, nó nhẹ hều và các chị mang sướng dữ lắm. Mà giá bán chỉ có là 279.000 là gọi là siêu rẻ, niêm yết tới tổng 825.000 lượng. Bây giờ Thùy bán các chị mình có 279 thôi. Rồi em miễn ship luôn là các chị mình biết cái gọi là siêu siêu rẻ luôn á. Chứ bình thường không có bán giá này các chị nha, bây giờ nó ít rồi. Em mới sale cái giá này rồi còn có 5 đôi nữa thôi. 5 đôi nữa em sẽ qua mã. Chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng 3073, 5 đôi cuối cùng. 5 đôi nữa các chị nha là qua mã hàng. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi, mang nó nhẹ sướng lắm. Mà giá bán chỉ có là 279.000 còn em miễn ship luôn. Các chị nhanh tay để có đơn và em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. Dạ chị ơi, cái này còn được 5 em sâu các chị sang luôn. Dạ rồi, mã của em nó là 3764 ạ. Cái này em còn được là 80 đôi lẻ size nè các chị. 3764 chị ơi, 80 đôi cuối cùng ạ. Rồi chị nào săn thì em sale sâu các chị mình săn đôi này luôn nha. Đôi này rất là dễ thương. Đôi này là 455.000 một đôi. Đôi này là siêu êm. Các chị nào mình đi dép không có đôi nào qua đôi này nha. Không có đôi nào mà êm qua đôi này. Các chị nha, mang êm mà dễ chà rửa, dễ vệ sinh, cực kỳ luôn. Thì em bán là 179.000 đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ còn ít quá em sale các chị mình sale sâu các chị mình săn nha. Vì nó lẻ size nè. Sale giá đậm sâu các chị mình săn nè. 149.000. 3764. Dạ, 149.000 chị nào hai đôi miễn ship luôn cho các chị săn cho vui. Một đôi là 149.000 chị nào hai đôi em miễn ship nha các chị nha. Cho mã đặt hàng 3764. Một đôi là 149, còn chị nào mình săn hai đôi thì em miễn ship. Em đặt sai luôn. Ưu tiên đặt giùm em cái gam màu vàng và gam màu bò thì sẽ đơn thành công cao hơn nha các chị nha. Dạ rồi, màu kem và gam màu bò là từ 35 đến 38 ạ. Ừ. Màu đen hiện tại là em còn có 2 size thôi, 36, 37, chủ yếu là màu vàng đủ size từ 35 đến 39 ạ. Dạ, và giá sale của em là 149.000. Còn chị nào mua 2 đôi thì em miễn ship nha các chị nha. Cho mã đặt hàng là mã 3764. 3764 đi các chị, kèm số điện thoại để em lên đơn. Đôi này êm lắm, không có đôi nào mà qua cái đôi này vì cái độ êm. Êm chân và rất là dễ đi nha các chị nha, nhưng mà giá sale rẻ. Đó nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em Thùy mã đặt hàng 3764 và cắt ra cho em xin một số điện thoại nữa để em lên đơn hàng thành công cho mình. Giá sale này siêu rẻ nên các chị nhanh tay để có đơn ạ. Dạ 3764 các chị nha, màu đen, màu kem, màu vàng và gam màu bò. Dung ơi, Thảo ơi, Linh đọc sai một lần nữa. Dạ em đọc lại sai ạ. Màu vàng là từ 35 đến 39, màu kem, màu bò là từ 35 đến 38, riêng đen là em còn 36 và 37 ạ. Và giá sale của em là 149.000, riêng chị nào mua 2 đôi trở lên thì em sẽ miễn ship nha các chị nha. Cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng 3764 và cách ra cho em xin một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công các chị nha, và giá sale rất là rẻ. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em nha, đơn nổ quá chừng cho cái mã này luôn là các chị. Nhanh tay đi các chị ơi, sắp hết hàng cho mã 3764 các chị nha. Cứ một đôi như vậy là em sale các chị mình là 149 100 đúng rồi. Và chị nào mình săn 2 đôi thì em sẽ miễn phí ship. Cho nên là chị nào săn cái mã này thì lên đơn giúp em mã đặt hàng là 3764 và cách ra cho em xin một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công các chị nha. Nhanh tay đi các chị vì gần hết hàng rồi các chị nha. Dạ cho em một cái giỏ 199 là không có đơn các chị Trâm Lê. Mã của chị sẽ là mã đặt hàng là 2967 chị Trâm Lê nha. 2967 nha chị Trâm Lê. 2967 dạ. Dạ các chị đặt hàng cứ cho em một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì sẽ có đơn. Như mã này là mã 3764 các chị nha, mã này của em là 3764. Em sale là 149.000 và đặc biệt là hai đôi em miễn ship và em thì xin qua mã tiếp theo nha các chị nha. Chất liệu cô tông lạnh dòng xịn nhất nha các chị. Quần này rất là đẹp và sang luôn. Bây giờ các chị săn cái mã này lên đơn giúp em đó là 3778 ạ. 3778 quần đẹp lắm các chị ơi, mã 3778. Em có ba cái gam màu kem của bạn Thảo đang mặc
Màu này cho em là gam màu đen và gam màu cuối cùng nó sẽ là cái gam màu gọi là cái gam màu nâu đúng không em? Dạ gam màu nâu ạ. Rồi ba gam màu đẹp quá các chị ơi, quần là dạng chất liệu là cô tông lạnh nha các chị nha. Dòng chất liệu là dòng cô tông lạnh nha các chị. Áo cái quần này là có size từ S cho đến là size 2XL nhưng mà giá sale gọi là siêu rẻ cho các chị, mình sang sale luôn nè. Các chị nào sang cái quần này lên đơn giúp em đó là mã đặt hàng 3778 kèm số điện thoại. Cô tông lạnh nha các chị nha. Quần này là quần ống ống rộng nha các chị. Quần là quần ống rộng rất là đẹp luôn. Các chị mình mặc là nó tôn dáng cho mình rất là nhiều nè các chị. Màu em có là gam màu đen, gam màu thứ hai là gam màu này là gam màu nâu và gam màu thứ ba là gam màu kem. Mà may cực kỳ là tỉ mỉ nha. Nè em Linh cầm để chị cho các chị xem nè. May cực kỳ là tỉ mỉ luôn, dòng xịn nha các chị nha, dòng này dòng xịn. May cực kỳ là đẹp cho mình luôn, chất liệu là cô tông lạnh nha các chị nha, dòng này dòng cao cấp. Đó là hôm nay em sẽ sale một cái giá gọi là đặc biệt cho các chị mình săn sale. Các chị lên đơn giúp em là mã là 3778 440 5.000 một cái quần này, dòng xịn nha các chị nha, dòng này dòng xịn không phải dòng thường. Rất là đẹp luôn các chị, dòng này dòng cô tông lạnh mặc lên là rất là đẹp nha các chị nha. Đó các chị nhìn là form dáng là bao đẹp cho mình luôn. Đó cái form cái dáng của nó rất là đẹp. Chuẩn nha, cái da tay nghề của đội thợ này là cao. May rất là đẹp nha các chị. Nhưng mà Thùy sale sâu để cho tất cả các chị mình cùng săn. Các chị lên đơn đó là mã đặt hàng 3778 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Với giá sale cho một cái dòng cô tông lạnh như thế này, đúng ra các chị ra thị trường thì cái dòng này phải bán là 400-500 ngàn trở lên nha các chị. Nhưng ở đây Sophia sẽ sale sâu cho tất cả các chị mình cùng săn một cái quần đẹp như thế này nhưng mà chỉ có giá đặc biệt, đó là 199 ngàn và miễn ship luôn. 199 ngàn và miễn ship luôn các chị nha. Đúng là hôm nay em sale là 215 nhưng mà giờ em sale các chị mình là 199 thôi, rồi em miễn ship. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3778 ạ. 3778 kèm số điện thoại giúp em. Em có cái gam màu này là gọi là gam màu nâu, rồi gam màu đen em ơi, đưa gam màu đen đây. Dạ màu đen đây, gam màu đen đây các chị ơi, đen nâu và gam màu thứ ba đó là gam màu kem. Còn giá bán của em đó là 199 ngàn và em miễn phí ship cho mã đặt hàng 3778 các chị nha. 3778 kèm số điện thoại. Ô sao còn ít vậy thôi hả? Sao ít dữ vậy? Có 120 cái hả? Ít lắm các chị nha, nên các chị có đặt thì nhanh tay giúp em mã 3778 đi các chị ơi. Và có hụt size không? Dạ không, đủ size từ S đến 2X. Mà còn ít vậy, 120 cái mà không hụt size là chị thấy hơi bị hay á. Rồi chị nào nhanh tay thì có đơn cho bà đặt hàng 3778 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công nha. Quần này rất là đẹp nên các chị mình mua để mặc vì nó là cô tông lạnh dòng xịt nha các chị nha, mặc lên nó sang dữ lắm. Nhưng mà giờ em thì còn có 120 cái thôi, cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này là 3778 và kèm số điện thoại giúp em để em lên đơn hàng thành công cho mình. Quần này form dáng rất là đẹp nha các chị nha, nhưng giá sale chỉ có là 199 ngàn và em miễn ship. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này là 3778. Size em đi cho mình là từ size S cho đến là size 2XL. Nhưng mà giá bán của em thì chỉ có 199 ngàn. Em miễn ship và tới thời điểm này thì còn có 50 cái nữa hết hàng các chị nha. 50 quần nữa cuối cùng nữa là hết hàng luôn cho mã đặt hàng 3778 ạ. 50 quần cuối cùng màu đen, màu kem và gam màu này đó là cái gam màu nâu. Và giá sale của em là 199 ngàn và em miễn ship. Em có size cho các chị nhà mình từ size S cho đến là size 2XL. Đó các chị ơi, mà giá sale rẻ quá chừng nên các chị nhanh tay để các chị săn sale nha. Còn 40 cái cuối cùng, 40 cái cuối cùng hết hàng. Các chị ơi nhanh tay để có đơn cho bà đặt hàng này 3778, cách ra tới số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công. Em có nâu, em có đen và em có gam màu kem của bạn Thảo đang mặc. Và giá sale chỉ có 199 ngàn và em miễn phí ship và đơn nổ nè các chị. Đơn nổ quá chừng luôn nè. Rồi còn có 30 cái nữa hết hàng các chị nha. 30 quần cuối cùng, 30 quần nữa là em sẽ hết hàng cho bà đặt hàng 3778. Quần này mặc lên rất là đẹp nhưng mà chỉ có 199 ngàn thôi, rồi em miễn phí ship cho các chị mình săn sale. Rồi bây giờ em chỉ còn có làm 15 quần nữa thôi là em hết hàng các chị nha. 15 quần cuối cùng hết hàng cho bà đặt hàng 3778 và giá sale của em là 199 nghìn, em miễn phí ship các chị nha. Cho nên là chị nào săn cái 3778 thì mình lên đơn nhanh tay một chút xíu để mình có đơn hàng cho mình nha các chị. Giá sale này gọi là siêu rẻ luôn. Cái quần này cô tông lạnh mà dòng xịn mà các chị, chất liệu là cô tông lạnh nha chứ không phải là chất liệu tuyết mưa. Cái này là chất liệu là cô tông lạnh mà em bán giá này em gọi là siêu rẻ vì các chị mình ra thị trường không có cái dòng cái giá này đâu. Cô tông lạnh là dòng xịn nữa các chị, dòng mà để người ta may vét được các kiểu là cái dòng này đó các chị, rất là đẹp nha. Mà giá sale rẻ quá các chị nhanh tay. Và năm quần cuối cùng hết hàng. Và 3778 chị Dung Phan, sai mã hàng chị Dung Phan ơi. 3778 chị nha, có màu nâu và có màu đen và có gam màu cuối cùng đó là gam màu kem. Còn giá bán của em đó là 199 ngàn và em miễn ship luôn. Cho nên là chị nào săn thì nhanh tay giúp em thùy mã này, đó là mã 3778 và kèm giúp em thêm đó là một số điện thoại nữa thì em lên đơn hàng thành công. Em có size cho mình là từ S cho đến là size 2XL các chị nha, từ S cho đến là size 2XL mà em bán rất là rẻ như vậy. Các chị lên đơn giùm em, chất liệu cô tông lạnh mặc rất là đẹp nha các chị nha, nhưng mà giá sale siêu sâu. Cho nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em mã đặt hàng 3778 và em đã hết hàng, em qua mã tiếp theo ạ. Thôi luôn các chị. Các chị để là sơ mi kèm số điện thoại là không có đơn ạ.
2982 ạ. À. Mã của em là 2982, áo sơ mi này ai mặc cũng đẹp nha các chị nha, rất là dễ mặc cho áo sơ mi này. Em có trắng, em có gam màu nâu và em có gam màu đen của bạn Thảo đang mặc. Thì bây giờ chị nào sang cái áo sơ mi này em sẽ sale sâu để tặng các chị lẽ nhà sai. Mình. Lẽ sai hả em? Dạ. Ồ. Màu trắng là em có size là từ S cho đến là 2XL. Màu đen là còn S cho đến là XL thôi ạ. Vậy thôi bây giờ sale sâu cho các chị mình cái áo này, các chị săn sale nha. Rồi chị nào săn thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 2982. 2982 kèm số điện thoại. Nâu hết sạch luôn rồi chị ơi. Nâu không còn cái nào hả em? Dạ không chị. Nâu hết sạch, bây giờ chỉ còn trắng và đen thôi các chị. Nâu là hết sạch rồi, giờ chỉ còn trắng và đen. Vậy thôi bây giờ sale sâu luôn cho các chị săn em ơi. Áo này đẹp quá nha. Áo này rất là đẹp á các chị, áo này áo xịn là măng gồ mà măng gồ cao cấp á các chị ơi. Măng gồ là măng gồ cao cấp luôn nha. Em lấy các chị mình một cái mã ví nam này các chị mình săn nha. Trời ơi nó đẹp quá vậy. 849 mẫu mới đúng chị. Mẫu mới nha các chị nha. Cái này là mẫu mới nè, 535.000 một cái. Ví nam da bò, mẫu mới nha các chị nha. Đẹp không các chị? Trời ơi cái ví này nhìn nó chất lượng cực kỳ luôn các chị ơi. Chất lượng lắm. Cái này em có cái hộp đây các chị mình có thể là mua làm quà được nha. Rồi các chị đặt thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em sẽ là mã là 1849 ạ. 1849, cái mã là 1849 ví nam bằng da bò. Đẹp xuất sắc các chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Bọc túi không bao giờ sợ nhăn da luôn, dòng xịn nha các chị. Ngăn thiết kế rất là nhiều, đựng cho em tất cả các loại giấy tờ, không kém bất kỳ một loại nào. Bên trong là được lót da cho các chị mình luôn nè, lót da luôn nè các chị. Ví này ví xịn luôn á các chị ơi. Các chị đặt thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em 1849, cách ra tới số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Còn cái giá em sale cho tất cả các chị săn sale siêu rẻ, nên là chị nào có săn thì lên đơn nha các chị nha, cho mã đặt hàng 1849 này. Hôm nay sale có giá gì cho các chị săn cho nó gọi là cuối năm rồi, nhu cầu mà thay ví rất là đông. Đối với chị em sẽ sale mình một cái giá gọi là siêu rẻ luôn. Đó là một cái giá thần tài để cho các chị mình săn một cái ví để thay cho ông xã cho nó may mắn nha các chị nha. Cái này em có hộp luôn, các chị có thể là mua làm quà. Nên các chị mình sẽ săn với giá thần tài luôn đi. Các chị để cho em mã là thần tài 1849 đi các chị để có đơn. Đúng là cái ví này hôm nay đưa xuống sale là với giá là 215.000 hả em? Dạ, 215.000. Nhưng hôm nay em muốn là sale một cái giá thần tài để các chị mình săn cho nó may mắn và chốt nhanh, đó là 200 chị có đơn. Thì chị nào săn thì lên đơn giúp em mã thần tài 1849 với giá sale đặc biệt có 179.000 mà thôi. 179.000, chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn ạ. 179.000 giùm em cho mã thần tài 1849 và em chốt nhanh, đó là 200 chị là có đơn các chị nha. Da rất là mềm, da là da bò, da là da bò các chị nha. Nhưng mà giá sale chị có là 179.000. Chị nào săn thì lên đơn giúp em ạ. Chị nào nhanh tay nhất mình có đơn nha. Chị nào nhanh tay nhất mình có đơn cho mã đặt hàng này là thần tài 1849 và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Với cái giá sale gọi là siêu rẻ như vậy nên là các chị có săn thì các chị lên đơn giúp em. Và đây là loại to nha các chị nha. Và loại này là loại to. Các chị mình đừng cho em tất cả các loại giấy tờ, không kém một loại giấy tờ nào. Cho chị mượn cái giấy tờ bự nhất đi em. Cái này các chị đừng cho em tất cả các loại giấy tờ, không kém một loại nào đâu các chị ơi. Cái mã của em là mã là 1849 và em sale giá thần tài để các chị mình săn cho nó may mắn, cho nên em sale chỉ có là 179.000 thôi. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em Thùy mã này, đó là mã đặt hàng 1849 và cắt ra cho chị mượn cái giấy bự nhất, cái giấy bự nhất đi để cho các chị hình dung được là được rồi. Đây các chị ơi, cái giấy nó rất là to nè, có ấy là các kiểu cho các chị mình luôn mà đựng nó vừa nha, đừng thoải mái nha các chị nha, nên là không có lo đâu ạ. Rất là rộng rãi mà giá sale chỉ có là 179.000 vì Thùy đang sale giá thần tài để các chị mình săn cho may mắn. Em có gam màu đen và gam màu nâu nên các chị mình mua tặng cho ông xã, và em có cái hộp đây mình có thể là mua làm quà được nha các chị nha, mà giá sale rẻ quá đi các chị ơi, có 179.000 mà thôi. 179.000 và chốt nhanh, đó là 200 chị có đơn thì đã có là 123 chị đã nổ đơn rồi. Cho nên là bây giờ em chỉ còn có vài chục chị nữa em sẽ ngưng nhận đơn cho cái mã đặt hàng 1849 ạ. Dạ rẻ quá chừng nữa các chị nhanh tay. Dạ đủ màu, hai gam màu này cho mình nè. Gam màu này là gam màu màu nâu và gam màu đen. Hai gam màu này em bán chạy nhất trong vòng và ví da. Đấy nên là các chị mình mua để mua trong xã xài cuối năm rồi thay cái ví đi các chị ơi. Rồi còn được 23 chị cuối cùng. 23 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 1849 ạ. 23 chị nữa nha các chị nha. Là em sẽ kết thúc nhận đơn. Cho nên là chị nào chưa có lên đơn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này là 1849 và cách ra tới
cho em một số điện thoại nữa là em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ chỉ còn có 10 chị cuối cùng, 10 chị nữa là sẽ qua mã hàng 1849 các chị nha. 10 chị cuối cùng giùm em ạ. Em sale giá rất là rẻ cho nên các chị mình nhanh tay lên để các chị săn sale. Da thì mềm, da bò nha các nhà, da là da bò, đẹp lắm. Ví này là ví rộng, đừng cho em tất cả các loại giấy tờ, không có kén loại nào. Nhưng mà em bán chỉ có là 179.000 mà thôi. Nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em. 5 chị cuối cùng. 5 chị cuối cùng qua mã tiếp theo ạ. 5 chị nữa nha các chị nha. Có hộp luôn nha các chị nha. Đây có hộp, đây có nhiều chị hỏi là có hộp hay không. Đây có cái hộp nha các chị nha, các chị mình mua để làm quà được. À, túi A4 hồi nãy mã gì vậy em? Dạ 297. Mã A4 là 2967 ạ. 2967 ạ, cái mã A4 là 2967 cho các chị nha. Rồi còn cái mã này là mã 1849. 1849 thì tùy sale là 179.000 cho một cái ví nam bằng da bò. Nên là các chị mình có mua thì mình đặt, mình mua cho ông xã nhà mình lấy một cái để đựng. Rất là đẹp luôn mà giá sale sâu. Các chị nha, và Thùy xin qua một cái mã tiếp theo ạ. Các chị nha, túi này là một túi giữ nhiệt. Các chị nhanh tay giùm em mã này, đó là mã hàng là 3536. 3536 kèm số điện thoại giùm em. Một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái này là để nhằm mục đích là mình dùng khi mình có thể là mình đựng cơm đi làm, hoặc là các chị mình dùng mà đựng sữa cho con gì đó các kiểu nha các chị. Thì nó là gọi là túi giữ nhiệt, rất là rộng lớn cho mình đây. Đó các chị mình ơi, em có tổng số lượng đó là 4 cái gam màu đẹp. Xách màu dơ lên cho các chị xem nè em. Màu đầu tiên là gam màu xanh ạ, xanh lá, màu đỏ, màu đen và cái màu xanh đen các chị nha. Cho mã của em sẽ là 3536 là cái chiếc túi giữ nhiệt nha các chị nha. Đỏ, đen, xanh đen và cái màu xanh lá. Rất là đẹp nha các chị nha. Đây cái túi nè các chị thấy đẹp chưa? Nhưng mà giá em bán là siêu rẻ các chị ơi. Bây giờ em bán các chị nhà mình nè. À, ví dụ như mình ra thị trường đi, cái này cỡ tầm hơn 100.000 cái đi ha. Yeah. Em bán các chị mình 99.000 được không ạ? Là rẻ rồi đúng không? Nhưng này hôm nay em sẽ bán một chương trình siêu rẻ nữa, các chị để cho em mã là siêu rẻ 3536. Siêu rẻ 3536 kèm số điện thoại giùm em. Với giá sale của em là 99.000 là các chị đã đặt nhiều lắm rồi nè. Đó. Nhưng mà thì bán các chị nhà mình là 99.000. Hai cái được không ạ? Là rẻ rồi đúng không? Nhưng mà thôi bán 3 cái cho sốc. Bán 3 cái cho sốc các chị nha, 99.000 3 cái giùm em. Nhanh tay và tốc độ để săn sale mà đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em. 99.000 3 cái luôn các chị nha, chọn màu thoải mái. Chọn màu thoải mái các chị nha, xanh lá em có. Gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, gam màu xanh đen và gam màu đen. 99.000 3 cái các chị được chọn màu thoải mái các chị nha. 99.000 3 cái chọn màu thoải mái giùm em. 99.000 3 cái em bán combo. Cứ 99.000 3 cái, 99.000 3 cái các chị nhanh tay để săn sale cái mã này. Các chị mua đi các chị, việc 99.000 đồng tới 3 cái luôn. Mình mua mình xài vì rẻ quá các chị nha. Lên đơn đi các chị ơi, tốc độ lên chứ không là không săn kịp á các chị, vì số lượng em không có nhiều. Cho nên mình lên đơn mình nhanh tay để mình săn cái mã siêu rẻ này của em, đó là mã đặt hàng 3536 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn. Và em xem các chị mình săn đó là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng là ba cái các chị nha. Màu là các chị mình chọn thoải mái giùm em thôi. Thích chọn màu nào thì chọn, lấy ba cái ba màu cũng được, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua luôn hai combo để dành xài. Vì giá sale rất là rẻ nha các chị nha, chỉ có 99.000 đồng ba cái. Cho nên các chị ơi nhanh tay lên, tốc độ lên để mình săn sale với túi giữ nhiệt nha các chị nha. Cái túi này em gọi là túi giữ nhiệt nha các chị, và bán các chị mình đó là 99.000 đồng ba cái. Đó giá sale siêu rẻ nên các chị nhanh tay lên để các chị mình săn sale các chị nha, vì có 99.000 đồng ba cái, mua luôn hai combo để dành xài để các chị, mua tặng cho chị em gái trong gia đình xài các chị ơi. 99.000 ba cái giùm em nha. Cho mã này đó là mã đặt hàng 3536, có nhiều chị đang sai mã hàng ạ. 3536 kèm số điện thoại giùm em để có đơn, và cứ 99.000 đồng em bán các chị mình ba cái. Các chị mình có thể chọn màu thoải mái, ba cái ba màu, hoặc là ba cái một màu cũng được, hoặc là các chị mình mua hai combo để dành xài đi các chị ơi, rất là đẹp luôn. Nhưng em bán rẻ quá nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng này. Đó là mã đặt hàng 3536 ạ. 3536 99.000 ba cái giùm em. 99.000 không phải một cái mà 99.000 là ba cái luôn nha các chị nha. 99.000 đồng là ba cái, màu em có là đỏ, xanh đen, xanh lá và gam màu đen. Các chị ơi nhanh tay một chút xíu cho túi giữ nhiệt này, vì giá sale quá là rẻ luôn các chị, có 99.000 tới 3 cái lận. 99.000 đồng được 3 cái các chị nha, cho nên các chị nhanh tay để các chị săn sale. Có nhiều chị đang đặt hai combo quá chừng luôn, rẻ quá các chị ha, nên là các chị nhanh tay giùm em để mình có đơn. Giá sale của em gọi là siêu rẻ cho nên là chị nào có đặt thì nhanh tay giúp em thì mã này. Đó là mã đặt hàng 3536 kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công, và đã có 500 chị đã nổ đơn. Thùy chốt thêm duy nhất 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn ạ. 100 chị cuối cùng tính từ chị Hà Thu nha, tính từ chị Lệ Thu chứ. Tính từ chị Lệ Thu là sẽ ngưng nhận đơn cho mã này, vì đã có 500 chị đã nổ đơn. Thùy chốt thêm 100 chị cuối cùng. Chị nào chưa lên đơn nhanh tay giúp em mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Còn giá sale đó là 99.000 đồng ba cái cho một cái túi giữ nhiệt nha các chị nha. Rồi em Thùy mở bên trong cho các chị mình xem một lần nữa nha các chị. Túi giữ nhiệt nha các chị nha. Và giá sale của em là 99.000 ba cái. Cứ 99.000 đồng là ba cái, các chị chọn màu giùm em là thoải mái, muốn chọn màu nào mình chọn. Cứ 99.000 là ba cái giùm em. Lên đơn đi các chị ơi, và bây giờ Thùy chốt thêm đó là 50 chị cuối cùng. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng này, đó là mã 3536 các chị nha. Giá sale rất là rẻ, có 99.000 đồng.
ba cái luôn, 99.000 đồng ba cái luôn. Nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng 3536, cách ra tới số điện thoại giùm em để lên đơn. Dù mình là khách hàng của Sovia rồi nhưng các chị đặt hàng vẫn cho em xin một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại để em lên đơn cho mình, vì lý do bên em chốt đơn bằng hệ thống phần mềm nên em cần một mã sản phẩm, em cần một số điện thoại. Có rất là nhiều chị đang để là cho chị ba cái sẽ không có đơn, mà hỗ trợ lại giùm Thùy, đó là mã 3536 cách ra tới số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Các chị ra một mã sản phẩm và một số điện thoại là các em rất là cần, cho nên các chị hãy hỗ trợ em, cho em xin một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại nữa nha các chị nha. Và bây giờ đã nhận đủ rồi nhưng mà em thấy có rất là nhiều chị mới vào và đang hỏi giá, cho nên em thì thôi chốt thêm 50 chị nữa đi. 50 chị nữa sẽ qua mã các chị nha. 50 chị cuối cùng sẽ qua mã đặt hàng 3536 á, 3536 các chị ơi. Có rất là nhiều chị đang sai mã hàng à, sửa lại giùm em với. Mã của em là mã 3536 em sale các chị nhà mình là 99.000 đồng gồm 3 cái túi giữ nhiệt, các chị mình được chọn màu thoải mái nha các nha. Và cứ 99.000 đồng như vậy là em bán 3 cái nha các chị nha. Rất là rẻ nên các chị mình nhanh tay để mình săn sale cái mã này, đó là mã đặt hàng 3536 giùm em. 3536 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ em chỉ còn có duy nhất đó là 32 chị cuối cùng. 32 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Giá sale của em là 99.000 ba cái, cứ 99.000 đồng ba cái. Các chị thấy rẻ mua luôn hai combo để xài hoặc là mua tặng cho chị em gái đi các chị ơi, vì giá sale rất là rẻ, chỉ có là 99.000 đồng ba cái. Và còn 20 chị cuối cùng, 20 chị cuối cùng nữa là Thùy sẽ ngưng nhận đơn cho mã đặt hàng 3536 nha các chị nha. Các chị nhanh tay để có đơn cho mình ạ. Nhanh tay một chút xíu thôi là các chị sẽ lên đơn hàng thành công liền. Màu em đang cầm đây là xanh lá, màu em có đó là cái gam màu màu xanh đen, gam màu này cho em đó là cái gam màu đỏ, và gam màu cuối cùng nó sẽ là gam màu đen các chị nha. Và giá sale của em đó là 99.000 đồng gồm 3 cái túi giữ nhiệt, rất là rẻ, cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em một tí xíu, vì còn có 12 chị nữa thôi là em sẽ qua cái mã này nha các nhà. 12 chị cuối cùng em sẽ qua cái mã này, cho nên các chị có săn thì các chị lên đơn giúp em thì mã đặt hàng 3536 và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công. Còn bây giờ em chuẩn bị qua mã rồi các chị nha. Dạ, chị nào đang sai mã hàng hay là các chị nào mới vào thì mình nhanh tay mình comment để mình săn. Các chị ơi, màu các chị chọn thoải mái không sao hết nha. Các chị mình muốn lấy màu nào cũng được, không có ấy bắt buộc đâu. Các chị mình thích màu nào thì các chị cứ đặt đi. Rồi nhân viên nhà em chốt đơn, các chị mình nói ơi chị lấy màu này là các bạn sẽ lên đơn cho các chị thôi. Các chị ơi mua thoải mái. Dạ, ba cái là không có đơn đâu chị Nhung Hồng ơi, phải là 3536. Cách ra tới số điện thoại em mới có đơn. Phải có mã sản phẩm thì em mới có đơn cho các chị mình được nha. Vì tất cả các mã hàng của em bán ra đều có mã sản phẩm. Cho nên các chị hỗ trợ Thùy một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại thì em mới có đơn. Và Thùy xin qua mã theo cho các chị sang xem một cái áo sơ mi rất là đẹp cho các chị nhà mình. Áo đẹp quá nha. 2977 ạ. Trời ơi, cái áo này em gọi là siêu đẹp luôn các chị ơi. Trời ơi, cái áo này các chị biết sao, nó là chất liệu là mango. Áo này đẹp lắm, mặc lên là sang xỉu luôn. Rồi bây giờ chị nào sang cái áo này thì lên đơn giúp em, mã của em sẽ là 2977 ạ. Rồi các chị ơi, đây các chị nhìn là cái áo đẹp chưa? Mã là 2977 và kèm giúp em một số điện thoại em lên đơn. Cái áo này niêm yết của em là 395.000 một cái các chị nha. Áo đẹp quá nha. Sang đó chị ơi. Các chị ơi, trong một ca like á, em sẽ có một cái mã gọi là sale không có lời á. Các chị mình theo, các chị mình chọn cái áo này được không? Các chị ơi, áo này được không? Các chị mình thả cho em con số 1 đi. Nếu các chị đồng ý cái áo này thì em sale cái áo này luôn. Vì là trong một ca like em sẽ có một cái mã sale không có lời. Thì các chị theo các chị là nên mã nào? Chị Hà Lê sai mã, chị Hà Lê ơi, 3733 viết chính liền lại chị. Chứ mình viết rời nó cái phần mềm nó không có ghi nhận đơn hàng. Theo các chị mình chọn cái áo này được không các chị? Vì em thấy nó đẹp quá chừng luôn nè. Áo xịn nha các chị nha. Áo này mặc rất là đẹp, chất liệu là lụa mango, lụa xịn giùm em. Cái chất liệu này giặt không cần ủi nè các chị, không cần ủi luôn, áo đẹp nha. Các chị đồng ý đúng không? Ôi các chị thả số 1 quá chừng luôn. Thôi sale không lời đi em ơi. Không lời 2977 kèm số điện thoại giùm em. 395.000 một cái thì hôm nay sẽ sale giá với giá là 225.000. Nhưng mà vì các chị đã chọn cái áo này rồi, cho nên em Thùy sẽ sale giá không lời cho các chị mình cái áo này luôn. Cho nên là chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em mã này là mã không lời 2977 kèm số điện thoại giúp em. Cái giá sale em đưa ra là các chị mình mê liền các chị nha. Vì áo này nó rất đẹp, nó rất là đẹp, chất liệu là mango, mặc là sang trọng. Cho mình là gam màu này là gam màu đen, gam màu này cho em là gọi là gam màu xanh lá. Còn gam màu của bạn Thảo đang mặc là gọi là gam màu xanh ngọc các chị nha. Mặc lên là đẹp là sang, nhưng mà bây giờ bán cho các chị mình săn sale không phải là 225.000 mà chỉ có là 168.000 đồng giùm em. Rẻ 168.000 giùm em cho mã đặt hàng này là mã 3733. À xin lỗi, 2977 xin lỗi. 2977 các chị nha. 168.000 giùm em. Áo này rất là đẹp luôn nên các chị mình yêu thích các chị mình lên đơn giúp em mã này. Đó là mã đặt hàng 2977. Riêng chị nào hai cái miễn ship các chị luôn cho các chị săn cho vui. Nhưng các chị nha, vì cái áo này nó rất là đẹp. Các chị mình có thể rủ bạn bè mua chung nè, hoặc là các chị mình mua làm quà. Trời ơi nó rất là xuất sắc nha các chị nha. Áo này đẹp lắm. Mặc lên là rất là sang, các chị mình mặc với quần tây, mặc với chân váy em nói là tuyệt vời. Nhưng mà
giá em sale cho các chị nhà mình chỉ có là 168.000 đồng, em sale không lời cho các chị mình săn sale. Nhưng mà đặc biệt chị nào mình săn hai cái đi, em miễn ship cho các chị nhà mình luôn. Nhanh tay giùm em mã này, đó là mã đặt hàng của em, là mã đặt hàng 2977, và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình. Áo siêu xuất sắc nha các chị nha, nhưng giá sale rất là sâu cho mã đặt hàng 2977, và sau đó cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công nha các chị nha. Màu em có là gam màu đen, màu này là gam màu xanh, này là xanh lá, và gam màu cuối cùng đó là cái gam màu xanh ngọc. Đẹp lắm các chị. Áo này phải nói là ai mặc cũng đẹp nha các nhà, mặc rất là sang, nhưng mà giá sale lại sâu quá nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng 2977 giùm em Thùy. Lên đơn đi các chị, vì có 168.000 thôi. Mình sang hai cái em miễn ship cho mình. Và xin lỗi, đủ size. Từ S cho đến 2XL, quên bán mà quên nói size cho các chị nhà mình. Size em đủ cho mình là từ S cho đến là size 2XL. Các chị ơi, đặt hàng nhanh tay một chút xíu nha, vì cái giá sale nó quá là rẻ luôn. Một cái em Thùy sale các chị nhà mình là 168.000, là giá sale siêu sâu. Vì áo này là áo cao cấp, áo đẹp, những cái nhà mặc lên rất là sang trọng cho mình. Nhưng mà riêng chị nào mua hai cái em sẽ miễn ship cho mình các chị nha. Màu này cho em đó là cái gam màu xanh lá đen, và gam màu xanh xanh ngọc, mặc lên nó sang trọng dữ lắm các chị. Dạ, form này là form xuất sắc luôn đó, nhưng mà giá sale sâu cho nên là các chị có yêu thích các chị lên đơn giúp em mã này 2977, kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công. Và bây giờ đã có 200 chị đã nổ đơn rồi, Thùy chốt thêm duy nhất đó là 50 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn ạ. 50 chị nữa thôi sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 2977 các chị nha. 50 chị nữa thôi là em sẽ qua cái mã này, cho nên là chị nào chưa lên đơn giùm em liền nha các chị nha. Rất là rẻ luôn, một cái là 168.000, gọi là siêu rẻ rồi. Nhưng đặc biệt chị nào hai cái em Thùy miễn ship. Trời ơi, hôm nay chương trình sale quá là đậm sâu, cho nên các chị nào chưa lên đơn nhanh tay giùm em. Áo này rất là đẹp và cao cấp cho mình nha các chị nha, đẹp từng đường kim mũi chị luôn các chị, hàng xịn nha, hàng xịn nha các chị nha. Các chị nhận về đi, các chị sẽ mê luôn, vì đội thợ tay nghề này, tôi tay nghề rất là cứng nha các chị nha, may rất là đẹp cho mình đó. Nhưng mà giá bán của em chỉ có là 168. Riêng chị nào sang hai cái em miễn ship. Calai này là calai gọi là siêu đặc biệt luôn các chị, chưa bao giờ áo sơ mi đẹp như thế này, mà giá sale này là em không có, cho nên hôm nay các chị sang được là giá tốt nhất. Và 30 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn, 30 chị nữa thôi em sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã này các chị nha. Mà 2977 ạ, một cái là 168.000, còn riêng chị nào mua hai cái trở lên là em sẽ miễn ship. Và em còn duy nhất đó là 28 chị là em sẽ qua mã hàng các chị nha. Dạ, đẹp mà rẻ đúng không các chị? Size em đi từ S cho đến là size 2XL, em đủ size vì đây là mẫu mới, cho nên hiện tại em đang đủ size các chị nha. Các chị mình mua đi, mặc rất là đẹp cho cái mã tri ân này, cho cái mã này, đó là mã đặt hàng 2977. Em sale giá là không có lời các chị mình luôn. 2977, anh Nguyễn Trung ơi, anh sai mã hàng rồi, sửa lại giùm em Thùy để có đơn. 2977 giùm em nha, cái mã của em là 2977. Có rất là nhiều chị đang sai mã hàng, dạ sửa lại giùm em để có đơn nha, vì mình sai mã như vậy là mình sẽ không có đơn á. Rồi màu em giới thiệu lại nè, màu này là gam màu xanh lá, gam màu này cho em là gam màu đen, và gam màu xanh ngọc. Còn size thì em đi đủ cho mình là từ size S cho đến là size 2XL. Mẫu là mẫu mới cho nên hiện tại là size số đang còn đủ. Và giá em bán là giá một like, chứ không phải là like nào cũng được giá này. Vì trong một cái like chỉ có một cái mẫu được sale đậm sâu thôi nha các chị nha. Thì mẫu này là hôm nay được chọn. Nó là vì hồi nãy em mới hỏi các chị là các chị có đồng ý mẫu này hay không, thì các chị đều đồng ý hết rồi, cho nên Thùy mới lên cái mẫu này các chị nha. Nên là chị nào có săn, dạ được chị Bi Trang ơi, không sao đâu chị. Nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em nha. 2977 kèm số điện thoại em lên đơn. Và giá sale của em thật là rẻ cho tất cả các chị nhà mình săn sale, chỉ có là 168.000 một cái. Còn chị nào săn hai cái thì em sẽ miễn ship. Và bây giờ em còn duy nhất là 8 chị nữa thôi là em sẽ ngưng nhận đơn, tính từ chị Trâm Lê ạ. Tính từ chị Trâm Lê còn 8 chị cuối cùng em ngưng nhận đơn nha các nhà. Áo đẹp lắm các chị, size đi đủ cho mình từ size S cho đến là size 2XL, nhưng mà cái giá bán thì là gọi là siêu rẻ, cho nên các chị ơi nhanh tay lên để các chị săn sale cái mã này nha. Rồi ba chị cuối cùng em qua mã tiếp theo cho mã đặt hàng 2977 ạ. Áo này đẹp lắm các chị ơi, gọi là xuất sắc đó, mà em bán giá rẻ với các chị nha. Rồi thì xin ngưng nhận đơn luôn ạ. Rồi em qua mẫu luôn các chị nha, mua luôn nè. Quần này thì bao đẹp luôn các chị biết không, cái quần này em nói thiệt luôn nha, cháu em mới bắt đầu tập mặc cũng thích cái dòng này, con em cũng thích cái dòng này, mặc nó rất là dễ chịu và thoải mái. Cho nên hôm nay em sẽ sale cái dòng này thật là rẻ để cho các chị mình săn sale với giá trải nghiệm, để cho các chị có mua cho ông xã hoặc là mua cho con với giá trải nghiệm. Dòng này là dòng bamboo, dòng này là dòng cao cấp hơn cả dòng cô tông nữa nha các chị nha. Dòng bamboo này là cao cấp hơn cả dòng cô tông. Dòng sợi tre này mặc rất là mát nha các chị, tất cả các mùa quanh năm đều mặc được. Các chị lên đơn giùm em mã trải nghiệm 3049 ạ. Đúng không em? Phải các bạn là 3049 không? 3049. Dạ 3049, cái này em giá đang bán là bao nhiêu vậy? Mở mở chị cái giá đang bán ấy.
3049 giúp em, cái này mình đang bán với giá là 115.000 một cái. Cái dòng này dòng xịn, nó cao cấp hơn cả cô Tông. Nó là dòng bamboo này, dòng sợi tre này, mặc rất là sướng nha các chị nha. Nhưng hôm nay em sẽ sale sâu 115.000 là đang bán. Dạ đúng rồi. Giờ em bán sale sâu cho các chị mình săn nha. Giá này giá lần đầu nè. Các chị nhanh tay à, em sale giá trải nghiệm thôi. Nên là chị nào đặt thì lên đơn nha. Dòng bamboo, dòng sợi tre, dòng siêu siêu đẹp, mặc là mát cực kỳ nha các chị nha. Các chị lên đơn đó là mã trải nghiệm 3049, sau đó cho em xin thêm một số điện thoại. Hôm nay sẽ có 100 chị săn được cái giá trải nghiệm của em nha các chị nha. Đúng ra là 115.000 một cái, nhưng hôm nay trong chương trình này sale các chị nhà mình chỉ có là 49.000, đi đơn từ 5 cái giùm em. Đó các chị mình săn sale giá trải nghiệm đi. Có 49.000 thôi và đi đơn từ 5 cái. Dạ đủ size các chị. Từ M đến là 3X đủ size. Con em thằng nhỏ mới bắt đầu mặc mặc dòng này thích lắm. Rồi thằng cháu nhà em mới bắt đầu mặc quần xịp cũng khen, cũng rất là thích. Nó kêu là mặc nó rất là dễ chịu, nó dùng cái từ gì bây giờ em không còn nhớ nữa. Nhưng mà nó rất là ok đó các chị. Cái dòng này nó còn cao cấp hơn cả dòng cô tông mà. Vì nó là dòng bamboo, là dòng sợi tre. Mặc nó mát và nó dễ chịu cực kỳ. Đó nên hôm nay em sale trải nghiệm cho 100 chị. Thì chị nào nhanh tay nhất thì mình có đơn cho bà khách hàng 3049. Mã này là 3049 các chị nha. Còn cái giá trải nghiệm của em đó là 49.000, đi đơn từ 5 cái giùm em. Siêu xuất sắc nhưng mà giá sale rẻ. Cho nên các chị có săn thì các chị lên đơn có 49.000 thôi. Và đi đơn từ 5 cái cho mã đặt hàng 3049 và chốt nhanh 100 chị có đơn các chị nha. Vì giá sale là giá trải nghiệm, cho nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em Thùy. Màu em có đủ cho mình là 4 màu. Và giá sale là 49.000, đi đơn từ 5 cái. Và size thì em đủ cho mình là từ size M đó là 3XL, 95kg đổ về, các anh mình mặc vừa các chị nha. Dòng bamboo, dòng sợi tre, dòng xịn đó các chị, mặc rất là sướng luôn. Mặc thoải mái lắm mà, giá sale này tốt quá. Cho nên là mình lên đơn giùm em nha. Nhận hàng về cứ kiểm tra hàng thoải mái, không có ngại gì hết nha các chị nha, kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Cái bo này của em là bo nhung nè, các anh mặc không ngấn, không ngứa, không lằn. Lõi là sợ lõi spandex. Em bao cho mình xài 1 năm không có giãn bo. Dòng này em bảo đảm là người nào mà lần đầu tiên bắt đầu mà gọi là tham gia vô cái thế giới mặc quần xịp nam là ý là những người mới lớn thì sẽ rất là ghiền nha các chị nha, rất là ghiền luôn. Sao cười Thảo rất là ghiền luôn nha các chị nha, vì nó dễ mặc. Chứ bây giờ người ta mới tham gia vô mà mặc cái quần khó chịu, sao ta tham gia rồi người ta lại khó tập nữa đúng không các chị. Đó là đáng đó, những cái bạn trẻ cho nên mới dùng từ trải nghiệm ở đây á. Rồi các chị nhanh tay để có đơn cho bạn trải nghiệm 3049 và cho em Thùy xin sớm thoại để có đơn. Và đã có là 75 chị đã nổ đơn rồi. Vậy là bây giờ chốt duy nhất còn có duy nhất đó là 25 chị cuối cùng. 25 chị cuối cùng qua mã đặt hàng trải nghiệm 3049 các chị nha. 25 chị nữa thôi là em Thùy sẽ qua mã. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em. Dạ có rất là nhiều chị đang đặt hàng thiếu số điện thoại quá chừng luôn, hoặc là thiếu mã sản phẩm cũng không có đơn. Cho nên là hỗ trợ em một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại giùm em để mình có đơn. Còn size em đi cho mình là từ 35. Size em đi cho mình là từ size M, đó là size 3XL nha các chị nha, mà em đang sale chỉ có là 49.000 để săn sale giá trải nghiệm. Đúng ra cái quần này là 115.000 các chị nha, các chị ra thị trường thì còn hơn thế nữa. Nhưng mà ở Sofia là có 115.000 thôi. Hôm nay em sale cho các chị nhà mình đó là 49.000 đi đơn từ 5 cái. Có rất là nhiều chị đang đặt là cho chị 5 cái cũng không có đơn, hoặc là 5 cái kèm số điện thoại cũng không có đơn, mà phải là mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại. Chị Thúy Nguyễn nè, ông xã mặc khen lắm nè. Kiểm tra thì chị có phải mua mã này không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi tặng cho chị một phần quà đi em. Dạ tặng chị rồi quà. Chị nào săn cái này lên đơn giùm em mã đặt hàng là 3049 kèm số điện thoại. Em nói mặc là khen á các chị ơi, mặc là khen. Cái dòng này xịn lắm, dòng bamboo, dòng sợi tre, mặc rất là thoải mái và dễ chịu luôn, mà bán giá có 49.000. Em nói thiệt là giá lần đầu, giá này là giá lần đầu em sale các chị nha. Còn giá này mà không săn đó là tiếc lắm, vì giá sale hấp dẫn quá. Nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã này, đó là mã đặt hàng của em là 3049. Và cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn hàng thành công cho mình, siêu siêu rẻ cho các chị nhà mình. Bây giờ các chị mình nói là túi xách đi em, túi xách đi em, lên đầm đi em. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị nhà mình nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nè, em sẽ lên cho các chị nhà mình túi xách trước rồi lên đầm cho các chị mình sau, được không các chị? Hay là các chị mình muốn như thế nào ạ? Rồi cái mã này qua được chưa em? À thôi chốt thêm 5 chị nữa đi. Dạ vâng. 5 chị nữa nha các chị nha. 5 chị cuối cùng cho mã đặt hàng 3049 ạ. 3049 ạ. Ờ đúng rồi, có nhiều chị không có nghe máy đúng không? Rồi 3049. Các chị ơi, mã của em là 3049. Dạ, cái này thì không đi đơn từ 2 cái, 3 cái được đâu các chị. Vì cái lý do nếu em mà sale 115.000 các chị mình muốn mua qua là 3 cái là được. Nhưng mà bây giờ em đang sale các chị mình có 49.000 thôi, mà em đi đơn mà từ 2 cái hoặc 3 cái là em sẽ lỗ. Cho nên các chị thông cảm mà mua giùm em Thùy là từ 5 cái trở lên. Nha các nhà, các chị thông cảm giùm em nha, mua từ 5 cái trở lên. Nên là chị em mình một mẫu mẫu ví hả em? Ví cho các chị săn làm quà 20 tháng 11 nha các chị nha. Cái này đẹp nè. À cái mã ví này còn không? Có mã ví dài còn không? Dài hết rồi chị ơi. Hết sạch luôn hả? Vâng. Rồi cái này các chị ơi, cái mã này là mã ví ngắn nha các chị nha. Cái mã của em 3310. Sẽ là mã 3310.
cái này đẹp nè, thôi bây giờ sale sâu các chị mình cái ví này, các chị sang luôn nha. Cái này đẹp lắm, cái ví này nó là ví ngắn nhưng mà nó lại rộng lớn hơn những cái ví ngắn thông thường tới 2 cm, cho nên các chị đựng rất là thoải mái nha các chị nha. Ví này là thuộc dòng Vân Gia Sức chống trầy. Bây giờ đây em cũng sale sâu luôn để cho các chị mình mua để mình làm quà 20 tháng 11 cho nó gọi là rẻ nhất. Thì bây giờ nếu như đã vậy thì thôi bây giờ em bán cho các chị nhà mình gọi là cái giá là, bây giờ em hỏi nè, cho em hỏi một câu đi. Bây giờ chị nào đang có nhu cầu săn ví này để làm quà hay là mình săn để mình xài, mình comment giùm em con số 7 đi. Mình chỉ cần comment cho em con số 7 thôi để em coi là có các chị mình có nhu cầu nhiều hay không. Nếu các chị có nhu cầu nhiều em sẽ sale một cái giá rất là tốt nha các chị nha. Cái ví này xịn lắm các chị, cái ví này nó là một cái dòng ví đẹp của bên em nha các chị nha. Dòng ví đẹp, dòng này giờ là xài bao bền, các chị xài để vẫy vài năm nha các chị nha. Cái mã ví này đó là cái mã là 3310 nha các chị, mã ví là 3310. Các chị thả cho em là vô cùng nhiều con số 7. Vô cùng nhiều con số 7 luôn. Nếu như vậy thì em sẽ sale sâu cái mã 3310 này. Các chị comment giúp em là mua chung giá tốt 3310 đi. Vì các chị mình cùng nhau mua một cái món sản phẩm thì em thì sẽ bán một cái giá rất là tốt cho các chị săn sale. Các chị comment đó là mua chung giá tốt 3310 các chị nha. Mua chung giá tốt 3310. Cái ví này của em giá niêm yết của em là 415.000 một cái, dòng xịn nha các chị nha. Dòng này dòng xịn, nhưng mà bây giờ nếu mà các chị mình cùng nhau mua một món sản phẩm như vậy thì em thì sẽ có giá cực kỳ tốt cho các chị nhà mình. Và hiện tại các chị thả con số 7 mà tràn màn hình luôn. Cho nên là bây giờ các chị mình sẽ săn với giá này và đặc biệt em chốt luôn 300 chị, vì cái em phải chốt 300 chị, vì hiện tại là cả ngàn chị thả con số 7 lần nhưng em chỉ chốt được 300 chị, vì thực sự luôn phải bán cỡ 300 cái thì mới bán được cái giá này, chứ nếu như mà bán ít hơn là nó sẽ lỗ liền. Nên các chị comment là mua chung giá tốt 3310 kèm số điện thoại giúp em, xài cho em là vài năm nha các chị nha. Dòng xịn lưới Hàn Quốc nè, dòng đẹp nha các chị nha, xài rất là xịn luôn, rộng lớn hơn những viên ngắn thông thường là tầm 2 cm, cho nên là đừng cực kỳ là tốt, đừng cực kỳ là thoải mái. Nhưng mà hôm nay các chị sẽ săn với giá là 415.000 nhưng không còn sale với giá là 179, mà hôm nay các chị mình sẽ săn với giá là 125.000 giùm em. 125.000 sửa giá đi em ơi, mua chung giá tốt 3310, 125.000 giùm em, đủ màu các chị chọn lựa thoải mái. Cuối năm rồi các chị mình mua để làm quà cho người thân, hoặc là các chị mình tặng cho cô giáo cũng được, hoặc là các chị mình có thể là mua để thay đổi cho mình một cái ví. Thật sự cuối năm các chị đi tiệc nhiều, các chị xài rất là nhiều cái kích cỡ túi, túi 18, túi 20, thì cái ví này đựng vô tất cả các loại túi đều được nha các chị nha. Mà em bán giá tốt đó là 125.000, các chị mua chung giá tốt cho nên em chốt được 300 chị. Chị nào nhanh tay nhất mình sẽ có đơn cho bán là mua chung giá tốt 3310 kèm số điện thoại giùm em. Và màu em có đó là cái gam màu hồng tây, gam màu đen, gam màu xanh lá. Gam màu này cho em đó là gam màu đỏ, và gam màu này đó là cái gam màu nâu nha các chị nha. Và Vân Gia là Vân Gia Xước chống trầy, dòng này xịn lắm, các chị mình mua mình xài đựng rất là thích luôn, rất là thích luôn nha các chị nha. Ngăn cực kỳ là nhiều đó, mà giá sale của em chỉ có là 125.000, vì các chị đang tham gia trong chương trình là mua chung giá tốt. Chị Helen Nguyễn ơi, Helen Hồng, Helen Đào gì đó, mình đang xài mã hàng mà nó nhanh quá em thì không có nhắc kịp. Các chị ơi, đặt hàng là cho em xin một mã sản phẩm là đi kèm một số điện thoại thì em sẽ có đơn cho mình, và đã có 100 chị đã nổ đơn rồi, vậy là còn 200 chị cuối cùng là không còn nhận đơn với cái chương trình mua chung giá tốt 125.000 các chị nha. Chỉ có 125.000 thôi, các chị đang tham gia trong chương trình là mua chung giá tốt, nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã đặt hàng là 3310. 125 chị đã nổ đơn rồi các chị ơi, nhanh tay một chút xíu để săn sale nha, vì giá tốt quá chừng luôn. Có 125.000 các chị đang mua một cái ví là 415 mà sale còn có 125. Khóa em dùng nè, Atimon nè, dòng xịn nè, khóa 2 chiều nè, các chị xài rất là bền luôn, xài cực kỳ là bền, đầu khóa cũng xịn và sang, nhưng mà giá sale thì lại rẻ, cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em thùy mã đặt hàng này, đó là mã đặt hàng 3310 và kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn. 166 chị đã nổ đơn rồi các chị, còn có 100 mấy chục chị nữa thôi là sẽ kết thúc cái chương trình mua chung giá tốt cho 3310. Ví này các chị xài các chị sẽ rất là ghiền nha các nhà, và khi mà xài cái ví này xong hình như là không muốn đổi ví luôn, vì cái ngăn của nó rất là tiện dùng, cho nên là các chị xài cái này các chị khen dữ lắm. Màu em có thì đủ cho mình là 5 gam màu đẹp, và Vân Gia là Vân Gia Xước chống trầy, và niêm yết là 415. Các chị mình mua đi, các chị tặng cho ai đó người ta rất là mừng. Vì sao? Ví là nó tượng trưng cho sự may mắn nha, chứ không phải là mà em nói là tặng sao người ta thích là cái gì, mà vì ví là tượng trưng cho sự may mắn cho nên mọi người thích tặng nhau bởi một cái ví. Mà các chị mình mua đi, cuối năm rồi mình đi sinh nhật hay là mình có tặng quà cho ai đó, mình tặng cái ví rất là giá trị, đúng không các chị? Đã có 215 chị đã nổ đơn rồi các chị ơi. 215 chị rồi, còn có vài chục chị nữa em qua mã hàng. Nên là mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là 3310. Rẻ quá mua 2 cái đi các chị, rẻ quá mua 2 cái ạ. Dạ em chào chị Hồ Hồng chị ơi, kiểm tra chị Hồ Hồng chỉ cần hỏi cái gì về em. Dạ. Rồi nhanh tay giùm em mã này, đó là mã đặt hàng 3310, mua chung giá tốt nha các chị nha. Mua chung giá tốt 3310, 415.000 một cái. Nhưng em sale các chị nhà mình chỉ còn có giá là 125.000, rất là rẻ, và bây giờ chỉ còn có duy nhất đó là 40 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng mua chung giá tốt 3310. Và bây giờ chỉ còn có 30 chị nữa thôi các chị ơi, 30 chị cuối cùng. Em giới thiệu lại màu này em qua nha. Màu em đang cầm đây là gam màu hồng tây,
rất là sang á các chị, đẹp lắm. Rồi gam màu đen này các chị ơi, khóa này khóa trơn mực cực kỳ nha, khóa trơn mực cực kỳ luôn, khóa hai chiều mà nó xịn lắm. Rồi đây ngăn nè các chị, mình đựng những giấy tờ tạm nè. Rồi bên trong là các chị ơi, ngăn quá chừng để cho các chị mình đựng thẻ, đựng giấy tờ, không kém một loại nào. Chứng minh nhân dân, cà vẹt xe, bảo hiểm mà loại đời cũ á, vẫn vừa bình thường và rộng rãi bên trong nha các chị nha. Nhưng giá sale này đó là em sale đó là 125.000, và bây giờ em chỉ còn có 12 chị cuối cùng, 12 chị nữa thôi em sẽ kết thúc nhận đơn cho mã mua chung giá tốt 3310. 12 chị cuối cùng, chị nào nhanh tay thì có đơn nha các chị nha, cho mã 3310 này, 12 chị nữa thôi, 10 chị nữa thôi các chị ơi. Dạ 125.000, 125.000, 5 chị cuối cùng giùm em nha, rất là đẹp luôn mà em bán các chị mình có 125.000, xuất sắc. Nên các chị nhanh tay để lên đơn cái mã này của em, đó là mã hàng 3310, và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn 3310 các chị ơi. Rồi em thì xin qua mã 3310 nha các chị. Lấy ba lô các chị có luôn các chị nha. Ba lô laptop rất là nhiều. Rồi ba lô laptop thì em có rất là nhiều mẫu, nhưng mà mẫu nào ra là cháy mẫu đó. Còn hôm nay đây là một cái mẫu mới cho ba lô laptop. 3486. Các chị lên đơn giúp em ạ. Cái này mà mua làm quà 20/11 là em nói là số 1 luôn. Số 1 luôn vì nhu cầu ai cũng cần các chị nha. Ba lô đựng laptop 15.6 inch giùm em nè. Mà cái mẫu này đẹp quá cho nên đó là ngày hôm nay tại sao em sale sâu để tặng các chị mình cái ba lô này. Chị nào nhanh tay có đơn cho bác hàng 3486 kèm số điện thoại giùm em. Đừng cho em được cái laptop 15.6 inch nha các chị nha. Ba lô này rất là sang luôn. Ba lô này đẹp cực kỳ và ngăn cũng rất là rộng cho các chị mình đựng luôn á các chị. Da xịn nha, da là da cổ điển mà da dày. Các chị mình mua giùm em mã này đó là mã đặt hàng. À đầm em đang mặc, các chị chờ em một tí, sau mẫu này em sẽ lên đầm em của em đang mặc nha các chị. Rồi mẫu này các chị lên đơn đó là mã đặt hàng của em sẽ là mã là 3486 kèm số điện thoại giùm em. 695.000 một cái các chị ơi. Cái ba lô này đẹp lắm, bên trong là các chị có ngăn đựng laptop 15.6, có dây đai bảo vệ máy, ở bên này có ngăn phụ cho mình, có dây khóa kéo cho mình, rộng rãi cực kỳ, da là da dày, cái này xài là bao bền các chị nha, cho em 5 năm luôn đó các chị. Dòng xịn, dòng cao cấp, khóa toàn bộ là dòng xịn hết. Nhưng mà hôm nay em có số lượng cũng không có nhiều đâu, em sẽ sale sâu để em tặng các chị mình cái mã này. Dạ dày cao gót chờ em một tí nha các chị nha. Còn cái mã này là mã 3486 kèm số điện thoại giùm em, lên đơn hàng thành công 695.000. Sophia đang sale với giá là 349.000, nhưng riêng Caroline này các chị săn được với giá thật là tốt, chỉ có 245.000 mà thôi, 245.000 mà thôi. Nên là chị nào săn thì lên đơn giúp em nha. Nâu bò cà phê và gam màu đen rất là đẹp cho các chị nhà mình, các chị mình mua làm quà 20/11 là em nói tuyệt vời. Nhanh tay đi các chị để có đơn hàng thành công cho mình, đó là mã đặt hàng 3486, cách ra tới số điện thoại giùm em để em lên đơn. Mẫu này rất là đẹp, nên các chị mình nhanh tay để săn nha các chị nha. 3486 có 245.000, siêu rẻ đó các chị, gọi là siêu rẻ luôn. Nên các chị nhanh tay để có đơn, chất liệu xịn, da rất là dày, và cái lượng nguyên vật liệu chiếm trên cái ba lô này cực kỳ là lớn. Nhưng hôm nay em sale cho các chị nhà mình chỉ có là 245.000 mà thôi. Nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em mã đặt hàng này, đó là mã 3486, cách ra cho em xin số điện thoại để em lên đơn cho mình. Giá sale rất là rẻ đó các chị, nhanh tay lên để các chị săn sale cái mã này các chị nha. Vì rẻ quá, có 245.000 thôi, có 245.000 thôi, rất là rẻ. Nên là chị nào có đặt thì nhanh tay giúp em thôi nha. Màu này cho em đó là cái gam màu bò. Gam màu bạn Điền đang mang là gam màu đen, gam màu này cà phê nó sẽ sáng hơn màu đen một tông. Rồi gam màu cuối cùng loại gọi là cái gam màu này đó là gam màu nâu nè các chị. Và giá bán của em là 245.000 một cái các chị nha. Siêu rẻ luôn, các chị nào có đặt thì các chị lên đơn nhanh tay một chút xíu để có đơn hàng thành công cho mình. Đã có 100 chị đã nổ đơn rồi, thùy chốt thêm 100 chị cuối cùng. 100 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 3486 các chị nha. 100 chị nữa thôi là em sẽ ngưng nhận đơn luôn cho mã 3486. Đẹp lắm các chị. Chất liệu là da cổ điển, dòng da xịn, da dày lắm. Các chị xài là 5 năm là chuyện bình thường nha các chị nha. Dòng này dòng xịn mà, nhưng mà giá sale ngày hôm nay rất là rẻ, 695.000, mà các chị săn sale còn có 245.000 thôi. 695.000 là giá niêm yết đó các chị, mà bây giờ sale còn có 245.000, gọi là đỉnh luôn. Nên các chị nhanh tay để săn sale cái mã này của em nha, rất là rộng rãi, đừng là thoải mái cho các chị nhà mình luôn. Nhưng giá sale này gọi là siêu sâu, cho nên các chị mình lên đơn giúp em nha. Hai bên hông có ngăn cho các chị mình nữa nè. Đó, cái chất liệu này nó dày, nó đẹp. Và cái ngăn khóa này nè các chị ơi, là các chị mình đựng cho em là nó dài tới tận ở dưới đây nè, đựng đồ rất là thoải mái. Rồi bên trong rộng rãi, có ngăn phụ cho mình luôn, có dây khóa kéo cho mình luôn. Rồi bên này cái ngăn này là đựng laptop 15.6 inch và có dây đai bảo vệ máy. Mà quan trọng nhất là may rất là chắc chắn và kỹ lưỡng nha các chị nha. May kỹ lưỡng cho mình lắm, nên các chị mình xài sẽ rất là bền. Nhưng mà giá siêu sâu quá nên các chị nhanh tay giùm em mã đặt hàng 3486 kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công các chị nha. Và bây giờ đây em chốt được cái duy nhất đó là 70 chị nữa thôi là em sẽ kết thúc nhận đơn luôn ạ. 70 chị cuối cùng và 70 chị nữa thôi là kết thúc nhận đơn luôn các chị nha. Các chị ơi đặt hàng bên em á là một mã sản phẩm và đi kèm với một số điện thoại thì em mới có đơn. Chị nào mình thiếu mã sản phẩm, thiếu số điện thoại em sẽ không có đơn. Cho nên các chị hỗ trợ em một mã sản phẩm đi kèm một số điện thoại nha. Chị tăng tên bạn bè và bạn nhân các chị nha. Chị Thảo Châu, chị Thảo Nguyễn tắt tên chị Thảo Châu, có xài ba lô này không mẹ mua. Em cảm ơn rất là nhiều, rồi tặng chị một phần quà đi em.
Rồi, chị nào xong cái này lên đơn giúp em đó là mã đặt hàng là 3486 và cho em xin một số điện thoại để em lên đơn các chị nha. Và còn 40 chị cuối cùng. 40 chị cuối cùng sẽ kết thúc nhận đơn cho mã 3486 và cái mẫu này nó đẹp quá chừng. Mà Thùy bán cho các chị nhà mình chỉ có là 245 ngàn một cái. Siêu rẻ luôn, các chị nhanh tay để có đơn ạ. Rất là rẻ nha các chị nha. Và nhận hàng về kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm em. Giá sale rất là rẻ như vậy, các chị nhanh tay. Và bây giờ em chỉ còn có 30 chị nữa thôi. 30 chị cuối cùng kết thúc nhận đơn cho mã đặt hàng 3486 á. Gia cổ điển các chị ơi, đừng cho em là laptop 15.6 inch là thoải mái nha. Đừng laptop 15.6 inch là thoải mái, nhưng mà em thì sale rất là rẻ. Cho nên các chị có xăng thì các chị lên đơn giúp em mã này là mã 3486. Và sau đó các chị cho em xin thêm một số điện thoại nữa để em lên đơn hàng thành công cho mình. Giá sale rẻ quá đi các chị ơi, nhanh tay một chút xíu để lên đơn ạ. 486 và kèm giúp em một số điện thoại nha các chị nha. Nhận hàng về các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các chị mới trả tiền, nên các chị cứ yên tâm, rất là đẹp và xuất sắc như thế này. Nhưng mà bán giá chỉ có là 245 ngàn. Và bây giờ còn là 15 cái cuối cùng. 15 cái cuối cùng em qua mã tiếp theo ạ. Em chốt được 15 chị nữa, tính từ chị Phụng bé là 15 chị nữa em sẽ qua mã 3486 các chị nha. Em giới thiệu lại màu để cho các bạn dễ chốt đơn này các chị. Màu này cho em đó là cái gam màu nâu. Màu đen. Gam màu đen ạ. Gam màu này là gam màu cà phê sáng hơn màu đen màu tông. Và gam màu này là gam màu bò. Các chị đặt hàng bên em cho em xin một mã sản phẩm và đi kèm một số điện thoại. Ngày mai sẽ có nhân viên alo chốt đơn, lúc đó các bạn sẽ tư vấn về màu, về cái màu cho các chị mình chọn lựa nha các chị nha. Ngày mai các bạn em sẽ gọi lại nha các chị. Nên là các chị có đặt thì đặt ngay trong cái live này giùm em để giữ được cái giá sale, vì cái giá em bán tốt nhất là giá tại live stream á các chị. Chứ còn mình đặt ở cái kênh khác của em thì không được cái giá này. Và bây giờ chỉ còn có 5 chị nữa thôi là em sẽ qua mã, cho nên là chị nào chưa lên đơn nhanh tay giúp em mã này là mã 3486 và 5 chị cuối cùng qua mã tiếp theo nha các chị nha. Đẹp xuất sắc, chất liệu da nó dày dặn, mình xài nó bền khóa, em dùng toàn là đồng quá hết, là cái dòng này xài không bao giờ hoen rỉ nha, xài rất là chất lượng. Nhưng mà giá bán sale sâu và may thì tỉ mỉ cực kỳ, nhưng mà giá sale chỉ có là 245 ngàn. Và em thì xin qua một cái mã tiếp theo ạ. Em sale cái đầm nha các chị nha, hay là sale cái đầm trước? Thôi cái đầm trước đi. Đầm là 3967 ạ. Đầm là đầm cao cấp nha các chị nha. Các chị để giùm em mã là cao cấp 3967. 3967 kèm số điện thoại giùm em. Đầm này đầm thiết kế, đầm may cao cấp nha các nha. May rất là đẹp và tỉ mỉ cho mình. Đầm này xịn cực kỳ luôn các chị nha. Chất liệu này là xốp ép hoa, một cái dòng xốp ép hoa rất là đẹp. Và cái von này thì von mềm mặc rất là sang trọng cho mình nè các chị. Rồi bây giờ chị nào mình sang cái này thì lên đơn giúp em mã đặt hàng của em sẽ là mã cao cấp 3967 kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng cho các chị nha. Và cái đầm này các chị mình biết nè, khi mà các chị mình mua cái đầm cao cấp như thế này thì bây giờ có 700 ngàn trở lên cũng là rẻ. Đối với chị vì đầm xịn mà 700 ngàn vẫn là rẻ. Đầm may hai lớp rất là chất lượng, dòng xốp ép hoa rất là sang trọng cho mình các chị nha, xịn lắm, mặc là đẹp. Nhưng mà hôm nay trong chương trình này đúng ra là em phải sale thấp nhất, các chị mình biết rồi. Đối với ở thị trường thì cái dòng này phải tầm cỡ khoảng 700, với cái cách mà may cao cấp như thế này, may đẹp, may xịn như thế này thì phải là 700. Nhưng mà ở Sofia thì luôn luôn có một cái giá rất là tốt cho khách hàng, thì đúng ra là trong cái chương trình ngày hôm nay em tính em bán là giá là 299 ngàn. Nhưng mà hồi nãy đến giờ em ngồi đây có rất là nhiều chị hỏi và các chị đã nổ đơn rất là nhiều cho cái mã này, cho nên hôm nay em thì sale cái mã này chỉ có giá là 249 ngàn dành cho 100 chị nhanh tay ạ. 249 ngàn dành cho 100 chị nhanh tay. Cho nên là chị nào sang cái mã này thì lên đơn giúp em mã đặt hàng là cao cấp 3967 và 3967 các chị nha, là em có đủ size cho mình từ S cho đến là size 2XL luôn. Em đủ size đủ số, đẹp xuất sắc, nhưng mà em lại sale chỉ có giá đó là 249 ngàn dành cho 100 chị nhanh tay với cái giá sale này. Cho nên là chị nào sang thì lên đơn giúp em mã này, đó là mã đặt hàng của em là 3967 và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn. Một cái đầm đẹp như thế này mà Thùy dành ra có 100 suất thôi để được bán với giá là 249 ngàn. Cho nên là chị nào có xăng thì lên đơn nhanh tay giúp em, xuất sắc cực kỳ. Và đã có 50 chị đã nổ đơn, 50 chị cuối cùng em sẽ kết thúc nhận đơn cho cái mã đầm cao cấp này các chị nha. 3967 kèm số điện thoại giúp em. Đầm đẹp, đầm sang, chất liệu này là xốp ép hoa rất là xịn, mặt nó mềm mại, nó nhẹ nhàng cho mình nha các chị nha. Và cái von này là von mềm, von xịn luôn, mà các chị đang mua với cái giá sale chỉ có là 249 ngàn, và em chỉ có 100 suất để bán với cái giá này thôi. Cho nên là chị nào có xăng thì lên đơn giúp em mã đặt hàng của em, đó là 3967 và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại nữa thì em lên đơn hàng thành công cho tất cả các chị nhà mình. Và đã có 70 chị đã nổ đơn, em còn 30 chị cuối cùng. 30 chị cuối cùng sẽ qua mã cao cấp 3967 các chị nha. Và em đủ size cho mình đó là từ size S cho đến là size 2XL. Và tới thời điểm này thì chỉ còn có 28 chị nữa thôi là sẽ kết thúc nhận đơn cho cái giá sale là 249 ngàn. Cho nên là chị nào có xăng thì lên đơn giúp em. Đầm cao cấp, đầm xịn, may rất là đẹp, may hai lớp và may tỉ mỉ vì nó là đầm thiết kế nha các chị nha. Cho nên là em may rất là kỹ, nhưng mà em luôn luôn có một cái giá bán rất là tốt dành cho khách hàng của Sofia.
Cho nên là chị nào có săn thì nhanh tay giúp em. Và tới thời điểm này em chỉ còn có duy nhất là 13 cái cuối cùng. 13 cái cuối cùng chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em mã này, đó là mã 3967. Và cách ra cho em xin thêm một số điện thoại nữa là em lên đơn hàng thành công cho mình. Rẻ mà đẹp quá đúng không các chị ơi. Chị có là 249.000. 249.000 các chị nha, niêm yết là 615. Niêm yết là 615 mà sale với chị mình 249.000 thôi. Xuất sắc luôn. Đó mà giá sale này mà không săn tiếc lắm. Cho nên các chị nhanh tay giùm em để có đơn hàng thành công cho mình. Quá là đẹp nha các chị nha. Và đủ size từ S cho đến là size 2XL và em Thùy còn duy nhất đó là 3 cái nữa. Chị nào đặt thì lên đơn giúp em luôn. 3 cái cuối cùng cho những chị nhanh tay cho mã cao cấp 3967 ạ. Đẹp đó các chị ơi, đủ size đủ số mà bán các chị mình săn sale chỉ có là 249.000, gọi là siêu rẻ rồi. Em Thùy xin qua mã tiếp theo ạ. Qua mẫu luôn các chị nha. Mẫu đồ bộ này chất là đẹp lắm, chất rất là đẹp nha các chị nha. Form dáng đẹp, chất liệu này là lụa tô châu. Lụa tô châu. Lụa tô châu nha các chị nha, rất là đẹp luôn nè các chị. Rồi bộ này thì em có giá sale rất là hấp dẫn cho các chị nhà mình trong cái live ngày hôm nay. Chị nào săn thì lên đơn giúp em mã là 1994. 1994 là mã sản phẩm nha các chị nha, mà số lượng em không có nhiều. Cho nên em sẽ sale sâu cái bộ này cho tất cả các chị mình cùng săn. Nên là chị nào có săn bộ này thì lên đơn giúp em mã đặt hàng là mã 1994. Vì cái bộ này mà các chị mình ra thị trường mình mua thì em nghĩ là với cái cách mà may mà tỉ mỉ và may có size có số và chất liệu mà đẹp như thế này thì ít gì các chị mình phải mua trên 200 đúng không chị. Nhưng ở Sofia thì em muốn là có một cái giá rất là tốt cho khách hàng cho nên em sale sâu. Thì bây giờ em sẽ cho các chị mình xem người mẫu nha. Đây đây, cho xem to luôn đi, cho các chị mình xem to người mẫu lên đó, để cho các chị mình thấy cái form dáng của cái bộ này đó. Các chị thấy đẹp không ạ? Rất là dễ thương đúng không các chị? Đó, nó dễ thương như vậy mà em có hai gam màu thôi, đó là gam màu xanh và gam màu trắng nha các chị nha. Xanh và trắng đó các chị mình nhìn đi, rất là đẹp như vậy, hai gam màu thôi. Nhưng em không bán như giá thị trường là trên 200.000 một bộ vì bộ này nó rất là xịn nhưng các chị nha. Nhưng mà em thì luôn luôn có một cái giá rất là tốt cho khách hàng. Thì bây giờ các chị mình lên đơn giùm em thật sự luôn, các chị mình đang mua chỉ là một cái giá mà em gọi là giá sỉ luôn á, giá mà lời có vài ngàn đồng cho một bộ á. Nên các chị nhanh tay giùm em, đó là giá sỉ 1994 kèm số điện thoại. Em bán các chị nhà mình chỉ có là 129.000 thôi, đi đơn từ hai bộ. Thật sự luôn, bộ này có bán 179 vẫn còn rẻ các chị. Nhưng mà Thùy sale các chị mình là 129.000 thôi và đi đơn từ hai bộ. Vì giá em sale sâu quá nên em chốt là đi đơn từ hai bộ các chị nha. Cho nên các chị mình hỗ trợ mua giùm em từ hai bộ vì một bộ là em sẽ lỗ. Cho nên các chị mình mua giùm em từ hai bộ cho mã 1994. À, các chị thấy đẹp không? Xuất sắc luôn, cái bộ nó dễ thương như vậy. Nhưng mà bán giá có 129.000 và đi đơn từ hai bộ. Em có hai gam màu xanh và gam màu thứ hai, đó là gam màu trắng nha các chị nha. Còn giá sale này em gọi là siêu rẻ luôn đó. Các chị đặt đi các chị, nhanh tay một chút xíu là mình có đơn vì số lượng em không có nhiều. Cho mã này, đó là mã đặt hàng của em là 1994 các chị nha. Mã của em là mã 1994 nha các chị. Hiện tại là đơn đang nổ rất là nhiều cho cái mã này. Đó là các chị có đặt thì các chị nhanh tay giùm em để mình có đơn cho mình. Và đặc biệt đồ em may là đồ có size có số, không phải là đồ resize. Cho nên khi các chị mình mặc vào nó vừa vặn với người của mình đó, thì sẽ rất là đẹp nha các chị nha. Đồ bán có size chứ không phải resize đâu các chị. Dạ đẹp quá hả, các chị đang khen bộ này nè. Dạ rất là đẹp luôn, cái chất liệu là lụa tô châu, giặt là mặc không cần ủi không cần là các chị nha, là bộ này. Đó mà giá bán của em chỉ có là 129.000, đi đơn từ hai bộ các chị nha. Cái dòng này nó đẹp á các chị và may rất là tỉ mỉ cho mình luôn á. Và cái chất liệu này mặc nó mát cực kỳ, cái chất liệu này mát lắm. Như đồ em mặc ở nhà là em mặc đồ bộ ở nhà em mặc tô châu không à, mặc nó mát và giặt là mặc không cũng không có cần ủi là gì hết nha các chị nha. Và đủ số ký cho các chị nhà mình từ 40 cho đến là 70 ký thì em sẽ có size, nhưng cái giá bán của em chỉ có là 129.000, đi đơn từ hai bộ. Các chị đặt hàng thì các chị nhanh tay lên đơn giúp em nha. Và bây giờ đây đã có là 50 chị đã nổ đơn. Vậy là bây giờ em Thùy chốt thêm đó là 50 chị nữa thôi là sẽ hết hàng đó các chị. Chốt thêm 50 chị nữa hết hàng các chị nha cho mặt đặt hàng này. Đó là mặt hàng 1994. Dạ đủ size các chị ơi, yên tâm luôn, đủ size cho mình từ 40 đến là 70 kg. Vì đồ em bán là đồ có size không phải đồ resize. Bây giờ chỉ còn có 41 chị nữa thôi là sẽ qua mã hàng này các chị nha. Đó nên là chị nào chưa có lên đơn thì lên đơn giúp em Thùy mã đặt hàng này, sẽ là mã đặt hàng 1994 ạ, 1994. Và kèm giúp em một số điện thoại để em lên đơn cho mình. Và bây giờ chỉ còn có 20 bộ nữa thôi, 20 bộ cuối cùng sẽ qua mã tiếp theo các chị nha. Nên là chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay ạ. 1994 và đồ em bán có size có số không phải đồ resize. Các chị mình có số ký là từ 40 cho đến là 70 thì mình sẽ có size, nhưng mà giá bán gọi là siêu rẻ cho tất cả các chị nhà mình mua. Đó là các chị nào có săn thì lên đơn nhanh tay giúp em một chút xíu nha các chị nha. Cho mã đặt hàng của em đó là mã là 1994 ạ. Rồi bây giờ em chỉ còn có 12 bộ nữa thôi là em sẽ qua mã 1994. Các chị ơi, nó rất là dễ thương, mặt nó mát dữ lắm, lụa tô châu mà thiết kế form của cái mẫu này là mẫu mới cho nên là rất là đẹp. Nên là chị nào có săn thì lên đơn giúp em nha. Nhận hàng về các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, đơn nổ dữ luôn cho cái mã này. Đó mà Thùy lại sale sâu quá nên các chị có đặt thì các chị lên đơn giúp em nha.
đó cho các chị mình xem nè, đó rất là đẹp luôn, coi lại form dáng một lần nữa để em qua mã. Bây giờ các chị mình xem lại form dáng một lần nữa để em qua mã hàng này các chị nha. Đó nên bây giờ chị chốt thêm được có 5 chị nữa thôi, nên là chị nào có đặt thì lên đơn giúp em Thùy mã này. Đó là mã đặt hàng 1994. Đó rất là đẹp đúng không các chị, cái chất liệu nó là lụa tô châu, mặc nó mát dữ lắm. Giặt là mặc à. Dạ, cái này thì em đủ size từ 40 cho đến là 70 kg vì đồ em bán là đủ có size, không có phải là đồ resize. Cho nên là khi mình mặc vào nó vừa vặn với người của mình thì nó sẽ rất là đẹp. Nha các chị nha, và em Thùy xin qua một cái mã tiếp theo ạ. Rồi, em lên mã tiếp theo, tập trung hết mấy cái hàng còn XX xả cho các chị săn nha. Rồi các chị lên đơn giúp em mã này là 2928, chiều cao này là 3 phân. Cái gót thôi đã thấy xịn rồi đúng không các chị? Dòng này xịn mang êm nha các chị nha. Thì cái này là 495.000 một đôi. Hiện tại cái đôi này đang sale với giá là 199.000 đúng không em? Cái đôi này đang sale 199 đúng không? 199 là đang sale hết chưa? Bây giờ bán rẻ các chị 179 đi cho nó hết luôn. 179.000 giùm em đôi này nha. 179.000 cho bán đặt hàng 2928. 2928 179.000 giùm em nha. Đôi này đẹp và các chị, chiều cao của em sẽ là chiều cao 3 phân. Đôi này đẹp. Các chị mình mua đi, các chị mang rất là dễ thương luôn, mà bán có 179.000 một đôi à. Nên là chị nào có săn cái đôi này thì lên đơn giúp em Thùy nha. Mã đặt hàng 2928. 2928 em có size từ 35 dạ có luôn chị ơi, từ 35 cho đến size 39 nữa chị. Chị mà đặt hàng thì mình nhanh tay giúp em các chị nha, chị Vũ Tuyền ơi. Cái mã sơ mi là 2982 chị nhé. Asumi rất là đẹp, 2982 các chị nha. Còn cái này là 2928 kèm số điện thoại giùm em để em lên đơn hàng thành công nha các chị, và giá sale rất là rẻ, chỉ có 179.000 mà thôi. Cho nên là chị nào có đặt thì lên đơn nhanh tay giúp em một chút xíu nha, vì nó rất là đẹp mà có 179.000 là đơn đang nổ quá chừng cho cái mã này luôn các chị. 2928 cách ra tới số điện thoại giùm em để em lên đơn cho mình, vì giá sale rất là rẻ luôn các chị ơi, có 179.000 à. Em còn ít em sale sâu. Cái gót này đẹp nè các chị, chiều cao 3 phân giùm em nha, xuất sắc luôn mà bán giá rẻ nha các chị nha, có 179.000. Nên các chị có đặt lên đơn nhanh tay một chút xíu nha, vì nó ít ra các chị, mình tranh thủ mình nhanh tay để mình có đơn nha các chị nha, rất là xuất sắc mà giá bán rẻ quá, có 179.000. Các chị lên đơn đi các chị, nhận hàng về kiểm tra hàng giùm em trước khi thanh toán. Dạ, em đọc size một lần nữa cho các chị đi Thảo. Dạ, size từ 35 cho đến size 39. Cái màu này là màu kem trắng các chị, màu kem kem chứ không phải màu trắng tinh đâu. Dạ, đây là màu trắng kem nha các chị, màu kem trắng đúng rồi, nhìn vô nó sẽ thấy là cái màu kem mà nó hơi trắng trắng một tí xíu chứ không phải là màu trắng nha các chị nha, do em phải nói rõ trên livestream chứ không là khi chốt đơn các bạn nói là màu kem thì các chị nói là không, chị đặt màu trắng thì lại nó hết hàng á. Rồi các chị nhanh tay giùm em ạ, Thảo giúp chị chút xíu. Dạ. Yeah. Mã sơ bỏng của em sẽ là 2982 là áo sơ mi của chị Thùy á. Thì em sale với giá đó là 199.000 đồng một cái và miễn ship. Còn chị nào mình mua hai cái trở lên sẽ là 179.000. Còn riêng cái đôi sân đan này á thì em sale với giá đó là 179.000 đồng một đôi. Vì đôi này bình thường bên em đang sale là 199.000, nhưng riêng cái này em xả hàng lẻ chỉ với giá 179.000. Chị nào mình thấy giá sale tốt thì mình nhanh tay lên đơn giúp em các chị nha. Size em có là từ 35 cho đến size 39 luôn. Và dòng sân đan này các chị, riêng cái phần đế, cái chỗ phần gót á là gót sơn da tầng, cái dòng rất là sang luôn, và cái phần đế của em là rất là chắc chắn, khi mà các chị em nhà mình đi á nó dễ đi cho mình, để em lên cho anh em ướm thử cho các chị nhà mình coi nha. Tại vì những cái dòng này nó dễ đi lắm, hôm nay sale giá có 179.000 à. Em sẽ lên thử đó là gam màu kem trắng và gam màu đen đó chị nhà mình coi luôn. Cái dòng này êm, dễ đi, và bé nào mà đang học cấp 3 mà có mặc áo dài thì các chị cũng có thể mang được cho em luôn các chị đây. Nói chung là form dáng nó đẹp và nó chuẩn xác luôn đó các chị, nhưng mà sale giá có đúng 179.000 đồng một đôi thôi các chị nha. Màu kem và gam màu này giúp em sẽ là gam màu đen các chị nha. Đúng rồi, màu toàn là màu đẹp nè các chị, mà cái chất liệu da nó mềm á nên các chị mình mang rất là êm, và đệm mút này nó dày nên các chị mình đi nó không có bị thốn gót chân nha các chị nha, rất là xuất sắc. Nhưng mà bán giá chỉ có là 179.000 và bây giờ em chốt được 12 đôi nữa thôi là em sẽ qua mã. Cho nên là chị nào chưa lên đơn thì nhanh tay giúp em mã này là mã 2928 chứ em hả? 2928 là áo sơ mi của chị á chị. Ờ, còn cái này là 2928. Dạ. Yeah. Cái mã này là 2928 nha các chị nha. 2928 nha các chị, cái mã này là 2928 giùm em. Rồi em thì qua mã 2928 ạ. À. Rồi lên mặt. Rồi cái ba lô này đẹp nè các chị ơi. 2973. 2973, cái ba lô này là 2973 các chị nha. Rồi các chị nào mình đặt thì cho em mã là 2973, ba lô rất là cưng luôn. Đó các chị nhìn là sang ơi là sang luôn, mà cái khóa này là hàng xịn nè, hàng cao cấp nè các chị. Sáng bóng luôn, rất là đẹp. Ở ngoài này có ngăn rộng cho mình, rồi bên đằng sau này có ngăn, rồi bên trong này cũng có ngăn các chị nha. Hôm nay để Thùy sale sâu để các chị mình sang cái ba lô này. Đây các chị, bên trong là các chị có ngăn phụ nữa nha. Đây có ngăn phụ cho mình. Nhưng mà giá bán là siêu rẻ cho dòng ba lô này luôn. Các chị nhanh tay để có đơn ạ. 515.000 một cái đúng không em? Dạ 515.000. Dạ, nhưng mà hôm nay em sale cho các chị nhà mình rẻ ơi là rẻ luôn các chị nha.
đúng ra cái này là phải sale hơn 200, sale 200 mấy một cái lận. Nhưng mà bây giờ em sale các chị mình 199.000 thôi, rồi em miễn ship luôn cho các chị mình săn cho vui. 199.000 và em miễn ship luôn cho cái mã đặt hàng 2973 các chị nha. 199.000 và miễn phí ship. Ba lô này rất là dễ thương luôn các chị, dễ thương lắm. Đằng sau còn có ngăn cho mình nữa nha. Mà màu em thì cũng đủ màu cho mình luôn, đó là 5 màu. Và giá bán rẻ có 199.000, rồi em miễn ship. Cho nên là các chị có đặt thì lên đơn giúp em ở này 2973 cách ra, tới số điện thoại giùm em để em lên đơn. Những cái màu em có đủ màu luôn, 5 gam màu rất là dễ thương. Mà da thì lại mềm, mẫu thì là mẫu mới nữa. Nên các chị nhanh tay để có đơn cho mã này, đó là mã đặt hàng 2973. Và kèm giúp em thêm một số điện thoại để em lên đơn các chị nha. Còn cái giá sale gọi là siêu rẻ luôn các chị, vì có 199.000 à, mà em miễn ship nữa, nên các chị có đặt thì các chị lên đơn nhanh tay nha. Cưng lắm, ba lô rất là cưng luôn. Mà giá bán rẻ, cái ngăn ngoài này cực kỳ là rộng nè các chị. Các chị đựng được nhiều đồ á, mà giá sale sâu đó, nên các chị lên đơn giùm em nha. Ở bên trong này còn có ngăn phụ nữa nè các chị. Có ngăn phụ, có dây khóa kéo cho mình luôn. Đó, da thì lại mềm như thế này. Đó, xài rất là sướng. Nhưng mà giá bán rẻ quá, các chị có đặt thì lên đơn đi các chị. Và các chị đang nổ đơn rất là nhiều cho mà đặt hàng 297.